anh thì khác anh rất thích được nghe em nói vì như vậy anh cảm thấy như mình được trẻ lại anh làm như anh già lắm không bằng không già à ông huấn kêu lên em đừng quên anh là cha ruột của bội quân và bội hoàng nhé thôi đừng nói đến chuyện đó nữa phượng cắt ngang vì ông huấn nhắc đến bội quân bội hoàng làm phượng thấy khó chịu tại sao ở đây toàn là đá đỏ không vậy chung quanh đây đất toàn màu vàng, còn núi đá này màu đỏ, có lẽ vì cấu tạo địa chất đặc biệt đấy. Từ đây xuống đến bãi biển hơi xa. Phượng nhắm lội nổi không? Nổi chứ? Anh đừng quên, em là kiện tướng đi bộ nếu cần. Chúng ta đùa thử xem thế nào. Phượng thách thức, ông huấn vỉ cười. Bộ Phượng tưởng là tôi sợ ư? Không đâu, nhưng hôm nay tôi không được khỏe. Để lần sau vậy. Qua hết con đường nhỏ. Họ ra tới đường lớn rồi đi xuống một bờ đá, đá sỏi rất nhiều thật khó đi, nhiều lần Phượng suýt bị trượt, nhưng rồi cuối cùng họ cũng đạt được mục đích. Ông Huấn đứng trên một tảng đá to, vươn mình ra biển nói: "Đến rồi đây." Phượng nhảy xuống, bãi biển này vắng quá, ngoài hai ta ra hình như chẳng có ai cả. "Vâng, nhưng mà như vậy thì em có thích không?" Hai người ngồi cạnh nhau ngắm biển, Phượng gật đầu giữa cái khung cảnh bao la của trời đất lòng họ như trong suốt chúc phượng em biết không lần đầu gặp em thấy em hồn nhiên vui vẻ nhưng cái vui vẻ kia hình như chỉ là ở bên ngoài trong cái ánh mắt em có cái gì đó phẳng lặng suy tư hơi có một chút cô độc thế là anh có ngay ý định sẽ đưa em đến đây cái không gian này phượng yên lặng lắng nghe tôi cũng vậy Lúc nào rảnh rỗi tôi cũng hay đến đây ngồi một chút, tản bộ một chút. Cái không khí tươi mát này như rửa được hết những giờ bẩn mệt mỏi của thành phố. Tôi cảm thấy lòng mình lắng xuống và tôi cứ ngồi mãi như thế đến lúc màn đêm buông xuống. Đám ghe câu từ biển khơi trở về tôi mới quay về. Ngồi ở đây tôi nghĩ ngợi nhiều thứ không bị quấy dày nhưng cũng không san sẻ được cho ai. Phượng là người đầu tiên theo tôi đến đây và tôi nghĩ là ngoài phượng chắc không còn người thứ hai nữa đâu chúc phượng quay lại người đàn ông đã làm phượng cảm động phượng không phải là đứa con gái mau nước mắt vậy mà lúc đó cũng thấy cảnh trước mắt nhạt nhòa qua cái lời nói kia phượng khám phá ra một điều trí huấn cũng biết buồn cũng biết cô đơn tôi giống như một người vô tri giác ban ngày đốt nến đi tìm nhưng chẳng tìm thấy một cái gì cả bởi vì bản thân tôi tôi cũng không biết mình định tìm gì con người sống trên đời cả cái mục đích sống cũng không có thì rõ là bi quan phượng hiểu cái cảm giác đó chứ ông huấn dừng lại với nụ cười buồn con người ông như khác hẳn với con người của chí huấn chỉ một tiếng đồng hồ trước nhìn từ bên ngoài ai cũng ái mộ thèm thuồng họ cho là tôi giàu có tôi có tất cả những gì tôi muốn ngay cái vóc dáng bề ngoài tôi cũng đẹp trai hơn người bạn bè thì nổi tiếng đủ hạng gái đẹp vây quanh lúc nào người ta cũng thấy tôi cười nhưng mà có ai nhìn được trái tim tôi có sung sướng gì cứ mãi đi tìm cái mình không có chứ không hiểu sao phượng lại nói em biết em không thể hiểu được nỗi cô đơn của anh vì cái anh đi tìm em không có thế là thế nào sự háo thắng và cao ngạo làm cho anh cô đơn vì anh sợ anh không muốn cho ai biết điều mình muốn anh cố tình che đậy vì vậy anh càng đi vào ngõ cụt em nghĩ có lẽ là vì các ước mơ mà anh đã từng nói đến nhanh và tàn lụi cũng nhanh của ngày cũ đó là tình yêu làm sao em biết mà sao em dám khẳng định như vậy em nghĩ là vậy ông huấn quay qua bấu mạnh đôi vai phượng làm phượng có cảm giác đau điếng nhưng phượng cũng không phản ứng chúc phượng anh nghĩ là anh đã tìm được đúng không em không biết phượng thở dài nói anh phải nhớ là người thật không bao giờ đẹp như người trong mơ em đừng nói vậy chúc phượng anh đã tìm thấy rồi anh đã tìm ra được ước mơ của mình anh lầm rồi nếu không phải thì có nghĩa là anh đã lừa dối em và đánh lừa cả chính anh phượng lắc đầu nói anh không làm sao có thể quên được giấc mơ cũ của mình bởi vì trái tim anh đã từng vì cái ước mơ đó mà tan vỡ ông huấn có vẻ lúng túng chúc phượng phượng lắc đầu không để ông huấn nói tiếp anh hãy nói cho em biết đi người đàn bà ấy là ai mà hạnh phúc như vậy em cần biết điều đó ư em biết là khi anh đã đưa em ra đây là chỉ để nói cho em nghe về câu chuyện đó đúng không và em rất sẵn sàng để nghe bởi vì dù cho không có được trái tim của anh em cũng hiểu được nguyên nhân tại sao mình không có chứ chúc phượng em lầm rồi ông huấn thở dài nói chuyện cũ lâu quá làm anh quên mất anh đưa em đến đây là bởi vì anh đã tìm lại gặp phượng ngước lên anh đã gạt em anh xin thề là không có chuyện đó vậy thì anh hãy thú thật đi người đàn bà đó là ai có phải là mẹ của bội hoàng không không ông lê trí huấn thở dài thú nhận không phải là mẹ của bội hoàng mà là một cô bạn học của bà ấy vậy thì anh kể chuyện đó cho em nghe đi được chứ chúc phượng này ông lê trí huấn ngồi thẳng lưng nói hôm nay thì không được chúng ta ra đây để khuây khỏa nhắc chi chuyện cũ cho nặng đầu chuyện đó từ từ rồi anh sẽ kể cho em nghe phượng nhìn ông huấn một lúc rồi mới gật đầu. Em tin anh, nhưng mà bà ấy có đẹp không? Không đẹp lắm, chẳng bằng một nửa của mẹ bội hoàng. Rồi ông Huấn lắc đầu nói, nhưng mà tình yêu nào có thể chỉ tùy thuộc vào cái sắc bên ngoài đâu. Em hiểu, và Trúc Phượng nhảy xuống nói, thôi mình đi nhặt sò đi. Nhặt vỏ sò, so. ông Huấn ngạc nhiên, bà nãy em bảo là không thích cơ mà. Đúng, nhưng con người đâu phải lúc nào cũng giống nhau đâu. Bây giờ em chợt thấy thay đổi. Ông Huấn nhìn Phượng chịu thua, nhưng ông cũng nói, thôi được, tôi đi với em. Trúc Phượng đã bỏ đi một đoạn thật xa, ông Huấn phải bước nhanh mới đuổi theo kịp, và khi ông đến gần, chợt ngạc nhiên khi thấy Phượng khóc. Trúc Phượng, em làm sao thế? Phượng chỉ mím môi yên lặng, ông Huấn hốt hoảng. em nói đi, nói đi chứ, tại sao em lại khóc? phượng nói em yêu anh và em chấp nhận nhưng mà nếu anh không yêu em thì em cũng mong là anh hiểu và dành cho em nhiều tình cảm một chút ông huấn ôm phượng vào lòng ồ chúc phượng em nói gì lạ vậy em cũng biết là anh yêu em anh rất yêu em cơ mà chúc phượng nhắm mắt lại lệ lại chảy ra này cô bé của anh em lại hiểu lầm cái gì nữa đấy bấy giờ phượng mới nói có phải là vì em rất giống người anh đã yêu, đúng không? Ồ, ông Huấn cười lớn, tại sao em lại liên tưởng đến điều đó? Còn người em rõ là trẻ con, không rộng rãi tí nào cả, chứ không phải là không phải. Phượng nói, anh đã xem em như một chiếc bóng của bà ấy. Hừ, ông Huấn thở dài, em chưa hề nghe qua câu chuyện làm sao em lại có thể nói như vậy được. Nếu anh mà hành động như vậy chẳng phải là anh hẹp hòi quá ư thế thì tại sao vì anh yêu em ông huấn ghì chặt phượng vào lòng biết chưa chỉ cần nhìn vào mắt em là anh đã thấy rõ con người thật của mình phượng nhìn lên cảm động và quên hết mọi ưu phiền sau đấy họ chọn một tảng đá thật lớn ngồi xuống cả hai tựa người vào nhau và chỉ yên lặng chiều xuống dần nắng đã tắt gió thu cộng với gió biển làm không khí se se lạnh ông huấn cởi chiếc áo khoác ngoài lên cho phượng thôi về nhé lạnh rồi không em thích ngồi ở đây phượng nói ông huấn cúi xuống hôn phượng rồi nói anh biết cảm giác hiện tại của em ra sao rồi chắc chắn là không khác lắm với lần đầu của anh khung cảnh ở đây không có gì đặc biệt nhưng cái bình lặng của nó lại khá hấp dẫn có lẽ anh nói đúng Phượng cười đáp và chí huấn tiếp. Phượng rất thích hợp với nơi đây vì vừa đến anh đã thấy mắt Phượng xanh biếc như màu biển. Phượng là nữ thần của biển xanh. Có nghĩa là nữ thần đã đến nhà. Đến nhà? Phượng mệt rồi à? Vậy ta về. Khoan, hãy đợi một chút. Đợi gì nữa? Đợi thuyền câu về, đợi mặt trời lặn. Phượng biết muốn thấy cảnh đó phải đợi đến mấy giờ không? chúng ta sẽ trễ mất vậy thì hôm khác nhé hôm khác anh hứa sẽ để phượng ở đây đến khuya thế bao giờ ta về về đâu tòa biệt thự kia à phượng đứng dậy theo ông huấn nhưng có vẻ không vui vâng về đó ăn cơm do vợ chồng ông tài nấu còn nếu phượng không thích thì ta có thể ra quán ăn cũng được nếu không chọn cả hai thì anh sẽ nhịn theo em ông huấn đáp rồi nói thêm thật ra thì ở trong tòa biệt thự kia khá ấm cúng là yên tĩnh, không ai quấy rầy ta đâu. Nhưng mà... À, có lẽ Phượng sợ những chiếc giường tròn kia chứ gì. Đừng lo chiếc giường vô tội. Chỉ có hành động mới xấu xa. Phượng vẫn không bỏ được thành kiến với tòa biệt thự nói. Thôi được, chúng ta vào đấy ngồi ở phòng khác cũng không sao. Phượng theo ông Huấn trở về con đường sỏi cũ. Ở đây, mùa hè thích hợp Ta có thể đến đây tắm biển chứ? Không được, ông Huấn lắc đầu, biển ở đây sâu, lại có vùng nước xoáy, đã có mấy người chết đuối rồi đấy. Phượng dùng mình, vậy mà ban nãy em còn định là mùa hè, tới sẽ đến đây tắm biển thật sợ, đúng là ý trời không cho. Ông Huấn chợt đùa, thế còn chuyện chúng mình yêu nhau, đó hẳn là ý trời chứ? Em không biết, Phượng nói vì bất chợt phượng nghĩ đến bội hoàng bội quân mà bội quân lại là con ruột của chí huấn em làm sao nữa vậy không có gì vì khi nghĩ đến tình yêu em chợt có cái so sánh tình cảm giữa bội hoàng với lê văn rồi còn bội quân nữa với cái bản tính khác lạ của bội quân thì quân sẽ gặp tình yêu ra sao em quan tâm chuyện đó ông huấn liếc nhanh về với phượng rồi nói riêng anh biết thì bội quân là đứa rất cứng cỏi nó không yêu thì thôi mà đã yêu rồi thì tình yêu khó mà lay chuyển được vậy à phượng hỏi mà đổi hẳn nét mặt có cái gì bứt rứt trong lòng ông huấn gật đầu tính nó giống hệt mẹ nó không khác tí nào cả mẹ của anh ấy cái giấc mộng cũ của anh phượng liếc nhanh về phía ông huấn vậy thì anh hãy kể cho em nghe đi để em được san sẻ như vậy có khi anh sẽ thấy nhẹ hơn vâng chắc chắn là anh sẽ kể cho em nghe ông huấn nói cả hai đã vào đến nhà đèn đã được thắp sáng ông tài đang mở nhạc một khúc tấu êm dịu của paul maria cả hai ngồi xuống ghế phượng nói hôm ấy ở trong vườn lê em và bội quân khi đi ra sau vườn xem quýt bội quân có nhắc lại chuyện mẹ của anh ấy quân cho biết là chẳng hiểu vì sao mẹ lại qua đời sớm vậy có lẽ anh ấy cũng muốn giấu em cái chuyện đau lòng không nên nói đó là một sự thật ông huấn nói rồi đột ngột đứng dậy để anh đi rót hai ly rượu uống cho ấm dạ một chút sau đó nếu em thích anh sẽ kể lại chuyện đó cho em nghe rồi ông bước tới quầy rượu rót hai cốc một cốc màu xanh lá loại rượu nhẹ cho phượng còn ông lại là một cốc màu cánh rán đưa cho phượng rồi ông huấn nâng ly lên nói nào hãy uống mừng cho chuyện của chúng ta. Rồi ông nốc cạn, mặt như đỏ hẳn lên, ông bắt đầu kể. Mẹ của bội quân bội hoàng xuất thân từ một gia đình giàu có. Gia đình của bà ấy và gia đình tôi giao tiếp lâu năm nên có sợi dây liên hệ tình cảm khá là bền chặt. Bội thanh, mẹ của bội quân và bội hoàng lúc còn trẻ vì được nuông chiều nên là một cô gái háo thắng ngạc ngược lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi và hạnh phúc của bản thân, ích kỷ hay lấn át người khác, kể cả người thân trong gia đình. Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, cùng vui đùa học tập, không hề có một ý tưởng gì về tương lai, trong khi tính xấu của Bội Thanh theo năm tháng không những không giảm bớt mà càng lúc càng tăng cường hơn. Thành khinh miệt người làm, ghét bỏ những ai vượt trội hơn. Lúc đầu thì tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó, tôi xem thanh như một đứa em gái nhỏ thôi có ngờ đâu sự sắp xếp của gia đình bắt chúng tôi phải thành hôn với nhau mọi thứ xảy ra tôi chẳng hề được hỏi ý trước ông huấn bắt đầu kể khuôn mặt đầy cảm xúc bất mãn khi tôi nghe tin ở trên tôi đã cực lực phản kháng tôi phản kháng không phải là vì mình hoàn toàn không có cảm tình với bội thanh mà là vì ai cũng vậy tuổi trẻ bao giờ cũng đầy tự ái có ai chịu để người khác áp đặt cuộc đời mình? Tôi đòi hỏi một sự tự do lựa chọn. Không ngờ cái phản ứng đó của tôi đã xúc phạm tự ái của bội thanh. Thì ra chuyện hôn nhân này thành đồng ý từ trước vì thanh yêu tôi. Ông Huấn thở dài. Sau đấy, mặc dù chúng tôi vẫn lấy nhau, có với nhau một đứa con là bội quân, nhưng bội thanh vẫn nghi ngờ, vẫn hận chuyện tôi phản đối hôn nhân với nàng như một vết tích mà năm tháng không thể xóa nên khoảng cách giữa hai đứa cứ tồn tại. Bội thành đầu chịu nghĩ là trong cuộc sống hôn nhân cần có sự tha thứ và cảm thông. Cái cao ngạo, cố chấp không nên tồn tại. Và rồi, Thành nghi ngờ tình yêu, Thanh cho rằng tôi hẳn đã có một tình yêu khác. Tánh bội thanh lại trầm lặng, không nói ra, nhưng cái lạnh lùng, những lời xa gần soi mói làm tôi khổ tâm không ít. Bây giờ, tôi cũng còn trẻ, tôi nào có được sự nhẫn nhục chịu đựng. bội thanh rất đẹp ngoài cái tật xấu khinh người ra cô ấy khá lành phải nói là khá thu hút bội hoàng bây giờ chính là một ấn bản khác của bội thanh chúc Phượng lắng nghe Phượng là người con gái Phượng cũng biết ghen vì ghen là biểu thị cho sự chiếm hữu cho tình yêu ghen vô tội bội thanh là vợ huấn sự ghen tị kia dù làm cho huấn đau khổ không ít nhưng đấy cũng chẳng qua vì yêu chồng thôi. Thật ra thì cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bội thanh. Ông Huấn nói tiếp, tôi cũng có trách nhiệm. Bây giờ tôi còn khá trẻ, mới 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, nên cái quan niệm về tình yêu của tôi thì cũng chưa chín chắn. Và vì vậy, chúng tôi cứ gặp nhau là lại dày vò nhau. Sau khi lấy vợ xong, tôi bỏ học và được cha tôi giao cho một xí nghiệp để quản lý có một hôm vì có chuyện trục trặc trong xí nghiệp, công nhân họ đình công phản đối, tôi phải ở lại để xử lý nên về trễ. Hôm ấy lúc về đến nhà, tôi thấy chỉ có một mình bội quân ở nhà nằm khóc. Hỏi ra mới biết, bội thanh đã giận dỗi bỏ về nhà cha mẹ ruột. Tối hôm ấy, tôi vừa phải dỗ con, vừa phải pha sữa cho con bú nên không chợp mắt được. Tôi giận lắm. Vậy mà hôm sau, bội thanh lại quay về tỉnh bơ, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Với bản tính của Thanh tôi đã quá rõ nên cố dằn trong lòng. Không ngờ hôm ấy bội Thanh về lại cho biết là sẽ giới thiệu cho tôi một thư ký. Đó là chuyện bắt buộc vì cô thư ký này nguyên là bạn học cũ của Thanh đang gặp khó khăn. Tôi lúc đó thì chẳng hề có ý gì miễn sao bội Thanh đừng quấy giày nữa để tôi yên ổn làm ăn là được. Thật ra thì tôi cũng không ngờ chuyện thanh cài người vào làm với mục đích là để theo dõi tôi thôi người con gái mới vào làm đó có tên là dung dung à có phải đấy là phượng hỏi nhưng ông huấn không trả lời trực tiếp mà nói có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ như điều phượng đã nói ý trời chẳng hạn như cái chuyện đó khi dung mới đến làm tôi vẫn coi cô ấy như một nhân viên bình thường dung không đẹp nhưng được cái dịu dàng ngoan ngoãn thật thà chỉ biết tuân lệnh và hoàn thành mọi chuyện đều xuất sắc dung giống như một cảnh liễu như mặt nước hồ thu một người đàn bà đúng nghĩa và rồi chuyện xảy ra thế nào lúc nào tôi cũng không biết hình như tình cảm đến một cách lặng lẽ dung là thư ký riêng của tôi mỗi ngày chúng tôi đối diện nhau thật vậy với cái sắc đẹp bình thường không có gì xuất sắc Tôi không nghĩ là mình sẽ yêu được Dung. Vậy mà, một hôm nọ khi đang làm việc, tôi ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp cái đôi mắt trong sáng của Dung đang nhìn mình, chỉ là một sát na. Tôi cảm thấy chợt nhiên có cái gì đó dao động trong tim, một thứ tình cảm mà lâu rồi tôi không có được. Thế là chúng tôi cứ thế nhìn nhau, nhìn nhau thật lâu và không nói gì cả. Nhưng bây giờ tôi hiểu là tình cảm trong tim không còn là của riêng mình nữa mà nó đã hòa với dung thành một ông huấn dừng lại bốn bề lặng yên cái đĩa hát của ông tài đặt trong máy đã ngừng chạy lúc nào không biết mọi thứ yên lặng câu chuyện không có gì khúc mắc hay xuất sắc nó chỉ là một tình yêu bình thường như bao nhiêu chuyện khác nhưng mà hình như có một chút thương cảm phượng bắt đầu thấy lo lắng cho cuộc tình tay ba ai đúng ai sai ai là kẻ phản bội ở đấy không thể khẳng định tình yêu là một thứ kỳ diệu không ai có thể dùng lý trí để đánh giá chính xác và tôi bắt đầu tìm cách để gần gũi dung nhưng cô ấy thì lại giống như chú sóc nhỏ nhát gan cứ né tránh sợ hãi mà dung càng né tránh thì tôi càng khao khát tôi thấy nếu cuộc sống mình mà mất dung chắc không sống nổi ông huấn lại thở dài đàn ông bao giờ cũng vậy họ khác phụ nữ óc chinh phục của họ rất mạnh cái gì đã muốn thì cố chiếm hữu cho bằng được thế là mỗi ngày tôi đến sở làm sớm tôi bắt dung lúc nào cũng phải có mặt bên cạnh tôi bất cứ hành vi nào của dung tôi cũng không bỏ sót tôi chờ đợi cơ hội và tôi cũng biết là dung cũng yêu tôi nhưng dung bị giằng co bởi cuộc sống vợ chồng của tôi với bội thanh nên dung không dám biết được cái yếu điểm đó, tôi bắt đầu ra sức tấn công. Tôi chỉ nghĩ đến tình yêu chứ không nghĩ gì đến vợ con nữa. Nhưng mà ông huấn ngừng lại rất lâu mới tiếp. Tôi lại không ngờ, dung lại là người có lý trí mạnh mẽ. Một buổi sáng nọ khi đến sở làm, tôi thấy bàn của dung trống vắng chỉ có một lá thư xin thôi việc nằm trên bàn thôi. Lúc đó tôi thấy hình như bình bị một cú sốc rất mạnh tôi choáng váng tại sao dung lại làm vậy tại sao lặng lặng bỏ đi dung biết tôi yêu dung mà tôi cũng chưa làm gì để xúc phạm đến nàng tôi tôn trọng và cũng chưa ngỏ ý yêu vậy thì tại sao tôi như phát điên lên nhưng mà dù gì cũng là một giám đốc dí nghiệp tôi không để lộ mọi chuyện ra ngoài tôi đau khổ muốn chết được ngồi đâu thẫn thờ đó tôi đến cả địa chỉ nhà dung ở nhưng lúc đó dung đã bỏ đi rồi người nhà của dung lại kín miệng như bưng thế là tôi chịu thua tôi chỉ còn biết mỗi ngày tan sờ lang thang ngoài phố hết con đường này đến con đường khác mãi đến thật khuya khi đôi chân dã rời mới quay về có lẽ đấy là mối tình đầu mà tôi không biết chăng cũng trong thời điểm đó bội thanh lại có thai lần đó là bội hoàng Ông Huấn đứng dậy, đi rót thêm một cốc rượu nốc cạn. Bây giờ thì ông có vẻ đã say, đôi mắt đỏ ngầu. Phượng hỏi, thế rồi sau đấy? Còn gì sau nữa? Ông Huấn cười buồn, người đã bỏ đi rồi còn gì nữa chứ? Cái đất nước này rộng lớn như vậy, dân lại đông, muốn tìm một người cố tình né tránh, đâu phải là chuyện dễ dàng. Và lại, tôi cũng không dám đi tìm, bởi vì sau khi bội thanh sinh bội hoàng xong, sức khỏe cô ấy suy sụp hẳn. Tôi không dám làm điều gì để cô ấy bị xúc động mạnh. Vậy mà không hiểu sao, cái chuyện giữa tôi với Dung cũng lọt vào tai cô ấy. Trước đó thì bội thanh với bản chất đa nghi cũng đã sẵn nghi ngờ. Tại sao lại đang làm suôn sẻ Dung lại lặng lặng bỏ việc. Thế rồi cô ấy cho người đi điều tra rồi lào nhào truy tôi, bắt tôi phải nói rõ sự thật. Bội thanh dồn tôi vào cái đường cùng, đến độ tôi đã nổi nóng và thú nhận chuyện mình yêu Dung. Thế là bội thanh nghe xong chẳng nói gì cả. Qua ngày hôm sau, cô ấy đột ngột đề nghị với tôi chuyện ly hôn. Ồ, từ ngày lấy nhau đến giờ, tôi gần như chẳng có được một ngày hạnh phúc. Vậy thì còn mong mỏi gì hơn khi tự nhiên tháo được chiếc công cùng. Thế là tôi đồng ý ngay. Tôi đều biết đấy chỉ là cách thăm dò của Thanh. Thanh biết là tôi không còn yêu nàng nữa, nên ngay tối hôm ấy, bội Thanh đã tự sát, chết trong vườn lê và cũng được chôn trong vườn lê. Chúc Phượng bàng hoàng. Phượng thấy bội Thanh đã hành động như vậy là dại dột. Tại sao không trực diện với chồng cố tạo ra cái hạnh phúc vì sai lầm đã mất mát nhưng phượng lại không nói ra phượng nghĩ biết đâu khi phượng ở trong hoàn cảnh của bộ thanh lúc đó phượng cũng hành động như vậy thôi phượng chỉ hỏi thế sau đó anh có gặp lại dung không ông trí huấn lắc đầu cười rồi nói có lẽ em ngạc nhiên vì sao anh không đi tìm dung chuyện đó không phải là vì anh mặc cảm với vong hồn của bộ thanh cái chết của thanh là do chính cô ấy tự tạo ra chứ nào phải tại anh nhưng mà sau đấy anh thấy nghi ngờ anh không biết là chuyện tình cảm của mình với dung có đúng là tình yêu không hay chỉ là một thứ ảo tưởng dung đã bỏ đi chỉ là vì muốn gia đình anh không tan vỡ còn anh thì mãi đến lúc đó cũng chưa hề lên tiếng tỏ tình cả dung cũng vậy vậy thì không có lý do gì để khẳng định là mình đã có tình yêu cũng vì vậy mà anh chợt thấy sợ anh ngại gặp lại dung gặp lại sẽ nói thế nào thôi thì hãy để nó lững lờ như giấc mộng như vậy có khi lại đẹp hơn phượng cho mày và nhờ cái ảo tưởng đó mà anh sống vui đến nay vâng nếu không có nó chắc anh sẽ cô đơn lắm ông huấn hớp thêm hớp rượu rồi nói bản chất của bội quân khá đặc biệt nó không biểu lộ điều gì nhưng còn bội hoàng thì khác lúc nào nó cũng nhìn anh với ánh mắt thù hằn nó nghĩ là chính anh vì anh mà mẹ nó chết cũng vì vậy mà sống trong nhà anh như cách biệt hẳn với con cái anh không còn cách nào khác hơn là nhảy vào những cuộc truy hoan để giải sầu phượng cười điều đó biện minh cho chuyện anh có lắm đàn bà vây quanh ông huấn lắc đầu đừng có nhắc đến mấy bà đó nữa mà anh xấu hổ phượng có vẻ thích thú câu chuyện ban nãy là toàn bộ giấc mơ đến nhanh và mau tàn của anh đấy phải không thế bây giờ em hỏi anh ví dụ như bà dung kia bây giờ tái xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ phản ứng như thế nào chắc chẳng có gì đâu ông huấn lắc đầu nói chưa hẳn là dung đã yêu tôi mà ví dụ như yêu thì sao Thế còn gì để chọn lựa nữa chứ? Thực tế không phải là hạnh phúc hơn là ảo tưởng ư? Phượng cười. Anh là con người không có quan niệm tình yêu đứng đắn. Anh rất dễ bị dao động. Rồi nhìn vào đồng hồ Phượng kêu lên. Chết chửa, anh kể nghe hấp dẫn quá mà quên cả thời gian. Bây giờ là 10 giờ khuya rồi, phải về nhà thôi kẻo mẹ em trông. Ông Huấn cười. Nhưng mà mình chưa dùng cơm tối cơ mà. Thôi không ăn nữa, Bây giờ phải về ngay. Về thì về. Ông Huấn đứng dậy. Để anh nói với bà Tài làm một vài món ăn nhẹ gói lên xe ăn cũng được. Và 10 phút sau họ đã rời khỏi tòa biệt thự của Lâm Duy Đức. Trúc Phượng bây giờ mới thấy đói. Ngồi trên xe Phượng gặm một miếng sandwich chăm bông và ăn thêm mấy miếng trái cây. Hôm ấy bầu trời tối đen. Trên trời không có cả trăng với sao. Đêm đã khá khuya nên đường rất vắng. Những ánh đèn đường vàng vọt làm cho cảnh càng thê lương lung linh mở ảo. Như để vượt thoát khỏi cái buồn, ông Huấn đã cho xe chạy thật nhanh và chẳng mấy chốc họ đã về đến thành phố. Trúc Phượng ôm chồng sách vở cắm cúi bước về phía vườn trường. Cái dư vị hạnh phúc hai ngày qua với ông Huấn làm cho lòng Phượng thật vui. Nhưng vừa đến trước cổng trường, Phượng đã trực lại vì Lê Văn đang trực sẵn ở đấy từ bao giờ. Phượng vui vẻ. Ô, Lê Văn, anh chờ ai đấy? Đợi bội hoàng. Văn thành thật. Phượng nói, vậy à, có cái gì để ăn mừng chưa? Thế cô thì sao? Lê Văn trả đũa. Hôm qua, cô và bội quân làm lễ ở nhà thờ xong đã đi đâu chứ? Phượng đỏ mặt. Anh đừng có nói càn. Tôi không cần ai đi lễ với tôi, cũng không có đi chơi với ai cả. Lê Văn ngạc nhiên. Vậy là sao? Hôm qua rõ ràng là bội quân đi tìm cô cơ mà. Anh ấy có lý do của anh ấy, còn tôi có tự do của tôi chứ. Ngày lúc đó, từ xa có chiếc du lịch màu đen trở đến. Phượng biết ngay là xe của ai, vội vẫy tay với Lê Văn nói. Thôi, tôi về trước nhé, để không có người lại hiểu lầm. Xe dừng lại trước cổng trường, anh em bội quân và bội hoàng vừa xuống xe là tài xế lập tức cho xe đi thẳng. Bội hoàng thấy Lê Văn đứng đấy bước lại. Bạn nãy hình như tôi thấy Trúc Phượng đứng đây phải không? Lê Văn bình thản. Vâng, nhưng cô ấy có việc riêng nên đã bỏ đi trước. Bội hoàng nhìn Văn thắc mắc. Hai người hẹn hò gì phải không? Bội quân liếc nhanh về phía em gái. Rồi bỏ mặc Hoàng đứng đấy đi vào trường. Đương nhiên bàn nãy Quân cũng đã trông thấy Trúc Phượng, nhưng Trúc Phượng đã vội vã bỏ đi khi thấy hai anh em chàng. Phượng trốn lánh. Tại sao? Vì Lê Văn ư. Và khi vào trong, Quân đã trông thấy Phượng. Phượng đã đi trước Quân một khoảng thật xa, đi rất nhanh như sợ ai đó đuổi theo. Quân thở dài, đi chậm lại. Quân là người rất tự trọng, chàng nghĩ Phượng đã không muốn thì đuổi theo làm gì. Thôi, để dịp khác có mấy cô gái hẳn là học cùng lớp với quân trông thấy chàng đã gật đầu nhưng quân tỉnh bơ đi thẳng đến trước trường đại học tổng hợp một cô gái rất đẹp trận quân lại cô gái có nụ cười khá duyên dáng anh bội quân anh có mang quyển vi tích phân không cho tôi mượn đi bội quân cho mày rồi rút quyển sách trên chồng tập trên tay đưa cho cô gái xong bỏ đi vào giảng đường cô gái nhìn theo lắc đầu trong trái tim của những anh con trai si tình hình như chỉ có người mình yêu là hoàn chỉnh duy nhất còn ngoài ra chẳng có ai đáng một xu cả và quân vào lớp chọn một góc vắng ngồi xuống quân như người bằng quang đến nghe giảng xong lại về không liên can đến một ai khác bạn bè ư với quân đó là hai từ xa lạ và quân sống khép kín cô độc bạn bè tránh xa có ai thích làm bạn với những con người lúc nào cũng xa cách mặc dù hắn giàu có đẹp trai có chăng chỉ một vài cô gái và tiếc thay trong các cô gái đó lại có cả hiếu trinh cô gái mượn tập quân ban nãy chính là hiếu trinh đấy một cô gái học giỏi thông minh lịch sự không đẹp một cách xuất sắc nhưng lại có duyên trinh có một gia đình cơ bản cha mẹ đều là giáo sư đại học có cả một anh trai vừa đỗ tiến sĩ ở mỹ Riêng bản thân Trinh, sinh viên năm cuối môn vật lý, một môn học khó nuốt, vậy mà năm học nào Trinh cũng đứng hạng ba trở lên. Trinh siêng học, nhưng không phải là không có đời sống tình cảm riêng tư. Trinh cũng biết mơ mộng một chàng trai lý tưởng cho mình. Khuôn mặt đen lơn mắt của Carrie Grant, nụ cười phiêu bạt của Anthony Penkins. Nhưng rồi khi gặp bội quân, Trinh dẹp hết những cái mơ ước vớ vẩn đó. Cái lạnh lùng cao ngạo của Quân đã hút Trinh đến gần, nhưng khi cố gắng đến gần, Trinh lại thất vọng. Anh chàng cứ khô như là đá, trái tim như chẳng biết yêu, ngay khi nói chuyện Quân cũng không thèm nhìn thẳng vào mặt nàng, nhưng Trinh không chịu thua, Trinh nghĩ, bội Quân hơn người khác là ở chỗ đó và nàng cứ chờ. Hiếu Trinh ngồi cùng bàn với bội Quân, liếc nhanh về phía anh chàng. Trong khi quân lại hướng mắt ra khủng cửa sổ, quân như nghĩ ngợi một điều gì, chắc chắn không phải là bài học. Trình nghĩ, vậy thì đang nhớ bạn gái ư? Nghĩ đến đó Trình giật mình. Đúng rồi, với điều kiện của quân hiện nay đâu phải là thiếu bạn gái. Vậy thì cô ấy là ai? Đột nhiên quân quay mặt lại. Bài tập xong chưa? Quân hỏi cột ngủn làm Trinh lúng túng. Ồ, chưa xong, đợi một chút nhé. Quân không trả lời, lại đưa mắt tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Hiếu Trinh không dám trần chờ, vội cúi xuống chép bài cho xong. Nàng lúc nào cũng muốn quân có quan niệm tốt về nàng. Chép xong, Trinh đưa cuốn vở qua. Xong rồi, cảm ơn anh nhé. Quân cầm lấy quyển vở mà mắt vẫn không quay lại. Điều đó làm cho Trinh rất buồn. Trinh tự nhủ lòng. Thôi, Hiếu Trinh ạ, à, đừng có vớ vẩn nữa. Người ta nào thèm để ý đến mi đâu, chắc chắn là đã có bạn gái rồi, mi chỉ chờ một cách hoài công thôi. Nhưng ngay lúc đó, có lẽ Thượng Đế đã cảm động, Trình nghe quần nói, Hiếu Trình này, trưa nay rảnh không? Mình xuống câu lạc bộ dùng cơm nhé. Trình mở tròn đôi mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe, nằm mơ hay ảo giác. Sao vậy? Sao không trả lời? Trưa nay Trình không rảnh à? Trình lúng túng đáp vội. Không phải, tôi chỉ hơi kinh ngạc vì tôi chưa bao giờ được mời như thế. Nhưng mà đi không, chuyện dùng cơm đó, đi chứ." Hiếu Trinh cười thật tươi, "Nếu Quân rủ đi ngay bây giờ, Trinh cũng sẽ bỏ giờ học đi ngay." Cơn mơ tưởng vỡ lại đến khá kịp lúc. Ngay lúc đó, giáo sư diễn giảng bước vào, cả lớp học im phăng phắc. Quân và Hiếu Trinh đều là những học sinh giỏi chăm học, vậy mà không hiểu sao hôm nay cả hai đều không ổn định được để lắng nghe. Rồi bốn tiết học buổi sáng cũng trôi qua, bội quân gom sách lại nói, thôi bây giờ ta đi. Khi cả hai sóng đôi nhau bước ra cửa, cả lớp đều tò mò nhìn họ. Hiếu Trinh sung sướng nói khẽ, họ đang nhìn mình kìa. Quân lạnh lùng, mặc họ, có sao đâu. Hiếu Trinh thắc mắc, hôm nay chợt nhiên sao anh nghĩ đến chuyện mời cơm tôi vậy? Nhưng Quân nói, nếu trinh không đồng ý có thể rút lui còn kịp mà lời của quân làm trinh sợ hãi không dám hỏi tiếp chỉ nói bốn năm học chung với anh tôi rất có thiện cảm nhưng anh lại ít nói quá anh như lạnh lùng hẳn phải có nguyên nhân nào đó quân cười nhạt nhưng cái ít nói đó cũng đâu có làm ai thiệt hại gì đâu sao anh nói vậy trinh lập lờ nói nhưng quân vẫn bình thản nếu chuyện đó gây buồn cho người khác thì đó là tự họ đã gây phiền hà cho mình anh cao ngạo một cách khác người vậy à bội quân quay qua nhìn trinh bởi vì cô không thấy những lúc tôi mặc cảm anh mà cũng có mặc cảm nữa ư trinh giật mình quay lại quân nhún vai có chứ nhưng trinh tò mò làm gì tôi thích những cô gái tự nhiên hơn và họ đã đến trước câu lạc bộ sinh viên giờ này ở đây khá đông người quân đứng ngoài cửa nhìn vào tìm có lẽ là để tìm một cái gì khác chứ không phải bàn trống bởi vì quân đã thở dài rồi lầm lũi kéo trinh vào một góc nhà anh có vẻ thích chọn góc ngay trong lớp cũng vậy trinh biết không ngồi ở trong góc ít bị ai để ý quấy dày ở đấy ta có thể an ổn quan sát những gì ta muốn quân nói và hầu bàn đã đến nơi trinh gọi cho một đĩa cơm chiên, hai dĩa cơm chiên trứng, quần bổ sung thêm một tô canh chua và quay sang Trinh, "Xin lỗi, quên hỏi ý kiến Trinh đã gọi canh chua, Trinh dùng món này được chứ?" "Anh gọi món gì tôi ăn cũng được." Trinh cười rồi nói, "Thế nãy giờ ngồi đây, anh đã thấy được điều anh muốn quan sát chưa?" Quần nghĩ ngợi, "Trinh muốn biết à? Cái tôi muốn quan sát nó như một ảo ảnh, không nắm bắt được." giọng anh như một chiếc da đấy. Trình nói và chưa hiểu ý quân định đề cập đến gì. Hôm nay, Trình nhận lời đi ăn với tôi thế này, có cảm thấy hối hận không? Hiếu Trình lắc đầu. Trái lại, tôi cảm thấy lời mời của anh đến chậm quá. Lời của Hiếu Trinh làm quân giật mình. Đừng có hiểu lầm. Quân đính chính, tôi mời Trinh đi ăn với tư cách một người bạn, một phương thức rất tự nhiên. Tôi không muốn người ta đánh giá mình lập dị tôi muốn hòa đồng với mọi người. Tôi không dám hiểu lầm đâu. Hiếu Trinh thất vọng nói. Vậy thì tốt. Ngay lúc đó, từ cửa bước vào một cô gái. Đấy chẳng ai khác hơn là Trúc Phượng. Phượng đã nhìn thấy quân đi với một cô gái khác. Một tin vui. Và Phượng đang vân vân không biết có nên đến với bản của quân chăng. Sự xuất hiện của Phượng làm nét mặt quân đổi hẳn. Trinh thăm dò. Anh quen cô ấy à? ai vậy quân giật mình quay lại chúc phượng đấy mà bạn học của em gái tôi thế tại sao không mời cô ấy đến đây ngồi chung được vậy thì tôi gọi bội quân vội vã đứng dậy đi về phía phượng không biết quân đã nói gì mà phượng cười nụ cười rất cởi mở phượng theo quân đến bàn chị hiếu trinh ở vai sư tỷ phải không phượng vừa nhìn trinh vừa cười pha trò rồi ngồi xuống Mọi người có vẻ rất tự nhiên. Phượng dùng món gì vậy? Bội quân hỏi. Thôi, cho tô mì bỏ kho đi. Trúc Phượng nói rồi quay qua Trinh. Từ nào đến giờ không gặp. Chị rất ít khi đến đây dùng cơm à? Hiếu Trinh nhỏ nhẹ. Nhà tôi ở gần đây, nên mỗi trưa tôi thường về nhà dùng cơm. Thế còn chị? Khách thường xuyên nơi này chứ? Cũng không thường xuyên lắm. Có khi về nhà khi ăn ngoài nhưng đôi lúc cũng ăn ở đây. Bội quân chợt nhiên nói, như vậy là trái tim cô nhất định rồi nhé cô Phượng. Lời của quân làm Phượng yên lặng, Phượng không hiểu quân định nói gì. Thật lâu để phá vỡ cái không khí căng thẳng, Phượng nói, Ồ, suýt tí tục đã quên, Bội Hoàng và Lê Văn đang ở quán ăn bên kia đường ăn cơm tàu. Họ cũng có mời tôi, nhưng tôi sợ bị làm cái bung sung nên từ chối. Rồi Phượng cười rốt cuộc quay qua đây cũng làm cái bung sung thôi. Hiếu Trinh đỏ mặt, tại sao chị lại nói như vậy, chúng tôi chỉ là... Rồi Trinh đưa mắt về phía quân, yên lặng, Phượng hỏi, à thế chị đã đến nhà của anh bội quân chưa, ở đấy rộng lắm, đẹp lắm. Vậy à, chưa đi, vậy thì bữa nào anh bội quân sẽ đưa chị tới, nhà anh ấy có tên là Vườn Lê, nằm ở cạnh hồ Bích Đầm, ở phía sau nhà có cả một vườn quýt thật to nữa đến đấy trông mà mát cả mắt trong lúc phượng nói thì bội quân chỉ yên lặng mục đích của quân khi đưa hiếu trinh đến đây chỉ để thăm dò phản ứng của phượng không ngờ phượng lại làm quân thất vọng hiếu trinh quay sang bội quân có thật như vậy không anh bội quân thật ra thì ở đấy cũng bình thường bội quân miễn cưỡng nói chúc phượng chỉ phóng đại thôi phượng cười Tại tôi phóng đại hay là tại anh không muốn đưa chị Trinh về đó? Bội quân có vẻ bực mình. Trúc Phượng, cô có biết là cô đang làm gì không? Tại sao hành động như vậy? Không thấy hối hận à? Lời của quân làm Phượng tái mặt. Phượng không hiểu là quân nói gì, định ám chỉ chuyện gì giữa nàng và ông Huấn Trăng. Không lẽ quân đã biết chuyện đó? Phượng nói, xin lỗi, tôi hơi quá lỗ Bồi bàn đã mang phần ăn của mỗi người ra, chúc Phượng cắm cúi ăn, bội quân và Hiếu Trinh cũng không nói gì, không khí trong bàn ăn căng thẳng một cách kỳ cục. Sau khi ăn xong, Phượng vội trả tiền phần ăn của mình rồi đứng dậy nói, xin lỗi tôi có chuyện phải đi ngay không thể nán lại được. Hiếu Trinh vô tư, ồ không đợi một chút bọn này cùng đi. Không được, đường đi trái ngược nhau. Phượng nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Hiếu Trinh nhìn theo nói với quân Mới quen mà tôi đã thấy thích Trúc Phượng có vẻ phóng khoáng rộng rãi như con trai vậy đó Nhưng bội quân có vẻ không vui Một lúc quân mới nói Cô ấy rất khó hiểu Tôi chịu không hiểu được Rồi như nhớ ra điều gì quân hỏi À cô có ý đến thăm vườn lê của chúng tôi không? Nếu thích thì thứ bảy này sau khi tan học ta sẽ cùng đến đó Cuối cùng rồi tôi cũng được anh mời, nhưng Bội Quân nói, Hiếu Trinh này, Trinh đừng nghĩ ngợi xa vời, chúng ta dù gì cũng chỉ là bạn học. Lời Quân làm Trinh thất vọng, nhưng rồi Trinh nói, thì tôi cũng chỉ là bạn anh, chứ nào muốn có gì khác đâu. Vậy thì tốt thôi, bây giờ mình đi. Bội Quân trả tiền rồi cùng Hiếu Trinh bước ra khỏi quán. Vườn trường ngập đầy nắng, một không khí hiếm hoi trong mùa thu cái thời tiết trong lành thường làm cho con người dễ chịu. Bội Quân nói, Hiếu Trinh này ở nhà chắc Trinh là con một phải không? Không, tôi còn một người anh trai, anh ấy lớn hơn tôi sáu tuổi, nhưng bây giờ lại ở tận bên Mỹ. Thế còn anh? Nghe nói anh cũng có một cô em gái tên Bội Hoàng phải không? Đúng. Quân nói và không hiểu có phải vì thất vọng trước thái độ ban nãy của Phượng không? Quân hỏi, Hiếu Trinh này. Trình có thích tôi không? Trình đỏ mặt. Sao anh lại hỏi vậy? Thích hay không thích? Chẳng lẽ tôi phải nói ra sao? Tại tôi muốn biết. Tôi... Hiếu Trình ấp ống một chút nói. Có lẽ tôi thích anh từ lâu, nhưng anh thì quá lạnh lùng. Anh không thèm nhìn cả mặt tôi. Điều đó làm tôi rất thất vọng. Nhưng mà bây giờ, tôi không những đã nhìn Trinh, mà còn mời Trinh về nhà. Trinh thấy thế nào? Tôi hiếu trình lúng túng nàng không ngờ quân lại táo bạo như vậy rõ là người quân khá lạnh lùng trình chịu không hiểu nổi nhưng thấy lòng thật vui trình chỉ nói thứ bảy tan học tôi sẽ theo về nhà anh hoàng hôn ở hồ bích đầm trời xanh mây nước núi xa mờ mờ trong sương mọi thứ như một bức tranh thủy mặc có lẽ vì là buổi chiều nên hồ rất vắng cạnh bờ hồ chỉ có một cặp nam nữ trẻ, đó là Lê Văn và Bội Hoàng. Lê Văn nói, Bội Quân lạ thật, sao lại đưa Hiếu Trinh về đây? Trước kia mình cứ tưởng là ông ấy yêu Trúc Phượng chứ. Ông này lạ chưa? Không lẽ trên đời này chỉ có một mình Trúc Phượng? Anh Quân không có quyền yêu cô gái khác sao? Anh ấy đã từng thú nhận với anh là yêu Trúc Phượng à? Lê Văn lắc đầu. Mặc dù anh ấy không nói, nhưng tôi nhận ra chắc có lẽ vì anh ấy đã bị Phượng cho leo cây rồi. Anh đánh giá Trúc Phượng cao quá, ông anh tôi không dễ thất tình đâu, còn anh thì suốt ngày cứ ca tụng Phượng thế này thế nọ rồi lại đi tìm người ta, chứ anh Quân không bao giờ như vậy. Lê Phan cười, anh đã có em, còn đi tìm người ta để làm gì? Thế nếu không có em, chuyện đó thì phải xét lại vì Trúc Phượng phải nói là khá hấp dẫn. Hừ, Bội Hoàng hở nhẹ rồi quay mặt đi, Lê Văn thành thật. Tại em không hiểu, chứ tiếp xúc với Trúc Phượng em sẽ thấy rất thoải mái, côi hồn nhiên, nói năng mạnh dạn, chứ không õng nghẹo làm dáng như bao cô gái khác. Bội Hoàng đột ngột đứng dậy. Nếu Phượng có nhiều ưu điểm như vậy, sao anh còn tìm tôi làm gì? Ồ, em lạ thật, Lê Văn nắm tay Hoàng kéo lại. Tại sao em lại dễ dỗi hơn như vậy? đó chỉ là những nhận xét vô tư thôi nhận xét vô tư à nhưng giọng nói của anh lại ngập đầy tình cảm lê văn kêu lên bội hoàng cái gì em cũng có mức độ thôi chứ sao lại nghi ngờ với phượng anh cư xử với cô ấy như với một người bạn trai và lại cô ấy cũng là bạn thân của em mà sao chẳng tin tưởng chút nào cả vậy bạn là bạn tình cảm là tình cảm mọi thứ cần phải phân biệt rõ ràng hoàng nói Chuyện Phượng không chấp nhận tình cảm của anh Bội Quân, anh biết tại sao không? Đó là vì sự hiện diện của anh đấy. Anh ạ, à, em có phóng đại sự việc không chứ? Không hề, Hoàng nhún vai nói, tôi biết rất rõ trúc Phượng nên biết nó thích mẫu người đàn ông ra sao. Em nói là em hiểu Phượng à? Lê Văn cười to, vậy mà em lại chụp mũ anh, giữa anh và cô ấy hoàn toàn minh bạch em có biết là trước đây đã nhiều lần anh rủ dê nhưng đều bị phượng từ chối không đấy đấy hoàng đỏ mặt nói anh đã rủ dê người ta mà bảo là không có gì em là chúa nghi ngờ em có biết là anh đến trường đại học t người anh quen đầu tiên là ai không chúc phượng đấy thì đúng rồi cú sốc đầu tiên bao giờ lại chẳng gây ấn tượng mạnh cái ấn tượng mạnh nhất với anh không phải là cô ấy mà là em Em có nhớ cái buổi sớm mai ở vòi phun nước trước cửa văn phòng trường không? Và để thay đổi đề tài văn nói, thôi, đừng nói chuyện trúc vượng nữa, nói chuyện khác đi. Không nói cũng được, nhưng từ đây anh phải hứa với em là đừng nhắc đến trúc vượng nữa nhé. Được, anh hứa, nhưng mà nếu cô ấy tự động tìm đến anh thì sao? Thì anh né tránh, Bội Hoàng vừa cười vừa nói. Thấy hai người đứng gần nhau là em đã thấy bực mình thôi được anh nghe em miễn sao em vui là được bội hoàng có vẻ mãn nguyện trong trái tim nhỏ bé của nàng muốn lê văn là của riêng và tuyệt đối của nàng thôi không một ai được dự phần vào dù chỉ là một góc cạnh nhỏ lê văn chợt hỏi lúc gần đây cha em không về vườn lê có phải vì sự hiện diện của anh không đừng nhắc đến ông ấy bội hoàng cắt ngang ông ấy lớn tuổi mà chẳng đứng đắn tí nào sự hiện diện của cha ở nhà càng làm em khó chịu. Tại sao em lại nhận định về cha em như vậy? Có thế nào thì ông ta cũng là cha của em. Và lại em phải biết mẹ em qua đời đã mười mấy năm rồi, ông ấy có quyền giao tiếp bạn bè. Năm nay cha em chỉ mới trên 40 mà. Thái độ bội hoàng thật cố chấp, nhưng mà cha em đã từng yêu mẹ em mà nếu đó là tình yêu chung thủy thì mặc dù mẹ em chết rồi ông ấy cũng không có quyền lăng nhăng. Không lẽ phải đem liệm tình yêu theo cái chết? Em biết bây giờ là thế kỷ 20 chứ không phải thời trung cổ không? Anh thấy thì cha em chẳng có lỗi gì cả, đàn ông mà. Có nghĩa là anh rồi sẽ học cách của ông ấy. Bội Hoàng trừng mắt nói, anh có biết ông ấy đã giao du với hạng người nào không? Vũ nữ, gái quán bar, ca sĩ, triều đại viên, toàn là những hạng gái không đứng đắn. Bội hoàng, em không nên quá khích như vậy. Lê Văn vừa cười vừa nói, em cần phải thông cảm rộng rãi với cha em. Người đàn ông ở tuổi 40 là người đàn ông sung sức, họ cũng phải sống bình thường như mọi người. Nhưng cha em lại thiếu một người vợ, một máy ấm gia đình. Vậy thì phải để ông ấy tìm kiếm tình yêu. Anh nghĩ thì vũ nữ, gái quán bar, ca sĩ, họ cũng không phải là người xấu, hoàn cảnh đưa đầy họ hành nghề đó thôi chứ họ cũng là người đâu có ai muốn mình làm chuyện xấu đâu riêng cha em nếu sống ép xác cuộc sống hẳn buồn tẻ anh cảm thông với ông ấy bội hoàng cắn môi đâu phải là ông ấy không có một mái ấm hạnh phúc đâu chính ông ta đã phá vỡ nó cơ mà em nói gì anh không hiểu đương nhiên là làm sao anh hiểu bội hoàng cười nhạt nói đó cũng là nguyên do tại sao em lại thủ ông ấy anh có biết là mẹ em đã bị cái tình lăng nhăng tình ái của ông ta giết chết không thật à lê văn ngạc nhiên anh thấy thì cha em nào đến đỗi nhưng đó là sự thật bội hoàng tiếp tục nói ông ấy dựa vào cái bộ mã đẹp trai nhà giàu của mình quyến rũ biết bao nhiêu đàn bà sống chẳng chung thủy những con người như vậy sau này chết sẽ không nhắm mắt bội hoàng Em có biết là em đang phê phán ai đó không? Lê Văn bất mãn nói Em làm như cha em là tay sát nhân giết mẹ em không bằng Còn gì nữa mà không phải Địch thần ổng ấy giết chết mẹ em Cũng không khác bao nhiêu Bội Hoàng nhìn ra bờ hồ nói Ngày xưa cha và mẹ em là đôi bạn lớn lên từ nhỏ Hai người đã gắn bó nhau từ lúc còn đẻ tròm nên sau đó lấy nhau thì là chuyện rất tự nhiên Trước ngày cưới cha rất tốt với mẹ nhưng từ ngày có anh bội quân thì cha đã hoàn toàn đổi khác lúc đầu bê tha rượu chè cặp kè với vũ nữ đêm nào cũng thật khuya mới về tới nhà sau đó lại yêu một cô thư ký trong văn phòng mà cô này lại là bạn của mẹ em chuyện đó làm sao mẹ em có thể chịu đựng được nỗi đau chất chứa trong lòng càng lúc càng trở thành tâm bệnh rồi đến lúc mẹ em sinh em ra thì tinh thần của người suy sụp hoàn toàn chẳng bao lâu sau người qua đời hỏi anh thủ phạm đã giết chết mẹ không phải là cha thì là ai lê văn ngạc nhiên làm sao em biết được chuyện đó ồ bội hoàng lúng túng rồi nói em đã đọc nhật ký của mẹ em nhật ký của mẹ lê văn suy nghĩ rồi gật đầu nói nhưng đó là cảm quan của mẹ có nghĩa là em chỉ biết được thông tin một chiều không tất cả đều chính xác em hoàn toàn tin tưởng những gì mẹ em đã viết tại anh không biết mẹ em đã phải đau khổ dường nào khi có một ông chồng có tình cảm lăng nhăng không trùng thủy như vậy và bội hoàng kết luận lấy phải một ông chồng vừa giàu có vừa đẹp trai là cả một khổ tâm lớn lê văn không đồng ý anh thì không tin những gì mẹ em viết là đúng vì vậy đừng nên đổ hết lỗi cho cha em biết đâu người cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình. Ông ấy mà cũng có nỗi khổ tâm riêng hả? Bội hoàng buông tiếng cười lớn, có chăng là vì cảm thấy bọn đàn bà nhẹ dạ mắc câu của ông ấy còn chưa đủ. Đừng nói vậy, chưa biết rõ mà kết luận, sau này sẽ hối tiếc đấy. Lê Văn nói, bội hoàng không cãi lại, chỉ đưa mắt nhìn xa thật xa. Lê Văn nghĩ là bội hoàng lại giận nên nói, bội hoàng, em làm gì đấy coi như anh chưa hiểu rõ chuyện gia đình của em đi bội hoàng lắc đầu thôi đừng có nói chuyện đó nữa cũ quá rồi nên quên đi thì hơn dù gì thì bây giờ em đã lớn đã có thể tự lập được rồi em không cần phải nương tựa vào cái gì nữa lê văn cảm động anh tin là em rồi sẽ tự sắp xếp được cuộc sống của chính mình ngồi thêm một chút nước hồ đã dâng cao gió chiều thổi lạnh mùa đông sắp đến lê văn dìu hoàng đứng dậy thôi tối rồi chúng ta về thôi và hai người chậm rãi đi dọc theo bờ đê về nhà đèn trong vườn lê vẫn sáng choang nhưng khu vườn khá rộng nên bóng tối bên ngoài vẫn chập trùng lê văn nói ở đây không gian rộng lớn quá nếu phải đi một mình có lẽ anh sẽ rất sợ còn hoàng em thì không bội hoàng cười nói tại sao lại phải sợ khi mà em sinh ra ở đây lớn lên ở đây có lẽ rồi em sẽ sống ở nơi này đến lúc già lúc chết vả lại mẹ em đã được an táng ở đây có người em sẽ được che chở lê văn cười pha trò em định ở đây mãi em không muốn về với anh ư ai nói không nhưng nếu mình lấy nhau anh vẫn có thể về đây chung sống với em cơ mà lê văn lắc đầu ai đàn ông mà sống nhờ nhà vợ Vậy Thiên Hạ sẽ cười chết. Cả hai đi vào phòng khách, nhưng họ vô cùng ngạc nhiên vì bấy giờ chỉ có một mình Hiếu Trinh ngồi đấy. Bội Hoàng ngạc nhiên, "Ồ, thế anh Bội Quân đâu rồi?" Hiếu Trinh có vẻ lúng túng, "Anh ấy nói là vào trong có tí việc. Vậy thì để tôi vào bảo ông ấy ra." Bội Hoàng nói, nhưng Hiếu Trinh đã xua tay, "Thôi khỏi, tôi cũng sắp về rồi." "Về à?" Lê Văn ngạc nhiên, bên ngoài trời tối om như vậy mà cô không sợ sao? Không, tôi không sợ. Trinh đáp nhỏ, Hoàng nhìn Trinh, bất giác cảm thấy cảm thông. Hoàng biết rõ là quân yêu Trúc Phượng, thế Hiếu Trinh chen vào làm gì cho khổ. Bội Hoàng nói, hai người ngồi đây một chút, tôi vào trong sẽ ra ngay. Và không đợi phản ứng của Trinh, Hoàng đi vào trong. Đứng trước cửa phòng của bội quân, hoàng do dự một chút rồi mới gõ cửa bước vào thật bất ngờ hoàng thấy bội quân nằm trên giường mắt nhìn lên trần nhà hoàng bất mãn nói hiếu trinh muốn về rồi kìa vậy à bội quân bình thản vậy thì để cuối về đi anh thật là kỳ cục hoàng nói trời tối thế này mà anh cũng đừng quên là chính anh mời người ta đến đây nhé bội quân chào mày cô ta đồng ý đến chứ bắt buộc đâu nhưng không lẽ bây giờ anh lại bỏ mặc để cô ta về một mình à bực thật và bội quân ngồi dậy hoàng bất mãn hơn rõ ràng lũ đàn ông người nào cũng vậy họ có vẻ thật vô tình nhất là với những người mà họ không yêu hoàng nói anh quân em muốn hỏi anh điều này quân vừa khoác áo vừa nói chuyện gì nói đi chúc phượng quân nghe nói có vẻ bực dọc cô ấy thì có liên can gì đến tôi tại sao lại nói chuyện đó anh né tránh ư có gì đâu mà phải sợ yêu không phải là một việc xấu hổ còn được yêu lại không lại là chuyện khác chúng em đã biết hết buồn cười thật quân vẫn cố che đậy mấy người đừng có tưởng là mình thông minh nhé bội hoàng nhìn quân anh quân anh nói thật đi chúc vượng đối với anh thế nào chúng ta là anh em mà có việc gì phải giấu chứ bội quân ngần ra nét mặt đổi dần thật lâu sau quân mới nói thôi em đừng có tò mò chẳng có gì đâu bây giờ anh đưa hiếu trinh về nhà đây bội hoàng biết là quân không muốn nói chỉ lắc đầu lặng lẽ theo anh ra ngoài quân ra đến phòng khách hỏi trinh nghe bội hoàng nói cô định về đúng không vâng hiếu trinh lý nhí nhưng mà em biết đường khỏi phải làm phiền anh bội hoàng cố ý chen vào anh quân ra đây là để đưa chị về đấy bội quân nói vậy thì mình đi Mười phút nữa sẽ có chuyến xe đấy. Hiếu Trinh quay qua nhìn Hoàng với cái nhìn biết ơn rồi theo bội quân ra ngoài. Màn đêm đã buông xuống, gió lạnh làm Hiếu Trinh dùng mình. Bội quân đi trước, anh chàng bước khá nhanh, Trinh phải chạy mới theo kịp. Bạn nãy em không biết là bội Hoàng vào kêu anh. Trinh bắt chuyện, nhưng quân vẫn yên lặng. Nếu biết là anh bận, hôm nay tôi đã không đến quấy rầy anh. Ai nói với Trinh là tôi bận? nhưng mà hình như anh không được vui chuyện đó không có liên quan gì đến trình cả vậy à trình lắc đầu nàng cảm thấy thất vọng hình như anh không thích làm bạn với tôi trình hỏi nào có nhưng tôi thấy con gái nên tự nhiên rộng rãi một chút đừng nên lưu ý những tiểu tiết nhỏ nhặt chẳng hạn như cái cô trúc phượng hôm ấy phải không quân yên lặng không đáp hiếu trình lại nói hình như anh không được hài lòng về tôi không có thế còn trinh cũng không họ đã đến trạm xe buýt thật ra thì chẳng ai vui cả ngày mai mấy giờ cô đến trường tám giờ học có lẽ bảy giờ năm mươi tôi sẽ đến trường vậy thì giờ đó tôi sẽ đón trinh ở cửa đón tôi trinh hơi bất ngờ chi vậy trinh hỏi nhưng quân không đáp ngay lúc đó xe buýt đã trở tới trinh vội lên xe giờ này vắng khách nên có rất nhiều chỗ trống trinh chọn một nơi gần cửa ngồi xuống cảm ơn anh đã đưa tôi ra tận xe trinh nói qua cửa sổ quân chỉ khoát khoát tay nhưng trinh đã vơi bớt rất nhiều nỗi buồn tình yêu rõ là kỳ quặc có giận nhưng rất dễ tha thứ chiếc xe đã khuất dần trong màn đêm bội quân mới quay về quân chợt thấy mình hơi quá đáng ánh mắt nhẫn nhịn của hiếu trinh hiện rõ trong trí nhưng mà cái tự nhiên phóng đạt của trúc phượng lại ngập cả trái tim không còn chỗ đâu để chứa được một hình bóng thứ hai dù quân đã cố thử bội quân chậm rãi bước trên đường về nhà con đường thật vắng chỉ có chiếc bóng là bạn phải chăng cuộc đời đã chỉ định là quân sẽ mãi mãi cô độc trên đường đời ngay lúc đó một chiếc xe du lịch bóng lộn lướt qua trên xe có hai người ông trí huấn và trúc phượng hình như họ đang cười một cách vui vẻ nhưng vì bội quân đang cắm đầu nhìn xuống nên không thấy nếu thấy không biết quân sẽ phản ứng ra sao thời tiết khá khắc nghiệt nhà nhà đều đóng kín ai cũng sợ ra ngoài mùa đông năm nay đặc biệt lạnh trúc vượng ngồi ở một góc salon ôm chiếc gối lót trong lòng nói bàn nãy ở ngoài đường lạnh cống luôn ông Chí huấn cho thêm củi vào lò sưởi nói nhưng ở đây lạnh còn kém bên châu âu đấy trời lạnh thế này ở nhà hay hơn đọc sách hoặc nghe nhạc cũng vui vậy nhưng hôm nay bà bếp nghỉ chúng ta bắt buộc phải ra ngoài dùng cơm thôi mà hình như em ngại đến nơi đông người em sợ người ta thấy em đi với ông già ư em không phải sợ chuyện đó thế em sợ chuyện gì em sợ anh sẽ gặp lại những người bạn cũ của anh ngoài ra em cũng sợ gặp lại họ họ là ai chứ phượng cúi đầu thì là đám bội hoàng em rất sợ nhất là cái ánh mắt của bội hoàng em lo xa quá nhưng sớm muộn gì rồi tụi nó cũng biết cơ mà phượng yên lặng mắt hướng về phía ngọn lửa bập bùng ở lò sưởi lòng đầy mâu thuẫn thôi bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé giờ này đi ăn thịt nướng ngon miệng đấy được nhưng ở đấy đông người lắm không nhà hàng này rất rộng ít người đến em khỏi phải lo em không lo lắng gì cả. vậy thì khoác thêm áo vào rồi mình đi. Phượng khoác thêm áo đứng dậy chợt hỏi: anh đã thay bộ sa lông bằng màu kem này từ bao giờ vậy? ờ, mùa đông đổi phong cách màu sáng một tí cho ấm vậy mà. Phượng cười. nhưng bây giờ em hết thích màu này rồi. em bắt đầu thấy yêu màu đỏ. ông huấn kéo Phượng vào lòng. vậy thì ngày mai anh sẽ cho thay bộ khác màu đỏ. Phượng cười. Thật ra Phượng chỉ đùa thôi nên lắc đầu nói không được đổi nữa, em sẽ giận. Cả hai đi ra xe, ngồi trong xe Phượng chợt thắc mắc. Rồi bây giờ bạn gái anh đến thì anh sẽ xử sự như thế nào? Họ đến hả? À? Nào xin mời, quý vị hãy về đi, tôi sắp cưới vợ rồi, đừng có đến quấy giày nữa. Chắc chắn là chẳng ai tin anh đâu, không tin hả? À? Thì anh sẽ đưa cho họ xem mặt. Thôi được, Em không thích làm bình phong, em không để cho anh đưa em ra gặp họ đâu. Ông Huấn không nói gì cả, ông dừng xe lại trước nhà hàng đệ nhất rồi cả hai đi thang máy lên lầu. Ở đây phòng ăn khá rộng, khách nước ngoài và Hoa Kiều đông hơn khách địa phương. Ông Huấn nói, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng mà ăn thịt nướng bốc bằng tay ngon hơn bằng muỗng nĩa em ạ. À. Trúc Phượng chỉ cười, họ chọn một chiếc bàn tròn rộng, bồi bàn đã mang đến một chiếc hỏa lò với than hồng rực cháy để giữa bàn. Trong sự lạnh buốt của mùa đông, bếp lửa hồng đã tạo nên cái khung cảnh khá ấm cúng. Ông Huấn quả là người biết cách hưởng thụ. Ông chọn món thịt rừng tươi, heo rừng và mễ, lại dặn mang cả hành củ ra, rồi tự tay ông ướp hành vào thịt và đặt lên hỏa lò nướng. Ngay lúc đó, một cặp thanh niên trẻ bước vào, Phượng cũng lúc đó bận nhìn ông Huấn nướng thịt nên không để ý đôi nam nữ kia có lẽ vì quá hạnh phúc nên không để ý đến bàn bên cạnh họ chọn chiếc bàn gần đấy ngồi xuống và cười nói tự nhiên tiếng cười quen thuộc làm phượng chú ý và quay lại vừa quay qua phượng đã tái mặt ngay lê văn và bội hoàng anh huấn họ cũng đã đến rồi kìa phượng khẽ kêu lên làm ông huấn đang nướng thịt quay lại ai bội hoàng và lê văn bây giờ phải làm sao đây ông huấn nhìn qua chau mày suy nghĩ thôi được mình sang đấy chào họ trước rồi nói tình cờ gặp nhau ngoài đường kéo vào đây là mọi chuyện xong cả chứ gì chúc phượng gật đầu rồi bước qua bàn bội hoàng bội hoàng vừa nhìn thấy phượng giật mình nhưng sau đó trông thấy cả ông huấn mặt chợt tái hẳn lê văn thị vui vẻ ồ không ngờ gặp lại bác ở đây cả chúc phượng nữa hai người cũng đến dùng món thịt nướng à Trước Phượng ngồi xuống bàn một cách tự nhiên. Chúng tôi ngồi chung có quấy giày gì không? Dĩ nhiên là không rồi. Lê Văn nói. Ông Chí Huấn mang chén đũa qua. Ông cố tạo ra vẻ thật tự nhiên, nhất là trước mặt Phượng. Ông nói. Hôm nay may mắn thật, tình cờ gặp Phượng ngoài đường, rồi lại gặp Lê Văn và con ở đây nữa. Bội Hoàng không nói gì cả, chỉ đưa mắt lạnh nhìn Phượng, rồi nhìn cha dò xét. Linh tính cho Hoàng biết, giữa hai người này đã có cái gì hoàng nhếch môi rõ là một sự trùng hợp lạ kỳ chúc phượng mặc cảm không dám nhìn lên chỉ cắm cúi ăn ông huấn quay sang lê văn chiều nay hai người có tiết mục gì nữa không dạ chuyện đó cũng chưa tính có lẽ sẽ đi xem hát hoặc đi chơi banh mà cũng có thể đến phòng trà à bác và phượng sẽ cùng đi với tụi này chứ lê văn hỏi nhưng phượng đáp nhanh không được chiều nay tôi bận việc bận việc à bội hoàng cười nụ cười đầy mềm mai có lẽ bận kèm trẻ chứ gì chúc phượng ngỡ ngàng lời nói của bội hoàng như mũi dao nhọn chọc sâu vào tim phượng khoảng cách tuổi tác giữa ông huấn và phượng bên cạnh đó ông huấn lại là cha của hoàng phượng cố tỏ ra bình thản không phải là chuyện kèm trẻ mà tôi bận việc khác ngay lúc đó lê văn kéo hoàng đi lấy thêm thịt nướng đợi họ đi rồi ông huấn hỏi tại sao em lại nói vậy giọng phượng run rẩy cô ấy đã biết vừa nhìn thấy chúng mình là cô ấy biết ngay biết thì đã sao đâu chúng mình chưa làm gì quá mức cơ mà nhưng mà rõ ràng bội hoàng thông minh và nhạy bén anh không thấy là cô ấy đã nhìn em với cái ánh mắt của một quan tòa nhìn tội phạm à ông huấn thở ra nó hoàn toàn giống như mẹ nó anh cũng thấy điều đó chứ có lẽ ông huấn có vẻ bực tức ông nói không biết một hồi nữa làm sao rút khỏi họ đây phượng nói hay là tạm thời mình chia tay có lẽ là em nên đi trước rồi anh sẽ ra sau ngay lúc đó lê văn và bội hoàng đã quay lại lê văn cười nói cái món thịt nướng này rất hạp khẩu tôi chắc chắn hai cô ở đây ăn không lại đâu nhưng bội hoàng đã cười nhạt nói coi chừng anh lầm đấy anh đừng tưởng chúc phượng đây thích thịt nướng còn hơn cả anh cô ấy có thể nuốt gọn cả gói lê văn không hiểu cãi không tôi không tin chuyện đó phượng hiểu ý hoàng nhưng chỉ nói bội hoàng nói chơi đấy đồng ý là tôi thích ăn mặn hơn ăn ngọt nhưng làm sao lại dám bì với anh lê văn chứ ông chí huấn chen vào ăn uống thì cứ tự nhiên thích gì ăn nấy ăn cho no chứ tôi cũng không ưa mấy cô ham làm dáng bội hoàng không hiểu sao lại nói nhưng mà con gái cũng cần phải giữ thân hình thon thả lý tưởng nhất là vòng eo 54 đúng không? Lệ Văn nói, vòng eo thì phải có, nhưng cái quan trọng nhất là khuôn mặt nữa, xấu như quỷ dạ xoa, ai mà thèm nhìn. Mục đích của Hoàng là châm trích ông Huấn, nhưng Lệ Văn không hiểu nên bội Hoàng có vẻ giận. Ai nói tới anh mà anh lại châm mồm vào? Lại giận hờn nữa rồi, Lê Văn đấu dịu. Thôi, để anh mời em một miếng nhé. Thôi không ăn đâu. Hoàng nói làm Lê Văn đỏ mặt, ông Huấn can thiệp. Bội Hoàng, cậu Văn đã có ý tốt, còn đừng để cậu ấy mất mặt nơi đông người. Nơi đông người à? Bội Hoàng quay sang chĩa mũi dùi sang ông Huấn. Thế còn cha, già như vậy mà dẫn một cô con gái đáng con vào đây dễ xem lắm à? Bội Hoàng, ông Huấn đỏ mặt. Năm nay con 20 tuổi rồi, con phải biết điều một chút Sao con lại ăn nói như vậy? Đương nhiên là con biết những gì con nói. Bội Hoàng không chịu thua, con đã biết rõ tim đen của cha, rõ ràng là cha hẹn đưa Trúc Phương vào đây rồi gặp tụi con, cha phải nói chớ đi là tình cờ, cha gạt ai chứ không gạt con được đâu cha ạ." À. Bội Hoàng ông huấn kêu lên. Lê Văn và Trúc Vượng gần như cùng lúc cũng kêu lên, nhưng Bội Hoàng vẫn bình thản vẫn lạnh. Mấy người nghe tôi nói đây, cha tôi chơi với bọn đàn bà xấu đã chán chê nên bây giờ muốn tìm của lạ ông ấy mới hướng về phía cô bạn tôi đây rõ ràng là cả hai đều bẩn tiện ông huấn tái hẳn mặt ông nói cha mong là con suy nghĩ lại những gì con nói và con cũng đừng quên là cha là cha ruột của con vật làm sao con dám quên chuyện mình có một người cha xuất sắc như vậy bội hoàng cười một cách chua chát con rất rõ cha con mà một playboy một con người sống phóng túng đa tình đã khiến mẹ con vì đau khổ mà chết lê văn ngăn lại bội hoàng không nên ông huấn không giàn được ông đứng dậy đưa cao tay định tát tai hoàng nhưng phượng đã nhanh tay hơn giữ chặt tay ông lại bội hoàng trừng mắt đấy thấy chưa tôi đã nói đúng nên ông ấy định đánh tôi ông huấn tái mặt đau khổ bứt rứt thủ hận giận dữ tràn ngập trong lòng ông những sợi cơ trên mặt ông như sơ cứng ra và mọi người cứ đứng trong tư thế đó thật lâu không gian gần như chết lặng thời gian ngừng trôi nhưng cuối cùng rồi ông huấn là người bừng tỉnh trước tiên ông trừng mắt nhìn hoàng rồi vội vã quay người bỏ đi ông bỏ lại chiếc áo khoác ngoài chìa khóa xe và cả chúc phượng bội hoàng cắn môi cố không để rơi nước mắt Hoàng quay qua Trúc Phượng. Này Trúc Phượng, cô nói đi, cô mê cái gì của cha tôi chứ? danh vọng, địa vị, tiền bạc hay là cái số tuổi đáng cha của ông ấy? Năm nay, cha tôi đã 45, lại là cha ruột của tôi, vậy mà sao cô không buông tha? Bây giờ ông ấy đã bỏ đi, bỏ cả cô ở lại đây mà đi đó, cô thấy chưa? Thôi đủ rồi, đủ rồi bội hoàng. Lê Văn chen vào, Em đã làm cha em giận bỏ đi Rồi bây giờ em lại làm Trúc Phượng đau khổ Em điên rồi ư Bội Hoàng quay qua Lê Văn Tôi làm Trúc Phượng đau khổ Anh đau lòng à Anh là cái gì của cô ấy chứ Anh đừng quên là người mà cô ta muốn quyến rũ là cha tôi Chứ không phải là anh đâu nhé Nhưng Trúc Phượng không phản ứng Phượng tự nhiên nhặt lấy áo của ông Huấn Và chìa khóa xe Rồi nhìn Hoàng nói Tôi không hề để ý bất cứ cái gì của cha cô. Tôi không phải thuộc hạ người như vậy. Chuyện của tôi và ông ấy chỉ có chúng tôi biết. Còn cô chẳng bao giờ cô hiểu nổi đâu. Lời của Phượng làm Hoàng tái mặt. Cô còn dám? Phượng quay sang Lê Văn. Anh Lê Văn, hôm nay nhờ anh trả hộ tiền bữa ăn nhé. Anh cũng biết đấy. Tôi thì không có lấy một đồng trong túi. Số tiền hôm nay chắc chắn là ông Trí Huấn rồi sẽ hoàn trả lại cho anh. Vâng. Lúc Lê Văn nói mà vẫn ngẩn ngơ, Trúc Phượng liếc nhanh về phía bội Hoàng rồi chậm rãi bước ra ngoài. Thái độ bình thản của Phượng làm Hoàng ngạc nhiên. Phượng bước vào thang máy đi xuống, ra khỏi nhà hàng. Phượng trông thấy ông Huấn ngay. Ông ta đang đứng tựa bên xe, có vẻ thận thờ. Phượng bước tới đưa áo cho ông Huấn, rồi mở cửa xe nói thôi bây giờ mình về chứ đứng đây có ích lợi gì ông huấn như chiếc máy bước vào xe mở máy rồi cho xe chạy rất chậm đừng nghĩ ngợi gì cả về nhà rồi hãy tính lời của bội hoàng ban nãy chỉ là một sự xúc động nhất thời hãy tha thứ cho cô ấy dù gì cô ta cũng là con gái của anh phượng nói nhưng ông huấn lắc đầu anh đã tha thứ cho nó biết bao lần rồi có lẽ vì anh đã dung túng nó quá nên mới có cái ngày hôm nay vì cái tiên kiến của cô ấy dành cho anh quá đậm em nghĩ anh phải bỏ ra rất nhiều thời gian giải thích thì cô ấy mới hiểu ông huấn lắc đầu em không hiểu đâu bội hoàng nó ganh tị với tất cả những người đàn bà có mặt bên anh có nhiều lúc anh ngạc nhiên anh không biết là cái tình cảm cha con của anh với nó có bình thường hay không không có gì đâu anh đừng nghĩ ngợi quá không tốt phượng nói bội hoàng mà làm như vậy cô ấy cũng nào có sung sướng gì nó hành động chẳng khác mẹ nó một chút nào cả ông huấn thở dài rồi nói anh linh cảm là rồi đây cuộc đời của nó cũng không hạnh phúc gì đâu anh không được nói như vậy bội hoàng dù gì cũng là con gái của anh anh chỉ tội cho cậu con trai kia cậu lê văn đấy nếu cậu ấy mà yêu nó thật sự thì cũng thôi anh đừng nói nữa phượng cắt ngang lê văn yêu cô ấy một cách chân tình chiếc xe đã chạy đến nhà ông trần ra mở cửa ông huấn bước vào nhà như chiếc xác không hồn ông bước ngay đến quầy rượu rót một ly đầy nốc cạn rồi ly thứ hai chúc phượng không ngồi yên được bước tới chặn ly em nghĩ là rượu chẳng giải quyết được gì cả ông huấn lắc đầu tại em không hiểu chứ rượu đã là bạn của anh trên mười năm nay phượng thở dài thì ra mười năm qua ông huấn đã sống thế này hết gái đến rượu ông tự chuốc say mình để quên hết tất cả nhưng người bạn này rất có hại cho anh anh có biết không ông huấn cười buồn bưng ly về phía ghế ngồi xuống ông nâng ly lên và nhìn chất nước sóng sánh vàng lăn tăn sủi bọt nói anh nghĩ lại và thấy bội hoàng không phải là không có lý, nó đã cảnh giác anh. Anh nói gì em không hiểu. Phượng ngồi xuống gần đấy nói, ông Huấn có vẻ suy nghĩ. Em có nhớ không, lần đầu tiên gặp em, em đã gọi anh là gì? Bác, và bây giờ nếu em sửa lại đổi cách xưng hô đó, anh thấy cũng chưa quá muộn. Anh, Phượng ngẩn ra, chỉ cần mấy lời nói là Hoàng đã có thể cắt đứt mọi thứ giữa Phượng và Trí Huấn ư? Vậy thì tình yêu là gì? Nó có là một thực thể bền vững không? Chúc Phượng, ông Huấn tiếp mà vẫn không nhìn Phượng. Đối với anh thì mọi thứ đã trở thành trai lì. Chẳng có cái gì làm anh đau khổ được, nhưng mà em thì khác. Anh không muốn em phải buồn khổ. Buồn khổ à? Chúc Phượng ngỡ ngàng một chút. Em không đau khổ vì lời của Hoàng đâu. Mọi đau khổ có chăng là do chính mình tạo ra thôi chúc phượng nếu anh vẫn xem em như một đứa con nít thì anh lầm rồi phượng nói sự trưởng thành nhiều lúc chỉ cần một phút giây anh hiểu không khi tình yêu vừa đến là em thấy mình không phải trẻ con nữa anh không nên nói như vậy chúc phượng anh có biết tình yêu là gì không đó là một tình cảm kỳ diệu mơ hồ hiện hữu nhưng lại không hiện hữu ồ Em cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng mà thánh kinh có nói, tình yêu là một sự nhẫn nại trường kỳ, không phô trương cuồng nhiệt, cũng không phải là điều gì xấu hổ, và em nghĩ đấy là chân lý. Trúc Phượng, nghe anh nói này. Phượng cắt ngang, nếu anh thấy cần thiết thì em sẵn sàng rời khỏi đây ngay, nhưng mà có một điều em muốn nói với anh là sẽ chẳng bao giờ em hối hận về những gì mình đã làm. Trúc Phượng em đừng nói nữa ông huấn đặt ly xuống rồi ôm phượng vào lòng lời của em làm anh thấy xấu hổ phượng tiếp và nếu anh bắt em lựa chọn thì em vẫn muốn gọi anh là anh thôi chúc phượng ông huấn xúc động kêu lên thời gian như ngưng đọng lời nói sẽ trở thành thừa thãi họ cứ ngồi như vậy bên nhau thật lâu chúc phượng em có biết là lời của bội hoàng đã khiến anh mặc cảm xấu hổ. Anh cảm thấy mình không xứng với em. Chuyện này đúng ra để em mở lời trước, nhưng rồi vì tự ái nên anh đã... Tại sao anh lại có cái cảm giác đó? Có lẽ vì anh đã quen sống ở trên cao, anh không chịu nghĩ dùm em. Làm sao em có thể xa anh được? Có lẽ vì anh khéo lo, nhưng em phải hiểu cho cái mặc cảm tuổi tác. Có mặc cảm hay không là em nè, phượng nói ban nãy chính bội hoàng cũng đã hỏi em em đã chấm anh vì điểm nào tiền bạc địa vị danh vọng và em đã không nói gì được cả thật ra là bởi vì em không nghĩ đến tình yêu làm gì có điều kiện đúng không ông huấn cười vâng tình yêu chân chính không bao giờ có điều kiện kèm theo có lẽ vì em còn lý tưởng phượng đỏ mặt nói nhưng mà sống trong một xã hội thực dụng mà ta còn lý tưởng thì cũng tốt đi chứ ông Huấn nhìn Phượng thế ban nãy em chưa trả lời với bội hoàng thì bây giờ em nói cho anh biết đi em đã yêu anh chỗ nào em cũng không biết lần đầu nhìn thấy anh là em cảm thấy như định mệnh đã an bài em phải yêu anh ông Huấn lắc đầu định mệnh đã từng khắc nghiệt với anh nhưng lần này anh mong là định mệnh rồi sẽ khoan dung một chút với người lành thượng đế không bao giờ bỏ rơi đâu anh ạ à ông huấn nâng ly lên rồi không hiểu sao nhìn phượng cười nói thôi từ đây về sau anh sẽ không uống rượu nữa nhưng mà bây giờ anh đói lắm rồi ban nãy bị bội hoàng nó quậy có ăn được miếng nào đâu phượng đứng dậy để em vào bếp xem có món gì làm cho anh ăn ông huấn cũng đứng dậy đi theo hình như ông đã hoàn toàn khôi phục lại tinh thần cũ sắp tết đến nơi nhà trường đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sau khi thi xong, sinh viên sẽ có đến 3 tuần nghỉ Tết. Vì vậy người nào cũng căng thẳng, cố ứng phó cho xong kỳ thi để rồi được nghỉ ngơi. Bội quân và Hiếu Trinh rời khỏi giảng đường, chuẩn bị đi dùng cơm trưa. Mùa đông, bầu trời lúc nào cũng âm u nặng chĩu. Buổi trưa mà gió vẫn lạnh. Đứng trước cửa trường, bội quân do dự rồi nói. Bây giờ còn sớm chán, mà ở câu lạc bộ sinh viên cũng chẳng có gì ăn. Hay là mình sang tiệm cơm Đại Hoa, kiếm món gì nóng nóng ăn đi." Hiếu Trinh chỉ cười, "Tùy anh." Cả hai sóng vai nhau đi ra cổng, từ hôm đó đến nay, tình cảm giữa Quân và Trinh vẫn chưa có gì thay đổi. Mặc dù Quân đã không còn hy vọng gì với Phượng, một lần thử đã cho thấy quá rõ ràng, nhưng Quân vẫn chưa quên. Trinh và Phượng là hai hình ảnh trái ngược, Phượng tự nhiên khoáng đạt tự chủ, Trinh lại giống như cảnh liễu, Trinh hoàn toàn lệ thuộc và chiều theo bất cứ điều gì quân muốn. Và cái như tình đó cũng khiến cho quân khó bứt rời khỏi Trinh. Vừa ra đến cổng, quân đã trông thấy chiếc xe du lịch quen thuộc của cha, nhưng quân cũng ngạc nhiên không kém. Tại sao cha chàng lại đứng cạnh Phượng? Một sự trùng hợp, hai người lại có vẻ thật vui. Ông Huấn vừa thấy quân đã nói, bội quân đấy à, cha đang chờ con đây, cha có chuyện muốn nói với con bội quân lạnh lùng nhìn phượng chiều nay con còn thi bây giờ phải đi ăn cơm à quên nữa xin giới thiệu với cha đây là hiếu trinh bạn con còn đây là cha tôi ông huấn và trinh gật đầu chào nhau trinh hơi ngạc nhiên không ngờ cha của quân lại trẻ như vậy chắc không có gì trở ngại đâu ông huấn nói chuyện có liên quan đến bội hoàng đấy mà chúc phượng nhìn xuống Nàng biết quân chưa biết chuyện của nàng với ông Huấn Nhưng trong cái hoàn cảnh này Tốt hơn nên tránh xa Phượng nói nhỏ Chiều nay tôi cũng còn phải thi Về về nhà ôn thi Quý vị ở lại nói chuyện tự nhiên nhé Bội quân không phản ứng Trúc Phương chào Hiếu Trinh xong bỏ đi Nàng đi rất chậm Như chờ đợi điều gì Bội quân cho mày nhìn cha Bội Hoàng có chuyện gì nữa vậy Sao còn không biết nó cũng không hề nói với cha ông Huấn bứt rứt nói tối hôm qua vợ chồng Lê Bá Vĩ đến tìm cha nói chuyện hôn nhân giữa Lê Văn và Bội Hoàng Bội Quân kinh ngạc họ lấy nhau hả à? sao vậy cả hai đều chưa ra trường sao còn không biết gì hết vợ chồng ông Bá Vĩ cũng không muốn chúng nó lấy nhau sớm như vậy nhưng nghe nói đó là ý muốn của Bội Hoàng cha thấy thì cái chuyện này con phải hỏi rõ hoàng để biết chuyện gì đã xảy ra vâng bội quân đáp dù có bất cứ chuyện gì quân cũng mong muốn nói trước mặt trinh nên quân nói vậy để ngày mai sau khi thi xong con sẽ tìm hỏi nó mai sẽ cho cha biết thế cha có rảnh không ông huấn do dự rồi nói không mấy ngày nay cứ tiệc tùng liên tục có gì con gọi dây nó đến công ty cho cha cũng được bội quân suy nghĩ rồi gật đầu ông huấn như có chuyện gấp thôi hai người đi ăn cơm đi mai ta sẽ gặp lại rồi ông lên xe không biết vô tình hay hữu ý quân thấy cha lái xe thẳng về phía đường phượng ban nãy đã đi bội quân nhìn theo rồi cùng hiếu trinh băng qua đường trinh nhận xét cha anh còn trẻ quá mới trông chỉ như anh cả của anh thôi quân cố ý hỏi nếu ông ấy chỉ là cha tôi trinh có thích không hiếu trinh đỏ mặt anh nói gì lạ vậy làm gì có chuyện đó quân yên lặng và bất giác nghĩ đến mấy cô bổ của cha cô nào cũng còn rất trẻ chàng lắc đầu họ đã đến cửa hàng ăn giờ này đông nghẹt quân tỉ mãi không có bàn trống nhưng rồi cuối cùng chàng cũng thấy lê văn và bội hoàng thế là quân kéo trình bước tới ồ anh quân anh cũng đã đến đây dùng cơm à có cả chị hiếu trinh bội hoàng vừa trông thấy quân đã kêu lên bội hoàng kéo ghế cho trinh ngồi rồi cũng ngồi xuống cạnh ban nãy anh gặp cha cha nói là hai người sắp làm lễ cưới bội quân vào để ngay bội hoàng liếc nhanh về phía lê văn nhưng chẳng thấy lê văn phản ứng bội hoàng nói em nghĩ là chuyện đó là riêng của em bội quân liếc về phía văn anh thì không phản đối nhưng anh muốn biết rõ sự việc như thế nào cha cũng vậy thôi không có sự việc gì cả bội hoàng lạnh nhạt nói bởi vì em chỉ muốn lánh xa cái nhà đó lánh xa ông cha ghê tởm của em bội hoàng gần như cùng lúc bội quân và lê văn lên tiếng nhưng bội hoàng vẫn nói em sẽ mãi mãi không tha thứ được những gì ông ấy đã làm lê văn có vẻ khó chịu bội hoàng nếu em còn giữ thái độ đó thì anh sẽ lập tức rời khỏi đây ngay nhưng bội hoàng không chịu thua thái độ của em chẳng dính líu gì đến anh còn nếu anh muốn bỏ đi thì cứ đi và từ đây về sau đừng có gặp em nữa. Lê Văn tái mặt nhưng cuối cùng dằn được chàng cúi xuống tiếp tục ăn món sườn rán đang ăn dở của mình. Bội quân yên lặng nãy giờ quân đã thấy hết trước kia quân không ưa gì Lê Văn nhưng hôm nay không hiểu sao quân lệ thông cảm bội hoàng có vẻ hơi quá khích ương ngạnh. So với Trúc Phượng hoàng không có cái cởi mở còn với hiếu trinh thì lại thiếu cái dịu dàng mặc dù bội hoàng là em ruột chàng nhưng quân cũng chịu không hiểu nổi mặc dù chuyện lấy nhau là chuyện của riêng em nhưng cha dù gì thì cũng là cha ruột của em ông ấy phải biết chứ với anh thì tốt nhất em nên ra trường xong rồi lập gia đình sẽ tốt đẹp hơn nhưng bội hoàng vẫn tỏ ra ương ngại anh quân từ nào đến giờ em vẫn kính trọng anh nhưng còn chuyện này em mong là anh không nên xía vô thật ra thì anh có muốn can thiệp cũng không can thiệp được đâu em đã quyết định là cuối năm nay sẽ làm lễ thành hôn có mấy giây yên lặng lê văn mới lên tiếng tôi cũng đã đề nghị là ra trường xong mới làm lễ cưới nhưng bội hoàng lại không chịu nếu anh không muốn thì sẽ không bao giờ có lễ cưới bội hoàng lạnh lùng nói anh tính sao đương nhiên là anh muốn cưới em nhưng không phải là ngay lúc này lê văn nhún vai nói thôi được tùy em vậy văn nói mà chẳng một chút phấn khởi bội quân suy nghĩ rồi hỏi hình như em có chuyện gì không được vui bội hoàng cười lớn không vui à hay là anh nghĩ em có thai rồi nên phải cưới chạy không không hề có chuyện đó chỉ tại em muốn lấy chồng thôi bội quân chỉ về phía lê văn lấy nhau xong rồi làm sao học Trước khi lập gia đình cần phải tính toán kỹ càng vấn đề kinh tế nữa em ạ. Anh hãy yên tâm chuyện đó, Bội Hoàng nói em sẽ không lấy của ông ta một cách. Ông ta ở đây, đương nhiên là Hoàng muốn ám chỉ ông Huấn. Bội Quân nhìn Lê Văn rồi nói, nếu vậy thì tùy em, em muốn sao cũng được, mai này gặp cha anh sẽ nói lại cho cha biết. Và sau đây chẳng ai nói với nhau điều gì nữa, mạnh ai nấy ăn phần của mình nhưng bội hoàng có vẻ không vui trước một vấn đề lớn lao như vậy mà cả anh bội quân cũng vẫn không quan tâm nàng có cảm giác như bị bỏ bê hoàng thấy thật cô độc và không dằn được lòng hoàng hỏi anh có biết lúc gần đây cha thế nào không bội quân nhìn lên không hiểu nhưng cũng nói từ nào đến giờ anh chủ trương là không can thiệp vào bất cứ việc làm gì của cha cha có cuộc sống riêng tư của người bội hoàng cười nhạt chỉ sợ khi anh nghe em nói ra rồi Anh không bình thản được nữa Anh nổi giận mới khổ chứ Vậy thì em nói ra xem Chà vừa mới cặp với một cô gái Popular lắm Anh muốn biết cô ta là ai không Ai vậy Nhưng Lê Văn đã đột ngột đứng lên Thái độ giận dữ Bội Hoàng em im dùng được không Em đừng quên là mai còn thi nữa nhé Bội Hoàng trựng lại Không phải chỉ có nàng mà bội quân cũng còn thì nữa vậy thì nhưng bội quân đã hỏi tới bà ấy là ai sao em không nói thôi chuyện đó để anh tự tìm hiểu bội hoàng liếc nhanh sang lê văn rồi nói bây giờ em phải quay về trường ôn bài ngày mai tiếp tục thi và không đợi bội quân hỏi thêm hoàng đứng dậy cùng lê văn bỏ đi bầu trời bên ngoài vẫn một màu xám xịt có lẽ trời sắp mưa bội hoàng nói với lê văn anh còn nhớ không cái ngày đầu tiên anh đến trường bầu trời cũng thế này nhảnh thật vậy là một năm học sắp kết thúc à lê văn nói mà lòng đầy mâu thuẫn phức tạp mới năm thứ ba mà đã lập gia đình mọi thứ chẳng có gì là nghiêm túc không nghe lời hoàng lại không được nhưng mà không lẽ vì hoàng mà phải hy sinh mọi thứ cái hôm mới khai giảng lúc mọi người đã vào lớp anh lại từ ngoài như một cỗ trâu xông vào làm ai cũng ngạc nhiên trong khi anh lại tỉnh bơ tự mình giới thiệu ngay lúc đó trái tim em đập mạnh linh tính như báo cho em biết là giữa chúng mình rồi sẽ có một sợi dây liên hệ nào đó bội hoàng chậm rãi kể mắt nhìn vào cõi xa xăm lê văn thở ra phải chi lúc nào hoàng cũng thế này có phải mọi thứ đã đẹp hơn không hoàng đang kể đột ngột quay lại anh lê văn sao anh chẳng nói gì cả anh đang nghĩ gì đấy lê văn lắc đầu không có gì cả anh chỉ nghĩ đến chuyện mai sau chuyện mai sau à bội hoàng cười một cách tự tin thì có gì đâu chúng ta sẽ rời khỏi mái trường em sẽ xa được người mà em thù hận chúng ta sẽ sống cách biệt với mọi người nếu anh chịu nghe em thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất đẹp rất hạnh phúc phải nghe em ư lê văn nghĩ Người chồng chứ nào phải là chó trung thành Phải có kế hoạch Ý chí riêng để phát triển cuộc sống Hoàn thấy Lê Văn yên lặng Có vẻ không hài lòng Anh Lê Văn hình như anh không được vui Hay là anh hối tiếc Chuyện anh quen em Bội Hoàng sao em lại nói vậy Lê Văn mệt mỏi nói Dù gì thì chúng ta cũng sắp lấy nhau rồi Dùng những lời lẽ dày vò nhau đó Có lợi ích gì Hoàng nói Nói trước để anh thấy để sau này anh không hối hận. Lúc hai người vào đến phòng học, ở đấy hoàn toàn trống vắng. Lê Văn hỏi, đám cưới chúng mình, em có định mời Trúc Phượng không? Sao anh cứ nhớ đến cái cô ấy mãi vậy? Em nữa rồi, đừng quên Trúc Phượng cũng là bạn học của chúng mình nhé. Đâu phải chỉ đơn giản như vậy, cô ấy lại là bạn gái của cha em. Biết đâu, rồi một ngày nào đó sẽ là mẹ kế của em nữa. Vì vậy, ngày bây giờ, em cần phải nịnh nọt lấy lòng nó chứ gì. Không phải như vậy, Lê Văn khoát tay nói, chúng ta mời cô ấy chỉ vì lý do giao tế lịch sự thôi. Nhưng Hoàng lắc đầu, nhưng con người như vậy cần gì lịch sự? Cô ta là con người mặt dày, quyến rũ cha em. Em không tin là trên đời này có cô gái trẻ nào câu lấy mấy ông già mà chẳng có mục đích gì cả. Thôi được rồi, được rồi, không để cập đến chuyện đó nữa. Lê Văn nói, nói xấu người khác sau lưng là một việc làm không tốt. Phải chúc vượng dạy anh đó không? Sao anh lúc nào cũng bênh vực cô ta vậy? Bội hoàng, Lê Văn có vẻ không vui, em không nên quá trớn như vậy. Sao lại quá trớn? Anh nghĩ lại xem, không đúng sao? chúc Vượng nghèo suốt 20 năm nay, cô ta chỉ mê cái đồng tiền của cha em thôi. Sao em lại nói thế? Nếu cô ta mê tiền, thì cần gì phải quyến rũ cha em. Chọn ông anh của em cũng được cơ mà. Anh Quân lại đang mê cô ấy. Nói như em vậy, không lẽ anh lấy em cũng vì mê cái đồng tiền ở nhà em? Làm sao giống được? Bội Hoàng kêu lên. Anh và Trúc vợ hoàn toàn khác nhau. Lê Văn lắc đầu thở ra. Bội Hoàng này, mãi đến bây giờ anh mới thấy là con người của em hẹp hỏi quá. Em cố chấp một cách quá đáng. Anh muốn em thay đổi như vậy có lợi cho em nhiều hơn. Hoàng nhìn lên, bây giờ anh hối hận à? Thôi, đừng có nói chuyện đó nữa. Lê Văn đứng dậy kéo Hoàng đi ra ngoài, ra đến ngoài, không khí lành lạnh như khiến Hoàng thay đổi. Hoàng dừng chân lại nói, anh Lê Văn này, em nghĩ có lẽ em nên nghe lời anh. Cái hôm đám cưới của chúng ta, em sẽ cho mời Trúc Phượng. Vậy à, Lê Văn có vẻ vui hẳn, nếu vậy thì mới đúng chứ. Hai người cười rồi tiếp tục bước về phía vườn trường. Trong vườn hoa, cảnh vật hoàn toàn yên lặng, trong nhà lại chưa mở đèn. Bội Quân đứng ngoài cổng do dự một chút rồi quyết định bấm chuông. Đây là nhà riêng của ông Huấn. Ông Huấn hôm qua bảo là bận tiệc, nhưng bận tiệc thì rồi cũng về. Cái chuyện Bội Hoàng đòi lấy chồng là một chuyện hết sức quan trọng, quân không thể chần chừ, chàng phải hỏi cha cho rõ hình như chuyện này có dính líu đến thái độ gần đây của cha phải tìm cách hòa giải kẻo gãy đổ hết vì hoàng nói lấy chồng là để trốn tránh để không còn dính líu gì đến cha nữa cửa mở quân hỏi ông gác đan cha tôi có ở nhà không dạ không ông trần ngập ngừng đáp có hôm ông ấy về rất khuya có hôm lại không về nhà bội quân chào mày không cần biết về hay không tôi vào trong cũng được ông trần không dám cãi lại mở rộng cửa cho quân bước vào quân dừng chân ở vườn hoa một chút để quan sát cảnh không có gì thay đổi nhưng khi vào phòng khách thì khá bất ngờ mặc dù trước đây quân rất ít khi ghé qua đây trừ những lúc cần kíp nhưng quân nhớ rất rõ phòng khách này ngày trước trang trí toàn màu xanh còn bây giờ lại một màu sáng ông huấn đã thay đổi hẳn như hoàng nói đã có một người đàn bà khác. Nhưng mà, chuyện cha có người yêu, quần chấp nhận. Đàn ông còn trẻ, không thể sống cô đơn. Chỉ có Hoàng vì còn trẻ con, nên cố chấp. Bội quân tự nhiên bước đến quầy rượu, chọn một cái nước ép trái cây, rồi mang lại salon lông, vừa uống vừa chờ Bên ngoài có tiếng còi xe. Vậy là cha đã về. Quần đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Chiếc xe chạy thẳng vào vườn hoa. Quân nghe có tiếng cười của cha Nhưng bên cạnh đó Còn có tiếng cười của ai đó Khá quen thuộc Quân giật mình không lẽ Và ngay lúc đó Cửa phòng khách bật mở Ông Huấn đi vào nắm tay một cô gái Hai cha con vừa chạm mặt Đã sửng sốt nhìn nhau Mặt bộ quân tái hẳn Lúc đầu là ngạc nhiên Sau đó là giận dữ Thì ra Trúc Phượng Cô gái mà quân đã từng tôn thờ Như một thần tượng đang nép người cạnh cha chàng nụ cười cô ta rất hạnh phúc nhưng nụ cười đó vừa gặp chàng đã đông cứng lại ngay ông huấn vội buông phượng ra ông ngượng hiệu nói ồ oh, bội quân khuya quá con còn đến đây làm gì cha đã nói là cha bận cơ mà bội quân yên lặng chăm chú nhìn phượng vừa kinh ngạc vừa giận dữ vừa đau xót người con gái mà chàng hằng yêu hằng mơ tưởng lại là cô bổ nhí của cha. Làm sao có thể chịu đựng được, được một chuyện như vậy chứ? Trúc Phượng có thể không đoái hoài đến quân, không yêu quân, nhưng Phượng không có quyền như vậy. Bất giác, quân nhớ đến câu nói ngày hôm qua của Hoàng. Anh có biết cô đào mới của cha là ai không? Một popular hết sảy. Ồ, sao ta lại ngu quá vậy? Trúc Phượng vậy mà, ta lại không nghĩ ra. Những thớ thịt trên mặt quân như đanh lại, mắt quân đổ lửa cay tức như nghẹn lại ở cổ quân thở không ra hơi chàng nắm chặt hai tay lại thái độ của quân làm ông huấn lúng túng bội quân con làm gì thế sao con chẳng nói gì cả vậy lời của ông trí huấn khiến quân như bừng tỉnh quân quay lại cha đã làm gì chứ cha à ông huấn trao mày có làm gì đâu bội quân trừng mắt nói lớn bây giờ thì tôi đã hiểu rồi lý do tại sao bội hoàng nó đòi lấy chồng sớm thì ra tại cái cô này cả quân nói và chỉ về phía trúc phượng lời của quân làm ông huấn lúng túng ông lùi ra sau một bước con nói sao tại trúc phượng à chuyện này cha phải biết hẳn biết từ lâu rồi chứ bội quân nói như quát cha đừng có giả vờ như không biết và cái hành vi này mãi mãi không tha thứ được ông chí huấn kêu lên bội quân nhưng bội quân đã nói tôi rất thông cảm với cha tôi biết là lúc nào cha sống cũng phải có đàn bà bên cạnh nhưng mà cha là một người đàn ông tồi chơi hoa rồi bẻ cành hoa ngay chính với mẹ ruột tôi cha cũng không chung thủy vì vậy tôi không tin là cha cũng thật tâm với cô gái này quân vừa chỉ trúc phượng vừa giận dữ nói cha ỷ lại mình có tiền cha vung tiền ra trác táng vui với bao nhiêu gái đẹp. Cha muốn làm gì thì làm, còn không nói, nhưng cha không có quyền hành động thế này với bạn học của con mình. Cha không có quyền hại đời người ta, cha biết không? Bội quân, con lầm rồi. Ông Huấn kêu lên, nhưng không biết phải giải thích với quân ra sao. Cha đã hại biết bao nhiêu người rồi, cha không nhớ sao. Còn hôm nay thật là quá lắm. Trúc Phượng đứng đấy nhắm mắt lại nàng có cảm giác như cả vũ trụ sụp đổ bội quân còn nghe cha giải thích nè không có giải thích gì cả còn không nghe đâu bội quân cắt gan ông huấn buông thõng tay bỏ đi lại sa lông ngồi xuống ông biết là không làm sao giải thích được cho quân hiểu cái thành kiến bao nhiêu năm qua đã ngăn cách giữa cha cả và con không thể trách được quân vì nó cũng yêu trúc phượng và ông không dằn được đưa mắt về phía phượng bây giờ cô đã đa gái đang đứng cúi đầu như tội đồ với những giọt nước mắt bội quân bỏ chốc phượng ở đấy quay qua ông huấn thái độ thật cương quyết quân nhấn mạnh từng chữ một bây giờ thì cha hãy quyết định chọn một trong hai cô ấy hoặc là tôi lời của quân làm ông huấn bàng hoàng làm sao có chuyện chọn lựa được một bên là con một bên là tri kỳ ông lúng túng không còn cách nào khác sao chúc phượng cũng đã nghe lời phán quyết của bội quân nàng hiểu ông huấn cái phán quyết đó còn hơn cả một bản án tử hình đương nhiên không thể không để ông huấn mất con được còn nàng đã yêu và được yêu còn đòi hỏi gì nữa chứ vậy thì phải hy sinh thôi nếu sự hy sinh đó giúp được cho người mình yêu giải quyết được tất cả." Thế là Phượng ngẩng đầu lên, cô bình tĩnh nói, "Chuyện của mấy người thì mấy người giải quyết, chẳng dính líu gì đến tôi cả. Ở đây, câu nói cuối cùng của tôi là, "Chà, mấy người." Rồi chúc Phượng quay người lại bỏ ra ngoài, để lại sự ngơ ngác cho hai người đàn ông, Phượng bước thật nhanh, thật dứt khoát, mọi cái nên cho vào dĩ vãng. Phượng ra khỏi nhà ông Huấn, ra đến lộ cái chặn một chiếc taxi rồi leo lên, không để lộ một xúc động nào ra ngoài. Rồi xe cũng dừng lại trước cửa nhà, Phượng bước xuống xe, bấy giờ mọi cảm xúc đè nén ban nãy mới ập đến. Phượng đứng tựa ngoài cửa khóc, âm thầm khóc không thành tiếng. Thời gian trôi qua thật chậm, bóng tối đã đồng lõa, không để bất cứ một ai thấy nỗi khổ tâm của nàng. Thôi thì tất cả đã qua rồi, cái đẹp nhất, cái hạnh phúc nhất những cái đó không còn nữa, không phải là của ta thì hối tiếc làm gì. Mọi cảm xúc vơi dần, Phượng chậm khô nước mắt rồi đẩy cửa bước vào nhà. Khung cảnh vẫn như xưa, cha ngồi đọc báo dưới ánh đèn vàng vọt, mẹ ngồi vá áo cho em. Cảnh ấm cúng của một gia đình nghèo làm Phượng cảm động bứt rứt. Thưa cha mẹ con mới về, Phượng nói, ông Bình Khiêm vẫn tiếp tục đọc báo, còn bà thục trinh thì nhìn lên ồ ban nãy con bảo là hôm nay con sẽ về rất khuya cơ mà dạ đúng vậy nhưng vào giờ phút chót các bạn con có việc riêng vào lại lúc này lạnh quá nên về sớm chúc phượng nói dối bà thục trinh nhìn con thương hại vậy à con có đói không ở nhà sau còn cháo trắng mẹ làm thêm trứng muối cho con ăn nhé dạ con chưa đói mẹ ạ chúc phượng đi về phòng mình nhưng để tránh bị nghi ngờ phượng nói thêm mẹ biết không bội hoàng sắp lấy chồng rồi đấy đầu năm nay cô ấy sẽ làm đám cưới vậy à bà thục trinh đặt kim xuống nhìn lên có phải với cái cậu tên là lê văn gì đó không à mà hình như cả hai đứa đều chưa ra trường mà sao không đợi tốt nghiệp xong hãy tính ai mà biết được họ chúc phượng nói mặc dù gia đình hai bên đều môn đăng hộ đối nhưng hình như chẳng ai muốn nhanh như vậy Bà Thục Trinh cười, thời buổi này mà còn có chuyện môn đăng hộ đối gì. Nhưng mà mẹ thấy thì Lê Văn với bội hoàng, tánh khí không hạt nhau lắm, lấy chồng sớm chi cho khổ. Con là bạn của bội hoàng, sao chẳng khuyên bảo nó? Phượng cười buồn, còn làm sao mà khuyên bảo được, mình chỉ là bạn bè thông thường thôi. Tuổi trẻ bây giờ kỳ cục thật. Bà Thục Trinh thở dài, ông Bình Khiêm đang xem báo, nghe hai mẹ con nói chuyện ông nhìn lên chuyện của người ta mà sao mẹ con mấy người quan tâm như vậy bà cũng lạ có tiếp xúc bao giờ đâu mà biết tính hai bên khác nhau chứ ông này lạ chưa làm sao không quan tâm bà thục trinh cười nói khi mà nó có liên hệ đến con gái ông chứ ông không biết là bội quân anh của bội hoàng hiện đang theo đuổi con gái ông à thật vậy sao ông bình khiêm có vẻ ngạc nhiên trong khi Trúc Phượng lại đỏ mặt. Mẹ nói đùa đấy chứ, chứ con đâu có ưa gì bội quân, ông ấy không hợp tính con. Bà Thục Trinh tròn mắt, không hợp mà sao suốt ngày con cứ đi chơi với người ta hoài vậy. Trúc Phượng nói, lúc đi chơi đi cả đám đông, chứ đâu phải có một mình quân đâu. Ông Bình Khiêm không biết nghĩ ngợi gì, đặt tờ báo xuống nói, thú thật với bà, tôi không mong gì con gái tôi kết bạn với những hạng công tử nhà giàu như vậy. Bạn nghèo, mà có phong cách hiểu biết vẫn hơn ông thì lúc nào cũng gàn cũng ngoan cố cái bọn trẻ khi yêu chúng nào có đặt tiền bạc hay giai cấp thành vấn đề đâu ông bình khiêm lại cầm tờ báo lên như không quan tâm nữa chúc phượng đi vào phòng xuân kỳ đang đọc sách nhìn thấy chị bước vào không hiểu sao nó lại có thái độ thật lạ làm phượng thấy lúng túng và đúng như điều phượng nghi ngờ xuân kỳ hỏi chị phượng Bà nãy chị đã đi chơi với ai? Ở đâu vậy? Phượng vừa kéo tấm rì đồ ngăn ra vừa đáp thì cùng với đám bội hoàng Lê Văn chứ ai? Bọn chị ăn cơm ở đệ nhất xong đi xem một màn biểu diễn là về. Xuân Kỳ hỏi Chị hôm nay đi với đám anh Lê Văn à? Ờ, sao em lại hỏi lạ vậy? Xuân Kỳ yên lặng một chút bởi vì ban chiều trong lúc chuẩn bị cơm tối Mẹ có sai em đi mua thêm món cải chua Lúc ra ngoài đầu hẻm Em đã gặp anh Lê Văn đứng đấy Trúc Phượng lúng túng Sao giờ đó Lê Văn lại đứng ở đầu hẻm Em có nhìn lầm người khác không Không bao giờ Xuân Kỳ đáp một cách tự tin Lúc em đi ra gặp Mà khi quay về cũng gặp Hình như anh ấy đứng ở đó khá lâu Anh ấy gặp em Đưa tay lên chào Nhưng em giả vờ như không thấy bỏ vào nhà Vậy à, như vậy có nghĩa là chị đã thừa nhận và chị đã đi ăn cơm với người khác, vậy thì có gì đâu mà chị phải nói cả nhà chứ." Chị Trúc Phượng ấp úng, chị cũng không muốn nói dối, nhưng mà em đừng lo, từ đây về sau chị sẽ không đi đâu nữa đâu. Em nào có nói gì đâu mà chị giận. Thôi, em học bài đi, đừng hỏi gì nữa." Phượng nói mà nước mắt lăn dài xuống má, "Em làm ơn cài cửa phòng lại dùng chị, đừng để mẹ vào nhé. Dạ. Xuân Kỳ đáp rồi bước ra cài cửa. Khi quay lại nó hỏi, hình như chị có chuyện gì không vui thì phải. Không có gì đâu em. Nếu có chị cứ nói đi. Xuân Kỳ nói, ai mà ức hiếp chị, em biết được em sẽ cho hắn vỡ mặt. Có phải là anh Lê Văn không? Không, không phải đâu Xuân Kỳ. Phượng lắc đầu nói, không có ai ức hiếp, cũng không có ai chọc giận chị chỉ tại chị hơi khó ở trong người. Thôi, em học bài đi, chị nằm nghỉ một chút sẽ khỏe ngay. Vậy à? Xuân Kỳ mặc dù không tin, nhưng dù gì thì nó cũng là đứa em ngoan, nếu thật vậy thì chị ngủ trước đi. Trúc Phượng nằm xuống giường để cho Kỳ không nghi ngờ, nàng nhắm mắt lại nhưng đầu thì hoàn toàn tỉnh táo, hàng trăm hình ảnh, hàng trăm ý nghĩ làm sao Phượng có thể ngủ được? tất cả đã xảy ra gần như chỉ trong phút giây ngắn ngủi và chỉ có bấy nhiêu đó đã quyết định đã thay đổi gần như tất cả những gì có được trong người phượng ngay cả thời gian để suy nghĩ chọn lựa cũng không có đêm đã khá khuya bây giờ thì tiếng ngáy của xuân kỳ ở giường bên đã vang đều mắt vẫn ráo hoành từ nào đến giờ phượng có bị mất ngủ đâu cái dư vị của cơn bệnh này thật là khó chịu mất ngủ khối óc lại cứ làm việc phượng hết nghĩ đến ông trí huấn lại nghĩ đến bội quân lê văn rồi bội hoàng những mối dây quan hệ đơn giản thành phức tạp tất cả có lẽ chỉ tại nàng chứ bản chất của bội quân rất rộng rãi bội quân không kết tội phượng mà chút tất cả những tội lỗi kia lên ông huấn quân đã tưởng phượng là người bị quyến rũ quân đã không hiểu gì về tình yêu bởi vì trong tình yêu thì đâu có ai dụ dỗ ai tất cả đều tự nguyện cơ mà nghĩ lại phượng mới thấy mình lầm lẫn tại sao trước đó không sáng suốt để thấy là chuyện hai người sẽ không thể nào chấp nhận bội hoàng oán ghét kẻ cướp cha bội quân lại yêu nàng rồi dư luận xã hội cái gia đình họ lê kia đâu có chỗ cho phượng chen chân vào bên cạnh đó còn vấn đề tuổi tác bằng tuổi người ta mà định vào làm kế mẫu người ta ư đó là chưa kể trước đó lại là bạn bè đúng là đã làm một chuyện buồn cười sao không suy nghĩ cặn kẽ trước chỉ thấy yêu là yêu yêu một cách mù quáng không tiên liệu không điều kiện để rồi bây giờ lại thất vọng vì mọi ảo tưởng đã tan vỡ cả nhưng mà thượng đế ban phát tình yêu cho con người tại sao còn kèm theo điều kiện còn bị cản trở mọi thứ phải chăng như vậy thì tình yêu đâu còn là hạnh phúc, tình yêu đã trở thành nỗi đau. Phượng không làm sao lý giải được vấn đề và Phượng cũng tin là chẳng ai giúp nàng giải quyết được chuyện đó cả. Lòng người phức tạp, xã hội phức tạp, muốn cái gì đơn giản trong lòng, những phức tạp đó là điều khó khăn. Và Phượng cứ nằm vậy mà nghĩ ngợi, nghĩ ngợi cho đến lúc mệt lả đi. Phượng mới ngủ được giấc ngủ đầy muộn phiền. Khi Phượng giật mình mở mắt ra thì bà Thục Trinh đã đứng trước giường, nét mặt của người có vẻ lo lắng. Phượng vội ngồi dậy. Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay con dậy trễ. Bà Thục Trinh nhìn con, hơn 11 giờ trưa rồi, nhưng không sao đâu, hôm nay con được nghỉ cơ mà. Dạ, đã nghỉ Tết. Chúc Phượng ngồi đấy bần thần. Ồ, còn em Xuân Kỳ đâu rồi mẹ? nó đã đi học, trường trung học nghỉ Tết trễ hơn đại học. Bà Thục Trinh cũng ngồi xuống mép giường cạnh con nói, cha con thì đã đi làm, nhà chỉ còn lại hai mẹ con mình thôi. Trúc Phượng nói, vậy thì con không có quyền lười nữa, hôm nay con sẽ đi chợ thay mẹ. Bà Thục Trinh đưa tay ra ngăn, khỏi, mẹ cũng đã đi chợ rồi. Lúc này mùa đông, bên ngoài trời còn lạnh lắm, tốt nhất là con nên nằm nghỉ thêm một chút. Trưa nay dù gì, cũng chỉ có hai mẹ con ta ở nhà ăn cái gì gọn gọn cũng được mẹ có chuyện muốn nói với con Trúc Phượng rất nhạy bén hiểu ngay là mẹ đã khám phá ra điều gì nhưng mà mọi chuyện dù gì thì cũng đã kết thúc rồi có gì đâu mà phải lo Trúc Phượng này hình như con có điều gì không vui Trúc Phượng lắc đầu nào có gì đâu mẹ đừng dối mẹ bà Thục Trinh nói mẹ thấy cả con ạ à lúc gần đây thái độ của con nó làm sao đấy cười cũng không tươi nói năng thì lấp lửng như người mất hồn xuân kỳ còn cho biết là tối qua con đã khóc tại sao vậy vì bội quân ư không không phải đâu cũng không có chuyện gì thật mà nhưng thái độ bà thụ trinh rất nghiêm nghị con có biết là gần như suốt buổi chiều qua lê văn đứng ở đầu hẻm chờ con trong khi con lại bảo là con đã đi dùng cơm với chúng nó, vậy là thế nào? Trúc Phượng nhìn xuống thú nhận, con không biết chuyện gì đó, vì chiều hôm qua con không có đi chung với họ, vậy thì đi với ai? Bà Thục Trinh cho mày, lúc gần đây con thường nói dối lắm phải không? Trúc Phượng lắc đầu rồi thở dài, thôi thì thú thật vậy, chuyện gì cũng đã qua rồi. Vâng, Trúc Phượng bình thản nói, Lúc gần đây con không có đi chung với đám bạn mà con đi với một người khác có tên là Lê Trí Huấn. Lê Trí Huấn à? Bà Trinh chào mày. Như vậy hẳn là người nhà họ Lê nữa phải không? Vâng, một người bà con của bội hoàng. Trúc Phượng nói chớ đi, anh ấy rất vui, tính hợp với con. Vậy à, nhưng cậu ta là người thế nào? Dạ, Trúc Phượng ngập ngừng, hơi lớn tuổi một chút, nhưng có cơ sở vững chắc, người cũng rộng rãi đẹp trai lại có lẽ vì nhờ thuộc dòng họ lê đấy vậy thì tốt người mẹ thì bao giờ cũng lo cho con nhất là con gái nên bà trinh vui vẻ nói nhưng mà sao con không đưa cậu ấy về nhà à nhưng mà tối qua sao con lại khóc chứ chúc phượng lắc đầu không có gì cả chỉ tại muốn khóc bà trinh quan tâm hay là con gặp chuyện gì rắc rối về phía bội quân làm gì có chuyện đó từ đây về sau mãi mãi cũng không có điều đó vậy thì tốt hôm nào rảnh rỗi con đưa cậu lê trí huấn về đây cho mẹ cho mẹ xem mắt nhé bà trinh nói nhưng phượng cố làm ra vẻ bình thản chắc cũng không có chuyện đó đâu vì chiều hôm qua chúng con đã dứt khoát nhau rồi sao vậy bà thục trinh ngạc nhiên chúc phượng đứng dậy mẹ đừng hiểu lầm giữa chúng con chưa có chuyện gì cả và lại hiện nay con cũng chưa có ý định có bạn trai. Bà Thục Trinh có vẻ không hài lòng, xem kìa, sao con gái mẹ lại cố chấp vậy? Con phải biết là tìm được đối tượng tương xứng không phải là chuyện dễ dàng. Con đồng ý mẹ chuyện đó, nhưng không phải là hiếm, con còn trẻ mà. Thôi được, bà Thục Trinh thở dài rồi đứng dậy nói, "Con đi rửa mặt đi, mẹ làm hai tô mì ăn liền cho hai mẹ con, rồi bà bỏ ra ngoài." Chúc Phượng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu từ hôm nay phải cố gắng quên hết mọi thứ. Và Phượng vội vã ra nhà sau rửa mặt, vừa xong thì đã thấy mẹ bưng mì lên. "Ồ, cảm ơn mẹ." Chúc Phượng sung sướng nói, mẹ rất chu đáo, ngoài mì ra mẹ còn đặt lên cho tô mấy miếng thịt. Hai mẹ con cùng ngồi ăn, chẳng ai nói với nhau lời nào, chợt nhiên có tiếng chuông cửa reo phượng giật mình ai lại đến giờ này nhỉ chúc phượng đứng dậy nói để con đi ra mở cửa và khi cửa mở phượng giật mình lê văn đang đứng bên ngoài thái độ thật tư lự anh lê văn có chuyện gì vậy có chứ lê văn đáp chiều hôm qua đã đến đây nhưng lại không dám vào nhà tôi có chút chuyện muốn gặp phượng phượng hỏi anh đã đến đây là có sự đồng ý của hoàng chưa lê văn cười không phải chuyện đùa đâu. Phượng hỏi, vậy thì vào nhà nói chuyện hay là nên đi ra ngoài? Lê Văn suy nghĩ, hình như ở nhà có người phải không? Vậy thì ta ra ngoài đi. Trúc Phượng nhún vai rồi nói vọng vào trong. Mẹ ơi, anh Lê Văn đến tìm con có chút chuyện, con ra ngoài một chút sẽ về ngay. Rồi khép cửa lại, cả hai người đi ra ngoài. Phượng hỏi, có chuyện gì vậy? Quan trọng lắm không? Tôi cũng không biết, lê văn bối rối nói tôi đi tìm phượng là để muốn được trút bớt nỗi khổ tâm của mình mọi thứ như đang bế tắc sao vậy trước kia tôi thấy anh là người vui tính phóng khoáng lắm mà bây giờ lại sắp được cưới vợ rồi vui mới phải chứ sao lại ủ rũ như vậy thì cũng tại cái chuyện cưới vợ đó lê văn buồn bã nói tôi không muốn lập gia đình sớm nhưng mà bội hoàng ồ tôi không biết cô ấy làm sao nữa chuyện đó mà anh tìm đến đây thì tôi cũng chịu bí thôi phượng lắc đầu nói nếu anh thật tình yêu cô ấy thì có lấy nhau sớm cũng không thành vấn đề đương nhiên là tôi yêu hoàng nhưng mà cái bản tính ngang ngược độc đoán của cô ấy nhiều lúc làm tôi khó chịu làm sao ấy thấy lại thì hình như chúng tôi không được hợp tính nhau và vì vậy tôi không biết phải làm sao nữa thôi thì về tình yêu hãy nhịn nhục khoan dung và chấp nhận cả những khuyết điểm của cô ấy. Chúc Phượng. Anh có biết không, Phượng không để Lê Văn nói tiếp. Ngày hôm qua, tôi đã đụng với bội quân ở nhà ông Trí Huấn và rồi mọi thứ đã kết thúc. Kết thúc? Lê Văn giật mình. Cô muốn nói là chuyện của cô với bác Huấn. Chúc Phượng, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Anh không hiểu. Phượng cười. Ngày chính bản thân tôi cũng không ngờ mình lại có thể yêu người đứng tuổi như vậy, nhưng mà, ngay lần đầu tiên gặp ông ấy, cứ như một tiếng sét, vâng, và mọi việc đã đến. Tôi vẫn không hiểu. Bội Hoàng thì cho chuyện đó là vì tôi đã bị đồng tiền và địa vị của ông Huấn làm mê hoặc, còn Bội Quân lại bảo cha anh ấy đã dụ dỗ tôi. Tất cả đều không đúng phải không? Mắt Phượng nhìn xa vời, Phượng lại tiếp trong mắt tôi thì ông huấn cũng giống như bao nhiêu người đàn ông bình thường khác tôi chẳng hề nghĩ về bất cứ một cái gì khác của ông ta mà tôi nghĩ thì ông ta cũng vậy vì nếu muốn có một người đàn bà đẹp thì bên cạnh ông ta thiếu gì tôi đâu xứng đâu chúng tôi đã đến với nhau chỉ vì tâm đầu ý hợp mà thôi lê văn có vẻ xúc động tôi nghĩ là phượng nói đúng nhưng mà chuyện như vậy là kết thúc thật rồi sao làm sao được. Trúc Phượng quay sang nhìn Lê Văn. Anh biết không, anh bội quân đã đưa ra điều kiện bắt ông ấy chọn một, hoặc là tôi, hoặc là anh ấy. Đương nhiên là ông Huấn làm sao dứt được tình cha con. Và thế là ông Huấn đã chọn con. Không phải là ông ấy mà chính tôi quyết định. Trúc Phượng nói, tôi nghĩ vì tình yêu phải hy sinh thôi. Lê Văn ngẫm nghĩ, nhưng mà bội quân đã có hiếu trinh rồi. Trúc Phượng hỏi lại, nhưng bội quân có yêu hiếu trinh không chứ? Lê Văn lắc đầu, hèn gì, thấy thái độ của bội quân với hiếu trinh nó thế nào đấy? Thì ra vì tôi đã sớm nhận ra điều này mà bội hoàng lại cãi tôi. Ai yêu ai thì cũng vậy. Phượng nói, nhưng bây giờ tôi không muốn dính dắt bất cứ điều gì đến nhà họ Lê nữa. Nghĩa là cô sẽ không tham dự cả tiệc cưới giữa tôi với bội hoàng. Phượng ngần ngừ một chút nói, tôi nghĩ nếu hai người có nhã ý mời thì tôi cũng tham dự chứ đương nhiên là có mời lê văn nói nỗi buồn phiền nào đã vơi đi nhưng chắc chắn là phượng phải đi nhé chúc phượng gật đầu rồi đứng lại thôi nhé tôi quay về riêng về chuyện giữa anh với bội hoàng tôi nghĩ thì anh có nên hiểu cho cô ấy mà tha thứ như vậy mới gọi là tình yêu và từ đây anh cũng nên hạn chế đến đây để cô ấy bớt nghi ngờ không lẽ tôi không được quyền có bạn chuyện đó tôi không biết nhưng tôi biết chính vì yêu anh nên hoàng mới hay ghen như vậy phải chi đổi được tính của phượng cho hoàng thì hay biết mấy anh nói điên phượng đáp thôi tôi về mẹ đang chờ cơm tôi ở nhà vậy thì cảm ơn phượng nói chuyện với phượng bao nhiêu phiền toái như vơi hẳn phượng lắc đầu đừng cảm ơn tự anh anh tạo ra phiền toái cho mình bây giờ hãy cố mà về với bội hoàng đi vâng tôi sẽ cố gắng làm theo lời phượng để có lại tình yêu rồi lê văn bước nhanh phượng nhìn theo mà ngỡ ngàng thật lâu mới phục hồi lại sự bình thản phượng chợt nhớ đến câu tình yêu là sự nhẫn nại lâu dài vậy ư và phượng lầm lũi quay về nhà nhưng có ai đó đã đứng trận phía trước Phượng ngước mắt lên nhìn, trái tim chợt co thắt, Chí huấn. Mới qua có một đêm mà huấn như già đi hơn 10 tuổi, đôi mắt thụt sâu, mặt bơ phờ. Huấn đưa quyển sách cho Phượng nói, quyển sách này Phượng bỏ quên đã ấy khá lâu, hôm nay tôi mang đến cho Phượng. Cảm ơn anh, Phượng đỡ lấy quyển sách, có cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ. Bạn nãy anh trông thấy Lê Văn vào nhà em, rồi hai người đi ra ngoài, nên anh tránh mặt. Nhưng anh đến đây còn có chuyện gì khác không? Chẳng qua anh muốn đến đây xem em thế nào." Ông Huấn ngập ngừng nói, như cả hai mãi mãi không còn gặp nhau nữa. Phượng hỏi, "Thế xe anh để đâu rồi?" Anh đi bộ." Ông Huấn nói, mắt ông ta đỏ ngầu, "Anh đã đến đây từ sáng sớm." "Vậy à?" Trúc Phượng thấy đau lòng, anh đã ở đây mấy tiếng đồng hồ liền sao lại phải khổ như vậy ông huấn thở dài anh bứt rứt quá chúc phượng hẳn em không trách anh chứ phượng lắc đầu trách gì tình yêu mà em không trách ai cả chẳng ai sai sót trong việc này chúc phượng em cũng nên tha thứ cho cả bội quân ông huấn ngập ngừng một chút rồi nói em phải hiểu cho nó vì nó đã yêu em tất cả tội lỗi này đều do anh cả chúc phượng yên lặng thế anh mà còn trẻ hoặc gặp em sớm hơn thì ông huấn bứt rứt nhưng rồi lại tiếp thôi không nói chi những chuyện đó nữa trước phượng em hãy hứa với anh là hãy quên anh đi và trở về với những tháng ngày hồn nhiên cũ làm sao làm được điều đó nước mắt chợt nhiên chảy tràn rủa những ngày vui cũ à những tháng ngày hồn nhiên học trò khi tình yêu đến nó đã lùi vào dĩ vãng xa xăm nhưng Phượng vẫn cố chấn tĩnh Phượng nói Vâng, em sẽ cố gắng làm được điều đó Anh cũng mong là từ đây về sau Chúng ta vẫn còn được giữ cái tình bạn nếu có thể được Vâng, ta mãi mãi là bạn của nhau mà Phượng lẩm bẩm Ông Huấn tiếp Từ đây về sau Nếu có cần chuyện gì Có gặp gì rắc rối Em cứ tự nhiên tìm đến anh Rồi ông Huấn quay người bỏ đi Ông bước như lần trốn không quay đầu lại phượng nhìn theo mãi cho đến lúc bóng ông huấn mất hút ngoài đầu hẻm rồi mới chậm rãi bước về nhà mọi thứ mất hẳn ý nghĩa với cuộc đời phượng vào đến nhà phượng thấy mẹ đứng bên khung cửa sổ nhìn ra hai tô mì trên bàn đã nguội lạnh chúc phượng con ăn tiếp phần con đi chứ bà thục trinh nói và nhìn phượng với ánh mắt tò mò cái người đàn ông ban nãy là ai vậy chúc phượng nghĩ mẹ hẳn chưa nhìn thấy ông huấn nên nói thì anh lê văn đấy nhưng bà thục trinh lắc đầu mẹ muốn nói cái ông đã đưa quyền sách cho con đấy phượng thở ra không giấu giếm à ông lê trí huấn đấy nhưng mà ban nãy con đã nói là cắt đứt mọi liên hệ với ông ta rồi cơ mà chúc phượng quay lại nhìn mẹ hình như mẹ không ưa ông ta bà thục trinh đi lại phía bàn ăn chỉ nói mẹ thấy thì ông ta không còn trẻ lắm à mà ông ta là gì của bội hoàng vậy chúc phượng do dự một chút rồi đáp dạ là cha cha à cha của bội hoàng bà thục trinh kêu lên trời ơi chúc phượng con có điên không chúc phượng cười buồn vâng có lẽ ta đã điên mất suốt những ngày nghỉ tết cuộc sống của chúc phượng rất bình thản nàng gần như chỉ ở trong nhà đọc sách dạy xuân kỳ môn anh văn dành hơn thì phụ mẹ làm bếp phượng như ngăn cách hẳn với cái ồn ào ngoài phố bà thục trinh không hề đem chuyện của phượng với ông huấn ra kể lại cho chồng nghe người mẹ nào lại không là cánh chim giang rộng cánh tay che chở mọi thứ mọi nỗi khổ đau của con bà sẵn sàng chia sẻ và âm thầm theo dõi từng biểu lộ tình cảm của con mình Thấy Trúc Phượng không ra ngoài, ông Huấn cũng không còn đến tìm, bà thấy yên tâm. Như vậy thì Trúc Phượng nó đã nói thật, mọi thứ đã được dứt khoát, vậy thì càng tốt. Trước hôm đi học lại hai ngày, khi bà Thục Trinh đi chợ về, bà thấy trong thùng thơ có một tấm thiệp cưới bà mang vào cho Phượng. Thiệp cưới của Lê Văn với Bội Hoàng phải không? Bà Trinh hỏi, Phượng đáp, vâng, lễ cưới cử hành chiều nay mẹ ạ vậy à bà trinh đặt giỏ đi chợ xuống nhìn con gái thăm dò thế con có định đi dự không phượng đáp dĩ nhiên người ta mời là phải dự không dự người ta sẽ cho mình là trẻ con nhưng mà bà thục trinh định nói gì đó lại thôi trúc phượng hiểu ý cười mẹ muốn nói chuyện ông chí huấn phải không mẹ đừng lo chúng con cũng chưa tiến xa quá chỉ là bạn đồng ý nhưng chuyện đó chỉ có con và ông huấn biết còn anh em bội hoàng bội quân thì sao? Trúc Phượng vẫn cười. Hôm nay là ngày cưới của bội hoàng. Cô ấy sẽ không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó trong ngày hôm nay đâu mẹ. Rồi Phượng cầm thiệp đi về phòng riêng. Để tấm thiệp cưới màu đỏ lên bàn, Phượng ngẩn ra. Có nên đi dự không? Phượng tự hỏi. Lời của mẹ rõ là một cảnh giác hữu lý. Tối nay, thế nào ông Huấn cũng có tham dự. Sự chạm mặt đó sẽ đưa cục diện đến đâu có cả bội quân và bội hoàng nhắm có giữ được bình thản tự nhiên hay sẽ làm chuyện nên cười nhưng nếu không đi thì cũng không được người ta đã mời có nghĩa là đã bỏ qua hết mình không dự chỉ để vạch lưng cho người ta thấy mình là trẻ con thiếu phong độ mặc cảm thế là phượng đứng dậy phượng bước đến tủ áo chọn chiếc áo mới may đẹp nhất của mình chiếc áo mà năm ngoái khi tham dự tiệc cưới của một người bà con mẹ đã bắt may kiểu còn mới. Đó là chiếc rô bề bằng sô trắng, bên khoác ngoài chiếc áo bằng vải cứng rất màu đen. Phượng nhớ rất rõ, lúc may chiếc áo này, Phượng đã phải lưỡng lự vô cùng. Nếu không có sự hối thúc của mẹ, Phượng đã tiếc tiền không may. Lấy bộ áo ra ủi rồi đặt lên giường. Phượng chưa kịp làm gì khác thì đã nghe chuông cửa reo rồi tiếng của xuân kỳ bên ngoài vọng vào chị phượng ơi có bạn đến tìm chúc phượng chạy vội ra và thật bất ngờ người đến tìm là hiếu trinh cô gái có nụ cười dịu dàng ồ hiếu trinh sao chị biết nhà em ở đây mà đến vậy hiếu trinh e ấp đã muốn tìm phượng lâu lắm rồi nhưng không biết nhà phượng biết trinh đến tìm hẳn có lý do gì đấy nên vội kéo trinh về phòng riêng của mình vào đây chúng ta nói chuyện dễ hơn trinh vào trong thấy bộ áo mới nằm trên giường hỏi chuẩn bị đi ra ngoài à không có phượng lắc đầu nói tối nay đi dự lễ cưới của bội hoàng chị có đi không hiếu trinh lúng túng không đi vì họ không có mời vậy à phượng trao mày nàng thấy anh em bội hoàng rõ là chẳng lịch sự và để thay đổi không khí phượng hỏi thế hôm nay chị đến đây có việc gì cũng chẳng có gì muốn tìm Phượng để tâm sự thôi. Hiếu Trinh nói, nhờ anh Lê Văn cho biết địa chỉ tôi mới đến được đây. Vậy mà tôi tưởng bội quân đưa địa chỉ cho chị chứ. Phượng nói làm sắc diện Trinh thay đổi ngay. Cọt lâu anh quân mới làm chuyện đó. Anh quân lúc nào cũng giấu kín chuyện của Phượng. Sao Hiếu Trinh lại nói vậy? Phượng đứng dậy nói, xin lỗi Phượng nhé, tôi không cố tình nhưng mà chị Trinh đã hiểu lầm rồi. Chúc Phượng thở xa nói, giữa tôi và anh Bội Quân chưa hề có gì cả. Tôi biết chuyện đó. Hiếu Trinh gật đầu nói, nhìn qua là thấy, và lại tôi cũng hiểu, nhưng mà đâu thể cấm được một người yêu một người? Phượng giật mình. Hiếu Trinh nói vậy là sao? Tình yêu nhiều lúc ngang trái vậy ư? Vâng. Phượng gật đầu. Anh Quân như vậy đó. Hiếu Trinh tiếp. Tôi học chung với anh ấy suốt 4 năm trời, nhưng lại hoàn toàn mù tịt với anh ấy. Nhiều lúc anh ấy giống như một chiếc giếng thật sâu, nhưng nhiều lúc anh ấy lại giống như một đứa trẻ, muốn gần gũi phải thật nhẫn nại và chịu đựng. Nói thật, làm bạn với anh ấy khổ quá. Nhưng nếu chịu đựng và nhẫn nại được thì đó cũng là tình yêu. Phượng nói làm hiếu trinh đỏ mặt. Phượng nói vậy là Phượng đã hiểu rồi, vì vậy tôi đến đây muốn nhờ phượng giúp đỡ nhưng những gì tôi có thể giúp được tôi rất sẵn sàng chị rõ là người tốt bởi vậy họ đều yêu mến chị họ ai vậy chị biết rồi còn phải hỏi đúng không hiếu trinh cười nói và bây giờ chị cần gì nào phượng kéo trở lại đề tài làm sao chị biết là tôi sẽ giúp được chị ngoài phượng ra chẳng ai làm được điều đó lời của chị làm tôi mắc cỡ Tôi nói thật đấy, Hiếu Trinh nói, và tôi đã thu hết can đảm mới đến đây. Phượng cũng biết, con gái ai lại không tự ái, nhưng mà vì anh ấy, tôi sẵn sàng vứt, vứt hết tất cả để đến nhờ Phượng. Hiếu Trinh, chị đừng mặc cảm gì cả, tôi sẵn sàng giúp chị mà. Phượng biết không, tôi chờ lâu lắm, hôm ấy mới được bội quân mời đi ăn cơm. Tôi mừng lắm tưởng là quân đã để mắt đến mình, nhưng không phải. Sau đó tôi mới biết là quân làm như vậy chẳng qua là vì muốn thăm dò tình cảm của Phượng, nhưng kết quả quân đã không thành công vì Phượng vẫn tỉnh bơ làm quân tự ái. Có khi nào hiếu Trinh hiểu sai không? Không đâu, sự thật là vậy đó, ai có chút trí khôn cũng nhận ra một cách dễ dàng, nhưng mà chị biết đấy, tôi cũng không buồn vì tôi nghĩ là tình cảm phải nhẫn nại, thế là tôi cố chờ đợi, mong là một ngày nào đó rồi quân sẽ hồi tâm hiếu trinh ngưng lại một chút rồi tiếp từ nào đến giờ tôi không hề trách anh quân cũng không trách phượng tôi nghĩ có lẽ định mệnh muốn tôi phải khổ như thế phượng lắc đầu thương xót chị hiếu trinh không hẳn là như vậy đâu cũng có thể là quân cũng yêu chị nhưng vì bản chất anh ấy kín đáo nên anh quân đã không thể hiện ra nếu thật sự anh ấy yêu tôi thì không cần biểu thị tôi cũng có thể cảm nhận được mà đằng này không có nhiều lúc tôi cảm thấy như Quân chỉ đùa cợt với tôi. Đừng nghĩ như vậy, anh Quân không phải loại người vậy đâu. Có thể trước kia là anh ấy như thế, nhưng mà lúc gần đây, anh Quân lại thay đổi vô cùng, anh ấy lạnh lùng và nhiều lúc lại hay nổi nóng. Tôi không hiểu có phải là vì chuyện bội hoàng lấy chồng trước khi anh ấy lập gia đình không?" Trúc Phượng lắc đầu nhưng không nói gì cả, vì thật ra, hoàng lấy chồng là vì chuyện của nàng với ông Huấn thôi, nhưng chuyện này có ảnh hưởng đến Quân không? Tôi nghĩ là nếu có thể, chị nên gặp anh Quân, đặt thẳng vấn đề với anh ấy. Đó là một chuyện khó, nhưng dù gì còn hơn là âm thầm chịu đựng. Hiếu Trinh nói, chị nói giúp tôi được không? Tôi à? Vâng, chỉ cần chị tỏ rõ cho anh ấy thấy là chị không yêu anh ấy, để anh ấy đừng mơ tưởng đến chị nữa, biết đâu. Được rồi, Trúc Phượng nhìn Hiếu Trinh nói, chuyện đó chính Phượng cũng đã muốn làm từ lâu, tôi sẽ làm điều đó, nhưng chưa chắc sẽ thành công đâu nhé, chỉ cần phượng hứa là được." Phượng nói, "Tối nay tôi sẽ gặp anh ấy, nếu có cơ hội tôi sẽ đề cập ngay. Vậy thì xin cảm ơn Phượng trước." Hiếu Trinh xúc động nắm lấy tay Phượng rồi đi ra. Phượng nhìn theo cái dáng dấp yếu đuối của Trinh, lòng bồi hồi. Trời đã chiều, theo thiệp mời thì năm giờ lễ sẽ cử hành sau giờ nhập tiệc. Còn bây giờ, Phượng nhìn vào đồng hồ, đã 4 giờ hơn. Vậy thì chuẩn bị là vừa. Phượng bắt đầu thay áo, trải lại mái tóc, thoa thêm một chút son đỏ, không đánh phấn. Phượng mang đôi giày cao gót màu đen, mà lúc mua đến giờ mới mang qua được có hai lần. Bây giờ thì Phượng có vẻ người lớn hẳn, nàng nói với mẹ, con phải đi giờ này, chứ đến trễ kỳ lắm. Bà Thục Trinh đưa ra cho Phượng chiếc phong bì, con quên mang theo tiền lễ hả, à? không sợ người ta cười sao? Có gì đâu mà cười, cả hai họ đều giàu nứt vách, họ đâu cần gì cái số tiền nhỏ nhặt này. Nhưng mà ít ra phải có cái gì coi mới là đạo chứ, không lẽ đến ăn không? Phượng cười, không nói gì, ra đến cửa Phượng nghe bà Trinh dặn dò. Chúc Phượng, con phải bình tĩnh nhé. Phượng gật đầu, nàng hiểu ý mẹ muốn nói gì. Nhưng khi ra đến đường cái, Phượng lại thấy căng thẳng, sẽ phải gặp Chí Huấn, rồi còn quân và hoàng, thêm cái sứ mệnh với Hiếu Trinh. Phượng ngoắt chiếc xe taxi, trò địa chỉ, rồi ngồi vào xe. Xe chạy rồi mà lòng Phượng vẫn bất định với bao ý nghĩ. Đã đến nơi cô ạ. Khi tài xế lên tiếng, Phượng mới giật mình. Nàng trả vội tiền rồi xuống xe. Đây là một nhà hàng mới mở, rất sang trọng. Phượng bình tĩnh bước vào. Theo bảng chỉ dẫn, Phượng lên lầu Tuy chưa đến giờ, nhưng khách khứa đã đến rất đông. Ngay trước cửa vào phòng tiệc, có chiếc bàn ký tên lưu niệm và nhận quà với một hàng dài người đứng chờ. Phần lớn khách đến dự, đều lạ và ăn mặc sang trọng. Phượng đứng vào hàng mà thấy thật lạc lõng. Sau khi ký tên và tặng quà, Phượng bước vào lễ đường. Bên trong, hơn 50 bàn tiệc, phần lớn đều đầy người. Phượng còn chưa biết ngồi đâu, thì một thanh niên trẻ mang kính cận bước tới chào Phượng. Trên chiếc áo vest của anh có chiếc nờ đỏ. Chắc cô chẳng có ai quen, cần tôi hướng dẫn đến chỗ ngồi không? Thanh niên lịch sự hỏi. Nếu được thì cảm ơn anh, Phượng đáp. Thế chị là thân nhân bên đằng trai hay đằng gái? Cả hai bên đều quen. Phượng cười nói, tôi là bạn học chung với cả Lê Văn và Bội Hoàng. Vậy à, anh thanh niên kia cười. Tôi là em họ của Lê Văn đây, tôi là Lê Ấn. Phượng gật đầu chào, rồi theo Ấn đến ngồi ở trước bàn gần sân khấu. Ấn nói, cô ngồi ở đây nhé, một tí nữa đón khách xong, tôi cũng sẽ đến đây ngồi. Có lẽ hôm nay cả Lê Văn và Bội Hoàng sẽ rất bận, họ không tiếp cô được đâu. Không sao đâu, tôi hiểu chứ. Khi Lê Ấn đã bỏ đi, Phượng mới có dịp quan sát. Bàn của Phượng ngồi là bàn trống, nên Phượng không cần phải giao tế với ai. Trung quanh nàng toàn là những người lớn tuổi, có lẽ đó là những quan chức cao cấp, những mệnh phụ phu nhân và các thương gia tên tuổi. Phòng tiệc thì chắc trí lộng lẫy, đầy các giỏ hoa tươi. Phượng ngồi như vậy thật lâu mà chẳng thấy ai quen thuộc. Cô dâu chú rể chưa đến giờ, đương nhiên là chưa ra, nhưng cả ông Huấn và bội quân cũng không thấy. Gần 20 phút sau, Lê Ân mới đưa tới một cặp vợ chồng khác. Họ ngồi xuống cạnh Phượng. Người đàn bà hỏi, cô đi dự tiệc có một mình à? Vâng, Phượng đáp, tôi là bạn học của cả cô dâu và chú rể. À, vậy là sinh viên ưu tú của đại học T nổi tiếng đây à? Lời tán dương của bà ta làm Phượng đỏ mặt. Mặc dù Phượng biết đó chỉ là một phương thức xã giao thông thường. Mày thầy lúc đó ấn lệ đưa thêm một cặp vợ chồng khác đến và hai cặp vợ chồng này gặp nhau là bắt chuyện ngay đúng như điều phượng đoán họ đều là những người của giai cấp trưởng giả đề tài họ thảo luận là nữ trang tiệc tùng chuyện giao tế phượng còn đang ơ hờ nhìn bâng quơ thì có một người dáng cao gầy đi về phía nàng bụi quân quân đã đến và đứng lặng lẽ đó đôi mắt sâu má hót con người như mất hẳn sinh khí phượng hồi hộp không biết quân đến với mục đích gì thân thiện hay thủ hận tôi có thể ngồi đây được chứ rồi quân lên tiếng và kéo ghế bên cạnh phượng chợt nhớ đến lời hứa với hiếu trinh nàng nói được chứ đôi vợ chồng ban nãy chợt quay lại nhìn hai người tò mò quân có vẻ khó chịu đứng lên nắm lấy tay phượng mình lại đằng kia ngồi đi cũng được phượng nói rồi đi theo quân đến một chiếc bàn trống khác ở đây chỉ có hai người. Quân yên lặng một chút rồi nói. Tôi tưởng là hôm nay Phượng sẽ không đến chứ. Chẳng có lý do gì lại không đến, Phượng đáp. Bội quân lại do dự. Thế Phượng có giận tôi không? Giận anh à? Phượng nói như pha trò. Sao vậy? Không có thương thì làm sao có giận? Đúng là tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng. Vậy à? Mặt quân xa sầm xuống. Phượng cố tình hỏi dù đã biết thế hiếu trinh hôm nay không tới dự sao quân bực giọng đừng nhắc đến cô ấy tôi và cô ta không có sự quan hệ nào cả tôi không biết sự quan hệ giữa hai người nhưng ít ra chắc cũng không đến nỗi vô tình lắm đâu bội quân nhìn phượng rất lâu rồi hỏi cô ấy đã đến tìm phượng phải không phượng hỏi ngược lại chuyện tìm hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho chị ấy không có chuyện tình cảm gì ở đây cả bội quân vẫn lạnh Phượng lắc đầu, anh phải biết là tình yêu nó như những hạt cát nằm trong lòng sông. Anh hốt lên mà không biết giữ, nó sẽ theo tay kẽ, chảy hết ra ngoài. Tới chừng nghĩ lại thì chỉ còn tiếc nuối. Bội quân giận dữ, từ nào tới giờ tôi có đâu mà giữ chứ? Trúc Phượng nhìn xuống yên lặng, tiếng của quân tiếp. Phượng có biết không, tôi đã nghĩ là Phượng hẳn đã giận tôi lắm và tôi sẽ chẳng bao giờ có được cái hân hạnh như hôm nay được ngồi cạnh bên phượng phượng không muốn để chuyện này dây dưa nên hỏi thế đám cưới xong bội hoàng vẫn về ở bên vườn lê chứ không nó dọn về nhà chồng ở bội quân cười nhạt nói kết quả là từ đây tôi sẽ là người chủ duy nhất của vườn lê phượng lắc đầu nhưng nếu anh cứ nhốt mình ở vườn lê anh sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho chính mình phượng nói vậy là sao Phượng cho là tôi đã hành động sai Thế còn Phượng Phượng không đáp chỉ nói Tôi chỉ muốn góp ý Còn nghe hay không là tùy anh Khách đã vào đông đủ Vậy mà chiếc bàn này vẫn trống Hồn lễ sắp cử hành Ban nhạc và người chủ hôn đã đi vào Phượng ngạc nhiên Ủa sao bàn này không có ai ngồi cả vậy Vì bàn này dành riêng cho gia đình Bội quân nói Trúc Phượng giật mình Định đứng dậy đổi bàn khác nhưng ngay lúc đó ở cửa vào những chàng pháo tay vang lên người người hướng mặt về phía đó phượng tưởng là cô dâu và chú rể đi vào nhưng không phải người bước vào là ông trí huấn trong bộ lễ phục sang trọng màu đen ông đang cười thật tươi đưa cao hai tay vẫy chào bạn bè đi cạnh ông là một người đàn bà lộng lẫy không kém trúc phượng chợt thấy đau nhói ở tim khi nhìn người đàn bà phượng thật bất ngờ nàng cứ tưởng là ông huấn sau cái cú dốc vừa rồi phải ít ra một thời gian sau mới trở lại với nếp sống cũ vậy mà chỉ mới đây chưa đầy một tháng sao vậy đàn ông làm sao có thể vô tình như vậy ông huấn và người đàn bà kia càng lúc càng đến gần người đàn bà quá quen thuộc nào phải ai xa lạ đâu ca sĩ điền tâm bà ta có vẻ thật dạng dỡ thật vui vui chẳng kém gì ông huấn Vậy thì Phượng tự nhủ lòng. Sao ta lại ngu muội vậy? Ta tưởng ai cũng giống mình, cũng đau khổ dây dứt với người tình. Đàn ông thay đổi nhanh chóng, vậy mà ta vẫn tin những lời nói khoác của họ. Trong đầu Phượng vẫn còn in sâu cái hình dáng bơ phờ của ông Huấn khi tìm nàng trước hẻm nhà để trả sách. Và bây giờ thì ông Huấn đã trông thấy Phượng, Phượng rõ ràng trông thấy ánh mắt của ông ta lướt nhanh về phía nàng nhưng nó có vẻ bình thản chứ không xúc động một nụ cười nhẹ một cái gật đầu xã giao chỉ có vậy cho cái tình yêu nồng cháy cũ trái tim phượng chợt như bị đóng băng không còn cảm xúc bội quân đứng cạnh chăm chú theo dõi diễn biến trên khuôn mặt phượng nhưng anh chàng có vẻ ngạc nhiên vì cái bình thản trên khuôn mặt kia quân có vẻ yên tâm như vậy thì nào có nghĩa là phượng đã yêu ông huấn nhưng bội quân cũng nói với phượng phượng biết không người đàn bà đi bên cạnh cha tôi là ca sĩ điển tâm đấy tôi biết phượng đáp mọi ảo tưởng tan vỡ hoàn toàn trong đầu tiếng cười của điển tâm từ xa vọng lại thật nhức nhối bội quân lại tiếp phượng nên hiểu cho chuyện hôm ấy tôi đã hoàn toàn làm là vì phượng thôi đấy phượng thấy con người của cha tôi vậy đó ông ấy nào có thật tình với một ai tôi biết vì vậy ban nãy tôi đã nói là tôi rất cảm ơn anh chúc phượng không nhìn quân nói anh là con người độ lượng khoan dung anh rất tốt khi giữ gìn dùng tôi tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ quên cái ơn đó đừng có nói vậy phượng bội quân có vẻ hài lòng vì lời cảm ơn vừa rồi của phượng và chàng nói hôn lễ bắt đầu rồi kìa quả nhiên người chủ lễ đã lên sân khấu tuyên bố lý do rồi ban nhạc bắt đầu hòa tấu mọi người yên lặng theo dõi sau bản nhạc chào mừng cô dâu chú rể ông bà mai bước ra người chứng người chủ hôn đại diện gia đình hai họ tất cả đứng đầy sân khấu cuối cùng cô dâu chú rể mới ra mắt rồi chàng pháo tay lớn và dài lê văn trong bộ lễ phục trịnh trạc và cô dâu trong chiếc áo cưới lộng lẫy khoác tay nhau cả hai đều đẹp một cách tương xứng mọi người trầm trồ ca ngợi nhưng phượng không thấy không nghe gì hết trước mắt nàng chỉ có ông chí huấn hôm nay ông huấn thật phong độ thật đẹp trai nhưng cũng thật vô tình phượng thấy ông huấn cười đùa vui vẻ với mọi người ông huấn thỉnh thoảng quay sang bá lấy vai ca sĩ điển tâm ông huấn như hoàn toàn không biết gì hết về sự hiện hữu của phượng rồi mọi nghi lễ kết thúc bây giờ tới phần nhập tiệc Phượng như người mất hồn, nếu không vì sự hiện diện của bội quân bên cạnh, không biết Phượng đã thế nào. Phượng không phải là đứa con gái hay khóc, nhưng mà bấy giờ nước mắt như đang đầy ứ trong mắt. Phượng không phải tủi thân cho mình, mà Phượng không ngờ tình yêu lại chóng tàn, lại có thể tàn nhẫn như vậy. Rồi cô dâu và chú rể đi xuống từng bàn tiệc, với gia trưởng hai họ bên cạnh, để nhận lời chúc mừng của khách mời họ đang đến gần phượng cắn nhẹ môi phải giữ thái độ thật bình tĩnh đừng để cho bất cứ người nào thấy sự yếu đuối của mình phượng chuẩn bị tinh thần và nhìn hoàng bội hoàng hôm nay quá đẹp đẹp một cách quý phái có điều hoàng thiếu cái thẹn thùng e ấp của cô dâu hoàng vẫn lạnh lùng một cách cố hữu giống như những hạt kim cương trên người nàng và bội hoàng lê văn đã đến bàn phượng như mọi người Phượng đứng dậy, nâng ly lên. Ánh mắt của Hoàng liếc nhanh về phía Phượng. Một nụ cười lạnh, gần như mai mỉa, khinh thị. Phương không dám nhìn Hoàng lâu. Nàng quay sang Lê Văn. Lê Văn đang cười với mọi người, nhưng nụ cười đó cũng chẳng có gì là hổ hởi. Sao vậy? Ngày vui mà. Phượng liếc nhanh về phía ông Huấn và chạm ngay ánh mắt của pho tượng. Thế là Phượng cúi xuống, không muốn nhìn thấy gì cả. Rồi đám cô dâu chú rể kéo đi qua bàn khác, mọi người lại ngồi xuống, bữa tiệc rất thịnh soạn, toàn là những món cao lương mỹ vị, vậy mà phượng ăn rất ít, phượng chẳng thấy đói tí nào. Lúc tiệc tàn, khách khứa kéo ra cửa, phượng theo dòng người bước ra, quân vẫn lặng lẽ đi sau lưng nàng. Cô dâu chú rể đứng ngay cửa chào khách. Phượng chưa bước đến thì đã bị một thanh niên chặn lại. Ồ tại sao cô đổi chỗ mà không cho tôi biết làm hại tôi đã tìm cô quá trời anh chàng lê ấn bà nãy nói nhưng rồi hắn đã nhìn thấy bội quân đi phía sau hắn hiểu ra vội nói xin lỗi nhé tôi bận sẽ gặp nhau sau rồi lê ấn bỏ đi bội quân có dịp nói chuyện anh chàng lê ấn này cũng hoạt bát đấy chứ phượng quen hắn à chúc phượng không quay đầu lại nói không Ban nãy anh ấy là người đã sắp chỗ ngồi cho tôi. Đến cửa, Trúc Phương mới thấy không có ông Huấn đứng trong đám người tiễn khách. Phượng hơi thất vọng, nhưng ngay lúc đó, chợt nhiên nghe có tiếng đàn bà nói sau lưng. Này anh, cái con bé mặc áo trắng đi trước kia có phải là Trúc Phượng không? Trúc Phượng giật mình, nhưng đoán ra ngay. Như vậy có nghĩa là ông Huấn đã đi sau nàng, và người vừa nói chẳng ai khác hơn là ca sĩ Điển Tâm. Đúng như điều Phượng đoán, nàng nghe tiếng ông Huấn nói, ờ. Phượng cố không quay lại, nghe điển tâm tiếp, con bé đang đi cạnh con trai anh, xem họ cũng xứng đôi quá. À, cái cặp này có vẻ hay hơn cặp Lê Văn với bội Hoàng đấy anh ạ. À. Phượng không nghe ông Huấn nói gì, nhưng Phượng thấy thật khó chịu. Nàng cố bước nhanh hơn, tới ngay cửa, Phượng thấy Hoàng đã thay chiếc áo giả hội màu trắng phượng cố tạo ra cái vẻ thật tự nhiên đưa tay ra xin chúc mừng hai người phượng nói và lê văn đã bắt tay nàng cảm ơn phượng lại đưa tay qua hoàng nhưng hoàng chỉ nắm nhẹ mấy ngón tay ông anh tôi thì đi sau lưng cô còn xa hơn một chút là cha tôi vậy thì rồi liệu cô có trở thành một trong những thành viên của gia đình họ lê tôi không và lúc đó thì đóng vai trò gì chị dâu hay mẹ kế của tôi chứ? Lời của Hoàng làm Phượng tái mặt, chưa bao giờ Phượng thấy tự ái tổn thương thế này. Bội quân đi phía sau giận dữ nói với em gái, đủ rồi, hôm nay là ngày cưới của em, bằng không chắc anh phải dạy cho em một bài học lễ độ. Rồi quân đi theo Phượng ra ngoài, để lại bội Hoàng gần ngơ, chưa bao giờ Hoàng thấy ông anh của mình hung dữ như vậy. Hoàng quay sang nhìn chồng, nhưng lúc đó Thái độ của Lê Văn cũng có vẻ làm sao đấy. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ toàn bộ những ông này, kể cả cha nàng, cũng đều bị chúc Phượng sỏ mũi cả sao? Sự ganh tị quyện chặt lấy tình cảm của Hoàng, cái thái độ ban nãy của bội quân làm Hoàng thật khó chịu. Khi ông Huấn tiến lại gần, bắt tay Lê Văn, tự nhiên vỗ vỗ lên vai cậu con rể, thì Hoàng quay mặt đi nơi khác như không màng biết tới. Ông Chí Huấn có vẻ nhẫn nhục, Ông đứng trước mặt con gái Chỉa tay ra với nụ cười Bội hoàng Cha thấy thì bây giờ Cha phải mừng cho con Nhưng bội hoàng hất mặt nhìn cao hơn Như không trông thấy Hoàng vẫn còn giận cha Cái lần cha định đánh mình trong nhà hàng đệ nhất Trước mặt Phượng và Lê Văn Trước đám đông Hoàng làm cho ông Huấn bẽ mặt Lê Văn bực mình nói Bội hoàng em làm sao vậy Em có nghe cha nói gì không chứ? và hoàng không còn cách nào khác là chìa tay ra bắt lấy tay cha nhưng lại nói thỏng thêm một câu nhanh lên đi người đẹp sắp đi ra ngoài rồi đấy mặt ông huấn tái hẳn bội hoàng thật quá lắm ông đã nhịn nhục nó bấy nhiêu năm nay nhưng mà bây giờ nó đã lấy chồng thôi thì nhịn thêm một lần cuối vậy nhưng ông vẫn bực mình ông nắm lấy tay điền tâm kéo mạnh bước nhanh ra ngoài điền tâm vừa đi vừa ngạc nhiên ồ con gái anh làm sao thế? Ai đã khiến cô ấy khó chịu? Mà cô ấy bảo là ai đã đi ra ngoài rồi anh? Ông Chí Huấn chỉ im lặng, cơn giận bốc lên tận đầu, nhưng ông không thể làm gì khác hơn. Đúng rồi, đám con ông, tất cả bọn chúng cho là ông chỉ xứng với loại đàn bà này thôi. Loại đàn bà chỉ biết có tiền như điển tâm. Ra khỏi nhà hàng, ông Huấn kéo điển tâm đi về phía bãi đậu xe, chợt ông nghe đâu đấy trong bóng đêm tiếng đứa con trai nói với đứa con gái tôi rất lấy làm tiếc về chuyện xảy ra ban nãy mong là cô đừng buồn một chút yên lặng rồi tiếng cô gái thở dài tôi không phải là trẻ con nhưng nếu nói là không buồn thì cũng không đúng nhưng mà chuyện đời mà có nhiều khi người ta giận cá chém thớt bản chất của nó là như vậy tiếng con trai nói nhưng còn cha tôi ông ấy hôm nay cũng thật vô tình tôi nghĩ đó cũng là vì bản chất nhưng dù gì cô hiểu cho ông ấy có thể nào thì cũng là cha tôi cô gái lại thở dài đúng ra hôm nay tôi không nên đến vì rõ ràng là bội hoàng muốn tôi đến để sỉ nhục tôi thôi bản chất bội hoàng trẻ con từ bao giờ đến giờ nhưng đó là cả một sự bi đát vì như vậy chỉ tự làm khổ cho mình thôi ông huấn đã ngồi vào tay lái điền tâm ngồi bên cạnh thấy thái độ ông hỏi làm gì mà như người mất hồn vậy ông huấn giật mình nhưng rồi ông lại nghe người con gái nói cảm ơn những gì anh vừa nói thôi bây giờ tôi về để tôi đưa cô đi thôi khỏi tôi về một mình được rồi người con gái nói bây giờ anh hãy quay về vườn lê đi anh mà theo tôi rồi người ta lại hiểu lầm mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn hình như gã con trai có vẻ thất vọng sau đấy ông huấn nghe tiếng bước chân đi có lẽ là cô gái đã bỏ đi thật ông thở dài ông biết là ai và ai vừa nói chuyện và như vậy mọi sự đã sáng tỏ bội quân yêu phượng cái mối tình đơn phương thầm kín năm nay quân 22 tuổi nó còn trẻ nó không được thất vọng và chợt nhiên ông huấn khát khao nếu có thể bằng cách nào mọi giá ông sẵn sàng giúp đỡ để con ông đạt được ước nguyện, nhưng điều này có thể thực hiện được hay không? Ông cho xe nổ máy và vô thức đưa xe hướng về phía con đường mà người con gái ban nãy đã đi. Chiếc bóng áo trắng một mình giữa đêm khuya cho thấy một nỗi cô độc buồn phiền. Ông chợt thấy tim đau nhói. Tất cả tại ta, tại ta cả. Chính ta đã làm trái tim của nàng dỉ máu. Tội ta tẩy trời. Bất giác ông đạp mạnh ga làm xe tăng tốc độ điển tâm phải khủng khiếp kêu lên anh huấn anh làm sao vậy coi chừng tai nạn bây giờ ông huấn mới chợt tỉnh ông lơi tay ga lại và cho xe ngoặc sang hướng khác điển tâm vẫn hồn nhiên không biết tâm sự của ông huấn cô nàng hỏi mục tiếp theo là mục gì đấy anh ông huấn trao mày ông có vẻ bực mình tôi sẽ đưa cô về nhà hôm nay tôi bận bận à Bây giờ là 10 giờ rồi. Điền tâm ngạc nhiên, anh còn hẹn với ai nữa? Danny hay cô Mimi bên đêm Paris chứ? Chuyện riêng của tôi mà sao tò mò chi vậy? Ông Huấn bực mình nói. Điền tâm cười giả dạ lạ. Ai mà dám tò mò chuyện của anh? Nhưng mà anh phải nhớ là anh đã hứa cho em may thêm hai chiếc áo dạ hội đó nhé. Ông Huấn vẫn nhìn thẳng về phía trước. Được rồi, mang hóa đơn đến công ty tôi sẽ thanh toán cho lúc nào cô cũng nghĩ đến tiền là tiền điển tâm cười anh lầm rồi em cũng muốn có cả con người của anh nữa chứ mộ ông huấn cho xe dừng lại trước đầu hẻm nhà tâm rồi ra lệnh xuống đi điển tâm vẫn cười thật tối nay anh chẳng cần em à hôm nay tôi chỉ muốn cô đi dự tiệc với tôi thôi xong rồi cô đã hết bổn phận ông huấn nói một cách ngắn gọn điển tâm nhún vai và bước xuống xe chưa kịp vào hẻm đã nghe tiếng xe rú ga chạy đi vậy là hôm nay ông huấn hẳn có việc riêng thật ông huấn cho xe ra đường cái ông không lái về nhà ngay ở đó là một nấm mồ lạnh ông cho xe lòng vòng trên phố đường đêm thật vắng tất cả đều như chìm vào giấc ngủ chỉ có ông là còn thức ông thấy cô đơn vô cùng và rồi trong cái vô thức Ông lại cho xe chạy đến một quãng đường quen thuộc. Ở đấy có những tòa nhà nhỏ như cư xá của nhà nước cấp cho các công chức thầm liền. Bên trong cái bờ dậu quen thuộc, đèn vẫn còn cháy sáng. Đêm vắng, ông Huấn nghe rõ cả tiếng đối thoại bên trong vọng ra ngoài. Sao, tiệc cưới có vui không con? Cô dâu hẳn là đẹp lắm. Tiếng của người mẹ hỏi con gái, rồi tiếng của Trúc Phượng. Vâng. Lễ cưới lớn lắm mẹ, cô dâu cũng rất đẹp. Yên lặng một chút rồi có tiếng hỏi. Con cũng đã gặp hắn chứ? Ông Huấn giật mình, biết ngay tiếng hắn là để chỉ ai. Gặp chứ? Tiếng Phượng bình thản. Chúng con đã chào nhau như một người quen bình thường. Vậy à? Bà Thục Trinh có vẻ nghi ngờ, rồi tiếng của Phượng. Vâng, hình như mẹ cũng không ưa gì hắn. Ông Huấn nghe bà Trinh nói gì đó không rõ rồi sau đó lại là tiếng của Phượng. Thôi, mẹ đi ngủ đi, cửa nẻo để con lo cho. Sau đó có tiếng chân xa dần, rồi đèn trong nhà tắt hẳn, nhưng ông Huấn biết là Phượng vẫn còn đứng bên cửa sổ. Ông chợt thấy căng thẳng, ông muốn gặp lại Phượng, nhưng rồi lý trí lại cho ông biết, không được, tốt nhất là không nên khơi lại đống cho tàn, mặc dù rõ ràng đó là tình yêu. Ông thở dài, rồi nổ máy xe cho xe lùi lại. Ta đã 45 tuổi, già rồi, không ai chấp nhận cho ta có lại tình yêu đâu, dù đó là một tình yêu chân chính. Ở đây là một căn phòng rộng rãi mới được quét sơn lại, căn phòng của đôi vợ chồng trẻ Lê Văn và Bội Hoàng. Họ lấy nhau đã được hơn tháng, họ cũng đã hưởng xong tuần trăng mật. Mới lấy nhau, mọi thứ còn mới mẻ, tình yêu đúng ra đầy lấp vậy mà không hiểu tại sao cả hai người lại cứ cãi nhau phải chăng vì họ còn quá trẻ lê văn phải nghỉ học đó là chủ trương của bội hoàng văn phản đối cuối cùng phải nhân nhượng là chỉ nghỉ một năm để ở nhà làm bạn với hoàng vì quan điểm của hoàng thì với cái thế giới với cái quyền thế và tiền của gia đình học vấn và cấp bằng chẳng có ý nghĩa tuyệt đối như cái cần câu cơm chậm chậm rồi cũng lấy chẳng muộn. Nhưng Lê Văn thì khác, Lê Văn là người chăm học, dù yêu Hoàng chàng vẫn tức rẻ một năm bỏ hoang, chàng coi đó như một sự hy sinh vô nghĩa. Thế là hai người cứ cãi nhau. Cuối cùng Hoàng phải nói huỳnh toạt cái ý của mình ra, đó chẳng qua là vì Hoàng không muốn Lê Văn đi học để ngày ngày gặp mặt Phượng. Lê Văn nằm trên giường thở ra, hử, bội Hoàng đang ngồi chải tóc quay lại làm gì mà anh cứ thở dài hoài vậy? Bộ lấy tôi là cả một sự bức xúc cho anh à? Có vợ rồi, không thể lang thang một cách tự do chứ gì? Tại sao lại nói vậy? Lê Văn bực mình không kém. Lúc nào anh cũng thấy em kiếm chuyện với anh. Kiếm chuyện à? Ai kiếm chuyện? Bội Hoàng trợn mắt nói. Tôi hỏi anh này, tại sao anh cứ thở vắn than dài hoài vậy? Anh cứ đòi tiếp tục học. Có phải là vì muốn gặp lại cái con trúc vượng kia không? Bội Hoàng, tại sao nói chuyện với anh mà em cứ lôi Trúc Phượng vào mãi vậy? Cô ta thì có dính líu gì đến mình đâu. Đấy, nội cái cách anh gọi Trúc Phượng, Trúc Phượng, không nghe cũng ngọt sớt. Anh đừng có quên, bây giờ anh đã có vợ rồi nhé." Rồi Bội Hoàng ném chiếc lược lên bàn giận dữ nói, "Anh còn dám bảo là cô ấy không dính líu gì đến nhà ta à? Anh quên rồi sao? Ngày xưa anh đã từng đưa cô ta đi xem hát này đi nhảy đầm này rồi kéo nhau đi lễ nhà thờ nữa không phải chỉ có anh mà cô ta còn quyến rũ cả ông anh tôi rồi cha tôi nữa người như vậy thử hỏi tôi không thù sao được chúc phượng với anh chỉ là một người bạn học chung mọi thứ trước kia thế nào em cũng đã rõ cả mà anh cũng đâu có giấu giếm mà sao trước kia em không nói bây giờ mình lấy nhau rồi cứ đem những cái đó ra để dằn vặt nhau chi vậy nếu em không hài lòng chuyện cũ thì lấy anh làm gì hử anh nói nghe buồn cười quá lấy tôi rồi anh mới hù cái chuyện không lấy nhau anh là như tôi ế đến độ không lấy anh sẽ chẳng ai thèm anh không nên quên rằng chính anh ngày xưa ngày nào cũng mò lên vườn lê đấy nhé vâng anh nhận có chuyện đó nhưng nếu bấy giờ em không thích thì đừng có nhảy vào để bây giờ tôi phải nghỉ học, phải học trễ hơn người ta một năm. Như vậy là anh đổ lỗi cho tôi. Bội hoàng trừng mắt, học trễ một năm chẳng nghĩa lý gì. Anh lấy cái văn bằng đó rồi liệu có đổi gạo được không? Không phải là vấn đề câu cơm, nhưng không lẽ em muốn chồng em rốt, chồng em thua suốt mọi người sao? Bội hoàng ương ngạnh, em không cần biết anh thế nào, nhưng em không cho phép anh được học chung với Trúc Phượng. Vậy sao em không cho anh biết sớm chuyện đó? Nếu vậy, anh có thể chuyển sang trường khác học cơ mà. Còn hơn bây giờ, phải nằm dài ở nhà. Rồi Lê Văn lắc đầu, lại thở ra. Em hoàn toàn hiểu lầm Trúc Phượng. Phượng là người tốt chứ không như em nghĩ đâu. Và lại cô ấy, nào có thèm để mắt đến anh đâu. Bội Hoàng trừng mắt. Hử, nếu không vì cô ta, thì em đâu có thèm lấy chồng sớm như vậy. Còn chuyện cô ấy, có để mắt đến anh hay không, làm sao em biết được chứ? Lệ Văn nói thẳng, cô ấy chỉ yêu có cha của em thôi. Bội Hoàng cười nhạt, yêu tiền thì có. Nữa rồi, lại nói chuyện tiền, nếu thật cô ấy yêu tiền, thì lấy anh của em có phải là hay hơn không? Ông anh tôi à, còn người bạc nhược như vậy, ai thèm yêu? Đã biết là người ta không yêu mình mà cứ hút đầu vào đá. Đàn ông, thằng nào cũng ngu như vậy cả lê văn bực mình nói ai thì nói có người đừng quơ đũa cả nắm nhé tính em ương ngạnh nga ngược như vậy coi chừng bữa nào gặp người hung dữ nó đập cho mà vỡ mồm đập à bội hoàng đứng dậy tiến đến trước mặt lê văn ai dám đánh tôi đọc anh thử xem lê văn rút lui chàng thật sự không ngờ cái cô gái nhu mì đẹp một cách liêu trai đứng ở cạnh vòi phun nước trước văn phòng trường ngày nào hôm nay sao lại khủng khiếp như vậy lê văn hoàn toàn không hiểu ai thèm đánh em làm gì dữ dằn vậy chứ bội hoàng vẫn không lùi bước tôi thách đấy đứa nào mà đụng đến tôi sẽ không yên thân được đâu lê văn lắc đầu rồi để cho không khí bớt căng thẳng chàng nói à chiều nay em có định đi đâu chơi không mình đi xem xi nê nhé bội hoàng lắc đầu xi nê nào có hay gì đâu hay là mình về vườn lê vậy? Lê Văn ngập ngừng. Đến vườn lê à? Nhìn cái khuôn mặt lạnh của ông anh em, anh đã thấy bất mãn. Nhưng bội hoàng nói, em thì định dọn về ở đấy luôn. Dù gì đấy cũng rộng rãi hơn, ở đây trùng trạ với cha mẹ anh bất tiện quá. Lê Văn bất mãn. Sao em lại nói vậy? Cha mẹ anh vẫn tốt với em cơ mà. Bội hoàng cười nhạt. Em lại thấy khác, nhất là mẹ anh lúc nào cũng lầm lầm giống như là em hại anh không bằng. Em nói vậy là bóp méo sự thật. Sao anh biết? Anh nào có thấy gì đâu. Mỗi lần em từ trong phòng bước ra là mẹ anh nhìn theo như trông chừng sợ em trộn đồ không bằng. Em nói dối, mẹ anh nào có mặt thường xuyên ở nhà đâu mà nhìn em như vậy. Lúc nào anh cũng nghe mẹ khen là em đẹp, dễ thương, ăn mặc lịch sự. Có lẽ mẹ đã ngắm quần áo em mặc thì có ngắm quần áo à anh đừng tưởng em là con nít ai khó chịu với em nhìn cái là biết ngay anh biết mẹ chỉ có một điều không hài lòng chúng mình đó là chuyện anh bỏ học lê văn nói nhưng bội hoàng cãi chuyện anh bỏ học là chuyện riêng của chúng ta anh đã lập gia đình là mẹ không có quyền can thiệp gì hết em đừng quên anh là con một trong nhà này còn một là phải bị kiểm soát ư hai người đang cãi nhau thì có tiếng gõ cửa bội hoàng vẫn ngồi bất động lê văn phải bước ra mở cửa mẹ chàng đang đứng bên ngoài với nụ cười mẹ tưởng là hai con còn chưa thức à lê văn mẹ muốn nhờ con một việc được không chuyện gì mẹ cha con bận họp về muộn mẹ lại không có xe đi nên muốn nhờ con mang dùng món quà này đến cho bác trần hôm nay là sinh nhật của bác ấy vâng để con thay áo là đi ngay bà lê bá vĩ nhìn thấy bội hoàng đang ngồi trang điểm mặt quay vào trong bà hỏi bội hoàng chút xíu mẹ đi tiệm gội đầu con có đi cùng với mẹ không không bội hoàng đáp ngay bà vĩ vừa ra ngoài lê văn khép cửa lại để thay áo thì nghe hoàng nói tôi cấm không cho anh mang quà cho người ta ô kìa lạ chưa lê văn kêu lên tôi đã hứa với mẹ rồi cơ mà bội hoàng vẫn giữ nguyên sắc mặt anh đi ra nói với bà ấy là không rảnh anh phải đi với tôi có phải em muốn kiếm chuyện không chúng ta nào có đi đâu đâu lê văn bất mãn nhưng bội hoàng vẫn ngang ngược tôi nói không cho anh đi là không cho anh phải đi theo tôi bây giờ tôi muốn đi gội đầu ở tiệm thì đi với mẹ đi tôi thích đi với anh thôi lê văn thấy thái độ hoàng quá lắm nên không chiều chàng bình thản thay áo bội hoàng thì cũng không nói không rằng khuôn mặt lại như tiền hoàng tiếp tục chải tóc sau khi thay áo quần xong lê văn nói anh đi rất nhanh sẽ quay về ngay hoàng yên lặng lê văn ra đến cửa ngập ngừng một chút nói anh đi nhé tôi đã không cho mà anh cứ đi thì đó là chuyện của anh bội hoàng nói có vẻ giận dữ lê văn trao mày bội hoàng ít ra em phải biết điều một chút chứ tùy anh anh muốn đi thì đi nhưng từ dậy đừng có nhìn mặt tôi bội hoàng ngang ngạnh nói thái độ quá mức không thể chịu đựng được văn không ngờ hoàng lại có thể ngang bướng như vậy tự ái không cho phép chàng nuông chiều nữa lê văn đẩy cửa đi nhanh ra ngoài còn lại bội hoàng ngẩn ra hoàng không ngờ lê văn lại dám bỏ đi không đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo chưa bao giờ hoàng bị thua như vậy trước kia nhiều sự việc còn căng hơn nhưng cuối cùng bao giờ lê văn cũng chiều theo ý nàng hoàng tức muốn khóc như vậy là lê văn đã coi mẹ hơn cả mình không thể như vậy được và bội hoàng đứng dậy cố không khóc khóc là biểu lộ sự thua kém hoàng ném cây lược xuống thay vội áo và vớ lấy chiếc ví tay như một cơn lốc hoàng ùa ra khỏi phòng bà bá vĩ đang ngồi trong phòng khách đọc báo Hoàng không hỏi han hay xin phép gì đi thẳng ra ngoài. Thái độ của Hoàng làm bà ngạc nhiên, muốn hỏi Hoàng đi đâu cũng không kịp. Ra khỏi nhà, Hoàng mới chợt lại, bây giờ đi đâu? Bạn bè thì không có, chỉ có thể đến vườn lê. Có nên trở về đấy không? Chợt nhiên, Hoàng thấy bối rối một cách tức giận, gần như chẳng ai thân thiện với nàng, ai cũng là kẻ thù, và Hoàng giận dữ nện mạnh gót giày xuống đường đi một cách vô định Hoàng không biết chỗ nào để dừng chân và cứ đi như vậy đi mãi một lúc khi Hoàng giật mình nhìn lại thì mình đang đứng trước đầu hẻm vào nhà Trúc Phượng sao lạ vậy Hoàng lúng túng tại sao ta lại đến đây tìm Phượng Trăng vô lý và lại giờ này Phượng nào có ở nhà cô ấy đã đi học vậy thì tiềm thức đã đưa Hoàng đi đâu đây đương nhiên không phải là Trúc Phượng rồi mà là một tình bạn, một sự cảm thông, nhưng liệu cái đó có còn không? Và lần đầu tiên, Hoàng thấy mình thật cô độc, Hoàng giống như một chiếc lá đã lìa cành, không còn chỗ bám. Ngày từ nhỏ, Hoàng đã thấy lạc lõng, những lúc đó nàng giống như một con chim ó, sẵn sàng bấu chặt vào bất cứ cái gì quơ quảo được. Không ai cố chấp để xua đuổi nàng, mọi người chịu đựng và Hoàng đã có cha, anh Quân, Trúc vượng rồi cả lê văn thế rồi với thời gian với sức chịu đựng có giới hạn mọi người bắt đầu xa lánh mà tự ái lại không cho phép hoàng van xin cuối cùng chỉ còn lê văn người chồng sở hữu của nàng vậy mà bây giờ cũng bỏ mặc nàng thượng đế rõ là bất công không biết chiều chuộng hoàng chút nào cả bội hoàng chỉ nghĩ đến những gì người khác phải làm cho nàng chứ hoàng không hề kiểm điểm lại bản thân để thấy sự xa rời của cha, anh quân và cả lê văn đều do hoàng tạo ra và hoàng quay người lại đi dọc xuống lộ hòa bình con đường quen thuộc đưa đến trường đại học hoàng đi vào khuôn viên nhà trường giờ này đang là giờ học nên khung cảnh trường thật vắng hoàng hình dung những khuôn mặt sinh viên đang chăm chú lắng nghe thầy giảng trong đó có bội quân trúc vượng à mà sao ta lại nhớ tới Trúc Phượng nữa? Một sự liên hệ hữu cơ ư? Hoàng lắc đầu xua đuổi nhanh, nàng đi vòng qua phân khoa văn học, đứng trước vòi phun nước của văn phòng trường. Hoàng nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp Lê Văn. Một buổi sáng sương mù, cái dáng dấp cao lớn đẹp trai đó tràn ngập ánh nắng. Ấn tượng đầu tiên không bao giờ quên. Vậy mà bây giờ khi đã sống chung, cuộc sống ra sao? Tất cả hoàn toàn khác với những gì hoàng mong đợi hoàng thở dài tiếp tục bước thực tế bao giờ cũng là thực tế nó nào có giống như tưởng tượng nó không phải là chiếc bong bóng đầy màu sắc mặc dù có cái hoàng đã thành công chẳng hạn như hoàng yêu lê văn yêu một cách cuồng nhiệt và bây giờ là chiếm hữu được chàng và tình yêu là chiếm hữu nhưng chỉ chiếm hữu thể xác không chưa đủ mà phải là toàn diện Hoàng vừa đi vừa nghĩ, ngày lúc đó chợt có tiếng chuông reo vang, tiếng chuông tan học, Hoàng chợt sợ hãi, bỗng nhiên Hoàng sợ gặp lại những khuôn mặt quen và thế là Hoàng bước nhanh ra khỏi trường. Ra khỏi trường, Hoàng lại phân vân, đã giận lẫy không lẽ bây giờ lại quay về nhà văn, mà thành phố này thì lại mệt mỏi quá, xa lạ quá. Cuối cùng Hoàng không còn cách nào chọn lựa hơn là quay về vườn lê. Còn đường về nhà cũ vẫn như xưa, mọi thứ đều êm đềm, yên tĩnh. Hoàng mở ví lấy sâu chìa khóa riêng, mở cổng đi vào. Phòng khách sạch sẽ với những chiếc ghế xưa, Hoàng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đã nghe tiếng bước chân lẹp xẹp của bà Đan bước vào, thấy Hoàng bà mừng rỡ. Ồ oh, cô Hoàng, cô về bao giờ mà chẳng ai hay vậy, còn cậu Văn đâu? Có lẽ trong đám người thân, chỉ còn bà Đan là thương, là hiểu nàng, hoàng chợt sụt sùi khóc sàng vậy cô hoàng sao vậy hãy nói cho tôi biết đi ai đã bức hiếp cô bà đan ngoài tư cách quản gia ra còn là bà vú đã nuôi hoàng từ nhỏ nên thương và chiều hoàng như con bội hoàng chỉ khóc không nói tiếng nào thật ra thì cũng không ai bức hiếp nàng chẳng qua chỉ là một chút tủi thân thôi đừng khóc nữa cô hoàng bà đan nói cô khóc làm già này khổ tâm thôi có phải cậu Văn đã làm cô buồn không? Bội Hoàng lắc đầu. Nước mắt làm cho Hoàng vơi đi phần nào. Hoàng không trách Lê Văn. Hoàng chỉ bực mình bà mẹ chồng. Lúc nào cũng muốn chen vào chiếm hữu Lê Văn của nàng. Anh Văn rất tốt với tôi. Hoàng thốt thít nói. Chỉ có mẹ anh ấy thôi. Bà Vĩ hả? Bà Đàn có vẻ ngạc nhiên. Hình như bà ấy cũng yêu cô lắm mà. Cái đó chỉ là bề mặt bên ngoài thôi. Hoàng bực dọc nói. Bà ta cứ xem tôi như cái gai trước mắt. Vậy sao? Bà đàn thở dài. Lúc nào mẹ chồng nàng dâu cũng có chuyện. Bội hoàng bực dọc nói. Bà ấy làm như tôi cướp đoạt con trai của bà ta không bằng. Lúc nào cũng nhìn tôi với cái ánh mắt thủ hẳn. Chẳng hạn như hôm nay, biết là hai đứa tôi đi chơi, bà ta vẫn bắt anh Lê Văn đi công chuyện cho bà ấy. Vũ thấy như vậy có phải là ác lắm không? Bà đàn thì nào có biết ất giáp gì bà chỉ nghe hoàng nói nên bất bình như vậy thì không đúng mà tại sao bà ta lại làm như vậy gia đình hai bên đã quen biết nhau lâu rồi chứ có xa lạ gì đâu bội hoàng thấy có người bênh vực mình nên vui hơn một chút bà đan hỏi thế còn cậu văn cậu ấy yêu cô hẳn tốt với cô chứ nhắc đến lê văn chợt nhiên hoàng thấy bực đừng nhắc đến anh ấy nữa anh ta chỉ biết có mẹ thôi sao vậy bà đan ngạc nhiên cậu Văn lại không đứng về phía cô à? Bội Hoàng nói, vì vậy mà tôi định dọn về ở vườn lê này. Nhưng anh Văn nào có chịu? Cậu ấy chịu hay không mặc cậu ấy? Bà Đan bất bình nói, cô cứ dọn về đây, có tôi, chẳng ai dám bức hiếp cô đâu, đừng sợ. Bội Hoàng gật đầu, nhưng ngay lúc đó bội quân không hiểu ở đâu bước vào nghiêm khắc. Này Vũ Đan, Vũ không có quyền chia rẽ gia đình người ta đó nhé. Lời của quân làm cả bội hoàng và bà đan giật mình nhất là hoàng nàng có vẻ không tự nhiên khi biết quân đã nghe thấy những gì mình nói với vú đan à anh quân hôm nay anh không có đi học à mặt bội quân rất lạnh không còn chuyện của cô với lê văn chưa gì mà đã cãi nhau rồi à định bao giờ thì dọn về đây đấy bội hoàng nhìn lên bối rối tôi đã có chồng theo chồng vườn lê bây giờ là của riêng anh rồi còn gì Tại sao em nghĩ như vậy? Em có nhiều thay đổi quá. Bà Đan thấy hai anh em quân căng thẳng nên chẳng dám ở lại, lặng lẽ rút em Tôi không có gì thay đổi, mà người thay đổi là anh. Không hiểu sao, bội hoàng lại có hành động phản kháng một cách mạnh mẽ như vậy. Kể từ cái ngày Trúc Phượng, nó chen chân vào chuyện gia đình ta là mấy người thay đổi hết. Ai không thấy cái chuyện đó? Chuyện gia đình mình sao lại kéo người ta vô chứ? Bội quân chợt giận dữ, chàng vung tay đẩy cả bình hoa trên bàn rui xuống đất vỡ tàn. Quân nói như hét, lúc nào cô cũng ganh tị với Trúc Phượng được. Nhưng bội hoàng đâu vừa, hoàng nhảy dựng lên, anh tưởng hành động vừa rồi của anh dọa tôi được à, tôi có quyền phê phán nó, tại sao tôi phải ganh tị với Trúc Phượng, có chăng là anh, anh vì Trúc Phượng mà ganh tị với cha thì có, tìm đèn của mấy người thế nào, tôi không biết sao, hừ Muốn nói gì, hãy soi mặt mình vào kính trước rồi hãy nói. Đừng có bày chuyện dọa con này, nó không sợ đâu. Ai dọa cô? Lúc nào con người cũng nhỏ nhoi. Bội quân giận dữ nói, cô thấy đấy, hậu quả là cô có được hạnh phúc không chứ? Tôi không cần biết. Bội hoàng trừng mắt nói, nếu trước đó tôi có được một cái gia đình đúng nghĩa, có một người cha đàng hoàng, một người anh hiểu biết, cha và con không dành nhau một người đàn bà, thì tôi đã không phải lấy chồng sớm thế này đằng này chuyện nhà ta thơm thò quá im đi anh cấm em nói vậy bội quân xông đến đưa tay lên nhưng chưa kịp đánh thì lê văn đã từ ngoài xông vào bội hoàng bội hoàng đâu rồi anh tìm em muốn khủng luôn tại sao em bỏ đi mà không nói một tiếng nào cả vậy rồi lê văn nhìn thấy nước mắt trên mặt hoàng cái khuôn mặt giận dữ của bội quân chàng trựng lại chuyện gì vậy hai người đã bội quân không đáp bỏ đi ngay ra ngoài đóng mạnh cửa lại lê văn nhìn vợ chuyện gì đã xảy ra vậy em bội hoàng không đáp bỏ đến ghế ngồi xuống lê văn đuổi theo ngồi cạnh đừng khóc nữa anh đến đây để xin lỗi em rước em về đây hoàng vẫn ngồi yên như không biết đến sự hiện diện của văn em biết không chuyện bỏ đi của em làm cả mẹ cũng giật mình lê văn tiếp mẹ nói mẹ gọi mà em cũng không màng đến mẹ không biết em giận chuyện gì nên anh vừa về đến nơi mẹ bảo anh đi tìm em ngay bội hoàng em không nên hiểu lầm mẹ anh rất quý em bội hoàng gạt nước mắt vẫn không lên tiếng lê văn ngồi xuống gần hơn nắm tay hoàng nhưng bị hoàng gạt phăng tránh ra văn đấu dịu dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng cần phải về nhà về nhà xong sẽ tính còn tối nay nếu em muốn đi đâu chơi anh đều chiều em cả anh tưởng là em thích đi chơi lắm hả? bội hoàng nói em không muốn ở trong nhà chẳng qua vì ghét bị người ta cứ dòm ngó lê văn yên lặng chẳng biết bội hoàng ám chỉ gì nhưng sự nhịn nhục lúc này rất quan trọng lê văn nghĩ cái gì về nhà rồi sẽ tính sau vậy thì tùy em em muốn đi chơi hoặc ở nhà cũng được bây giờ mình đi về Lê Văn nói, nhưng Hoàng lại ra điều kiện. Em chỉ về với một điều kiện. Điều kiện gì? Giữa em và mẹ anh, anh phải chọn một. Bội Hoàng nói, một là anh nghe lời em hay nghe lời bà ấy. Quyết định ngay đi. Bội Hoàng em. Lê Văn bứt rứt không có em gì cả, nói ngay. Lê Văn có vẻ nhẫn nhục căng thẳng, có một sự rằng con lớn lao trong lòng. Cuối cùng, Văn cắn môi nói, được rồi, anh nghe em. Bội hoàng cười, cô nàng có vẻ thỏa mãn, vậy hén, đó là một mình anh quyết định, từ đây về sau mà có chuyện giống như hôm nay xảy ra nữa, chẳng bao giờ. Anh gặp lại em được đâu, thôi mình về. Lê Văn đứng dậy nói Hoàng đứng theo, đương nhiên là phải về, và từ đây em sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Lê Văn trao mày, chàng biết hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng thắc mắc làm gì khi mọi chuyện đã quá phức tạp, cả hai bước ra cửa để về nhà. Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa tí tách thật buồn, mưa liên tục kéo dài gần tuần nay rồi còn gì. Trúc Phượng ngồi lặng lẽ bên khung cửa, những hạt mưa đan dày làm mờ cảnh vật bên ngoài, mọi thứ là một khoảng trống mông lung rối rắm. Gần hai tháng nay, không hiểu sao tình cảm của Phượng lại xuống thật thấp. Phượng trở thành người lầm lì ít nói, chứ không hoạt bát như ngày xưa. Mặc dù Phượng đã cố gắng hết sức che đậy, cố tỏ ra thật tươi trước mặt mẹ cha, nhưng rõ ràng Phượng đang xuống sắc. Phượng Tiểu Tụy thấy rõ, mọi thứ phiền toái không phải chỉ do cuộc tình gãy đổ với ông Huấn mang lại, mà còn chuyện khác, Bội Quân. Vâng, Bội Quân, không hiểu sao cả tuần nay, ngày nào Phượng cũng thấy Bội Quân đứng ngoài đầu ngõ, bất kể nắng hay mưa. Phượng biết muốn dứt khỏi quân không phải là chuyện dễ dàng, mặc dù ngay từ đầu Phượng đã khước từ. Phượng đã từng nói xa nói gần cho quân rõ, tình yêu không phải là quả bóng để có thể truyền từ tay người này qua tay người kia, dù Phượng đã từng bị lừa dối, đã cho và mất, đã tuyệt vọng và không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhưng Phượng có nói gì thì quân cũng vẫn đến. Không vào nhà, chỉ đứng ngoài ngõ bất kể gió mưa, Quân không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu. Hôm nay chủ nhật và sáng nay khi đi lễ nhà thờ, Trúc Phượng cũng đã trông thấy bội Quân, vẫn cách cư xử lạnh nhạt, gần như chỉ cần gật đầu chào chứ không hề một lời gì. Vậy mà sau lễ, Quân vẫn mời Phượng đi xem hát, đương nhiên là Phượng đã cự tuyệt. Và Phượng về nhà, nhưng rồi tâm thần lại bất an. Ngoài trời lại cứ mưa hoài mới bực chứ. Chúc Phượng này, hôm nay con có ở nhà ư?" Dạ, Phượng đáp, "Sao giờ này mẹ không đi nghỉ trưa đi? Mẹ mới dậy đi chứ?" Bà Trinh nói, rồi nhìn con gái tò mò, "Con làm gì ngồi đây vậy?" Phượng lúng túng, "Dạ, con nhìn mưa." "Nhìn mưa à? Mẹ nhớ hình như con nào phải là đứa con gái đa sầu đa cảm đâu." "Dạ, nhìn mưa chưa hẳn đa cảm, con nhìn mưa chỉ vì chợt nhiên thấy buồn buồn trống vắng vậy thôi bà trinh nhìn ra ngoài nói tốt nhất là con nên đi ra ngoài cho khuây khỏa chúc phượng lắc đầu con cũng định ra ngoài nhưng trận mưa dài này bực quá thôi để ở nhà nói chuyện với mẹ còn vui hơn bà thục trinh nhìn vào mắt phượng rất lâu rồi thở dài nói chúc phượng con đã biết hay giả vờ không biết con nỡ để cho người ta dầm mưa cả tiếng đồng hồ như vậy sao phượng quay qua ai vậy mẹ bà trinh chỉ ra ngoài phượng nhìn theo bên kia hàng rào một chiếc bóng cao gầy trong chiếc áo mưa màu nâu không đội nón đang đứng tựa cột đèn nhìn vào nhà chẳng ai khác hơn là bội quân bà thục trinh hỏi cậu đó tên là gì vậy à bội quân phượng thở dài ai bắt mà đứng vậy thật kỳ vậy à bà thục trinh thở dài đúng là phức tạp hết cha rồi đến con chuyện qua rồi mẹ nhắc lại mà làm gì đồng ý chuyện qua rồi nhưng con nào đã quên đâu bà trinh nói mẹ thấy hết con ạ à. mẹ cũng biết là con rất đau khổ và bứt rứt con có biết là lúc gần đây con đã rút hẳn không mẹ phượng lúng túng bà thục trinh bước tới đặt tay lên vai con gái mẹ biết tình yêu thì không phân biệt tuổi tác điều kiện gì cả nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội phương đông, mẹ không trách con vì mẹ hiểu. Mẹ đã từng qua cái tuổi trẻ và mẹ đã từng yêu. Rồi bà thở dài, muốn hạn chế không phải là chuyện dễ dàng, nói thì dễ nhưng thực hiện lại rất khó vì nó tốn khá nhiều nước mắt. Có điều con cũng nên nhớ là những gì của chúng ta thì người khác sẽ không cướp được, nhưng những gì không phải của ta thì cũng không nên mở tưởng nó nó không đến đâu. Vì vậy, con cũng đừng tự giàn vặt dày vò mình, hiểu chưa? Dạ, con hiểu. Vậy thì bây giờ, con hãy mở cửa ra, gọi cậu ấy vào đây, để dầm mưa như thế này sẽ ngã bệnh mất. Nhưng mà... Chúc Phượng do dự, bà Trinh nói, con gái của mẹ phải thông minh một chút, có thêm một người bạn, dù gì cũng quý hơn là có một kẻ thù con ạ. À. Chúc Phượng gật đầu, rồi bước ra mở cửa, bà Trinh nói với theo, mẹ mong là con gái mẹ sẽ thành công chúc phượng bước ra mở cửa gió lạnh ùa vào phượng ngoắt ngoắt tay về phía quân quân bước vào nhà phượng nói không ngờ anh lại đến đây có chuyện gì không anh bội quân đứng trước cửa không bước vào nói buổi sáng tôi đã nói với phượng là chiều nay ta đi xem hát xem hát à mưa thế này mà xem gì thôi vào nhà đi chúng ta ở nhà nói chuyện cũng được bội quân do dự một chút rồi bước vào chàng cởi chiếc áo mưa ướt sũng bỏ bên ngoài phượng giới thiệu với mẹ đây là anh bội quân còn đây là mẹ tôi nếu mẹ tôi mà không nhìn thấy anh có lẽ tôi đã để anh đứng ngoài mưa đến chiều đấy bội quân chào mẹ phượng bà trinh để quân ngồi xuống xong cười nói hai người ngồi nói tự nhiên nhé tôi phải vào trong nghỉ một chút rồi bà bỏ đi vào trong bội quân cảm kích nói mẹ phượng thật tế nhị vâng mẹ tôi rất tôn trọng bạn bè của con cái phượng nói trong khi bội quân nhìn quanh chàng cảm thấy gia đình của phượng khá đạm bạc nhưng phượng lại không hề mặc cảm phượng hiểu ý cười nói nhà tôi nghèo lắm phải không nhưng thú thật với anh vật chất thì có hạn chế thật nhưng tình cảm thì tôi thấy chẳng có ở đâu bằng bội quân đỏ mặt vậy thì tôi xin mừng cho phượng hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau chúng tôi rất an phận không hề đòi hỏi những gì vượt quá sức của mình tôi hiểu quân nói nhìn phượng là thấy rõ điều đó ngay chúc phượng đứng dậy anh ngồi đây để tôi đi rót nước nhé thôi khỏi cần ngồi một chút là tôi đi ngay quân nói chiều nay phượng không định đi xem hát thực chứ tôi nào có hứa là sẽ đi đâu đồng ý là phượng không hứa nhưng tôi nghĩ là Phượng cũng không phản đối. Phượng chuyển đề tài, sắp ra trường rồi, có lẽ bài vở bận rộn lắm phải không? Quân cười, ngược lại năm thứ tư, lúc nào cũng nhàn hơn năm thứ ba. Phượng hỏi, còn Hiếu Trinh, lúc này cô ấy thế nào? Quân chào mày, chuyện của cô ấy làm sao tôi biết được? Phượng nói, anh đã làm cho cô ấy buồn, anh biết không? Quân hỏi ngược lại, thế sao Phượng không nói là phượng cũng đã khiến tôi buồn đừng kéo tôi vào cuộc anh quân ạ à. phượng nói anh không nên cố chấp thế này mãi mà một ngày nào đó sẽ phải hối hận cũng có thể quân cười buồn nói đây là lần thất bại nhất trong cuộc đời tôi phượng nói chuyện đó cũng dễ hiểu thôi vì anh đã chọn sai đối tượng và như vậy cuộc đời rồi sẽ đưa đến bế tắc bế tắc à vâng bội quân nhìn phượng thật lâu rồi nói tôi lại cứ tưởng là nước chảy lâu rồi đá cũng phải mòn nhưng không ngờ đó là chuyện khác còn chuyện này anh nên nghĩ lại đi anh đã sai từ đầu sai từ đầu vậy thì theo phượng tình yêu là gì tình yêu là khi anh đã yêu một ai anh phải quên hẳn mình và chỉ biết đến người mình yêu thôi nhưng đó chỉ là ý riêng của tôi chưa hẳn là đúng bội quân chào mày nghĩ ngợi phượng nói tôi đã giải thích một cách không chính xác đúng không bội quân nhìn lên nhưng nếu phượng nói đúng thì những gì tôi đã làm rõ là sai nghĩa là sao bởi vì như phượng nói từ nào đến giờ tôi chưa hề nghĩ gì cho đối tượng mà tôi đã yêu tôi chỉ biết đòi hỏi và cho là tôi muốn tôi nghĩ là rõ là tôi quá ích kỷ đúng không tôi cũng không biết phượng nói thật ra thì anh là người hiền lành nhưng vì điều kiện sống nên anh đã quá đơn giản nhưng mà anh thấy đấy tình yêu bao giờ cũng đòi hỏi cả hai phía đúng không bội quân suy nghĩ rồi chợt đứng dậy thôi bây giờ tôi về cảm ơn chuyện phượng đã mời tôi vào nhà phượng có vẻ không an tâm anh quân anh còn giận tôi chứ không đâu quân nói tôi về để suy nghĩ lại những gì phượng nói phượng bước ra cửa phía quân nàng lấy áo mưa mặc cho chàng rồi chìa tay ra một cách thân thiện. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè. Quân siết chặt tay Phượng. Cảm ơn Phượng, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè. Phượng tiếp. Về đến nhà, anh nhớ tắm bằng nước ấm nhé, kẻo ngã bệnh đấy. Quân khoát khoát tay rồi lầm lũi đi ra mưa. Phượng khép cửa lại, thở ra như chút được cánh nặng. Nàng nghe tiếng bà Thục Trinh hỏi. Sao? Cậu ấy về rồi à? nói thật mẹ thấy thì bội quân cũng khá tốt đấy chứ vâng chỉ giờ một cái là hơi lạnh và cao ngạo thôi phượng cười nói nhưng bà trinh không đồng ý cao ngạo đâu không thấy mẹ thấy nó mặc cảm thì đúng hơn tại mẹ không thấy anh ta cư xử với cô bạn gái yêu anh ta nếu con hở còn lâu cậu ấy đã có bạn gái rồi sao sao còn đến đây cái cô đó tên là tử hiếu trinh bạn học cùng lớp với quân đã đến đây qua một lần rồi rất yêu anh ấy vậy à nhưng cô ta đến nhà ta làm gì dĩ nhiên là vì bội quân phượng nói yêu phải người không yêu mình là chuyện khá khổ tâm bà thục trinh nhìn về ngoài cửa sổ mưa tạnh rồi mà sao cha con và xuân kỳ còn chưa về hôm nay chủ nhận mà họ đi đâu về mẹ thì đi hội cờ tướng cha và em trai con đều mê cờ mẹ sợ sau này rồi xuân kỳ nó không lên nổi đại học cho xem mẹ yên tâm thế nào xuân kỳ nó cũng vào được đại học phượng nói mà phải vào đúng cái trường đại học y khoa nữa bà trinh lắc đầu con đừng có đánh giá em con cao quá không phải đánh giá cao mà con nhận định đúng thôi được mẹ tin con bây giờ mẹ phải vào làm bếp chúc phượng ngăn lại hôm nay mẹ đi nghỉ đi để chuyện đó cho con mẹ không sợ mệt bà trinh chợt nói nhưng mẹ muốn con gái của mẹ lúc nào cũng vui con hiểu ý mẹ chứ phượng cười cảm động lúc này mẹ cũng lo cho hạnh phúc cho con và phượng nghĩ là mình rồi sẽ vượt qua được sau cơn mưa lúc nào trời lại không sáng hiếu trinh đang ngồi trong lớp mà đầu cứ nghĩ đâu đâu không phải là trinh buồn mà trinh rất vui chợt nhiên rồi mọi thứ lại thay đổi hôm nay thái độ của quân đối với trinh hoàn toàn khác hẳn Ngày sáng sớm hôm nay vào lớp khi vừa gặp trinh cái khuôn mặt lạnh lùng cố hữu kia chợt nhiên lại cười không những cười mà còn nói chào trinh tiếc chào dễ thương mà nào phải vậy thôi quân còn kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng nữa chứ thế là suốt mấy tiết học buổi sáng cái tình cảm vui vẻ cứ ngập đầy làm trinh không làm sao nhét được lời giảng bài của thầy vào nữa. Thỉnh thoảng, Trình liếc mắt sang quân, chàng đã tự ý suy nghĩ lại, hay là đã có sự giúp đỡ của Phượng, có lẽ cả hai. Rồi chuông tan học gieo vang, Trình vừa đứng dậy đã nghe quân nói, mình cùng đi dùng cơm trưa nhé, chiều nay tiết đầu không có, vậy thì mình đi xa một chút, kiếm cái gì ngon ngon ăn, đến nhà hàng Kim Thành nhé. Cảm động rồi ngạc nhiên, Trình tưởng là mình đã nằm mơ, đây phải chăng là ân điển của thượng đế trình xúc động nói chỉ một bữa cơm trưa mà làm gì phải lãng phí như vậy mình đến câu lạc bộ sinh viên ăn cũng được cơ mà quân bất chấp ý kiến của trinh chàng kéo trinh ra cửa hôm nay coi như là một sự đền bù không được sao quân nói nhỏ đền bù những sơ sót cũ không cần thiết đâu anh trinh nghẹn lời nói miễn anh có nghĩ đến em là đủ rồi hiếu trinh em là cô gái hiền lành. Quân nói, lần đầu tiên Quân có cái thái độ mật ngọt như vậy và Trinh cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Bằng nhiều đau khổ buồn phiền chất chứa trong tim, chợt nhiên bay mất và một khung trời sáng rùa đầy hứa hẹn đang mở rộng trước mắt nàng. Ra đến cửa trường, cả hai chợt trông thấy trúc phượng. Đột nhiên Trinh trở nên ích kỷ. Trinh không muốn ai chia sẻ hạnh phúc của mình nên giả lơ. Trong khi Quân đã thấy Phượng, hai người nhìn nhau cười. Chúc Phượng, bọn này định đến Kim Thành ăn cơm này, cùng đi với bọn này chứ. Cảm ơn anh, Phượng đáp. Chiều nay tôi không có giờ học nên bây giờ phải về nhà. Thôi, lần sau nhé. Vậy thì chào. Chào hai người. Phượng cười với nụ cười thật tươi rồi bỏ đi. Quân nhìn theo, chợt thấy trong đám bạn Phượng là người cô đơn nhất. Ngồi trên xe taxi, Trinh chợt thắc mắc. Anh Quân, lúc gần đây anh có nhiều thay đổi, do đâu vậy? Quân nhìn Trình cười, sao lại hỏi? Trình làm tôi thấy ngượng, sao lại ngượng? Hỏi vậy thôi, chị em biết cả rồi. vậy à? nhưng em muốn đích thân anh nói cho em nghe. thôi được, Quân ngồi ngay ngắn lại nói, anh có cảm giác như mình đã có một giấc mơ dài, nhưng bây giờ thì tỉnh mộng rồi. vì vậy cần phải thực tế. nhưng mà cái nguyên nhân tạo nên sự tỉnh mộng đó do đâu? Có lẽ là nhờ Trúc Vượng, Quân Thành Thật nói, cô ấy nói với anh là anh đã chọn sai đối tượng và như vậy chỉ đưa đến bế tắc thôi. Thế là anh quay về nhà, suy nghĩ lâu lắm và ngộ ra là cô ấy nói đúng. Nếu anh không chịu thức tỉnh kịp thời, mọi thứ sẽ rắc rối rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hiếu Trinh yên lặng một chút rồi nói, ai lúc đầu chẳng thả mồi bắt bóng nhưng anh là người thông minh anh không phải thông minh, anh không biết tình yêu là gì, chẳng qua ích kỷ tự cao tự đại, anh chỉ nghĩ đến sự chiếm hữu, đó không phải là tình yêu. Tình yêu bao giờ lại chẳng đồng nghĩa với chiếm hữu, chẳng có nó là không có hạnh phúc, chỉ bao giờ bế tắc quá mới phải hy sinh thôi." Trình nói và Quân lắc đầu, "Thường thì các cô nhận xét nhạy bén hơn là đàn ông chúng tôi." Xe dừng trước nhà hàng Kim Thành đây là nhà hàng mới mở với nhiều món ăn ngon nên lúc nào cũng đông nghẹt khách bội quân phải đưa trinh lên lầu nhưng ở đây cũng không còn bàn trống vừa định bỏ ra thì quân chợt nghe tiếng ai gọi chàng quân quay lại thấy ông huấn cha chàng đang ngồi ở chiếc bàn gần đấy chiếc bàn dành cho bốn người mà chỉ có một mình ông huấn ngồi bội quân do dự một chút rồi đưa trinh đến Cha cũng đến đây dùng cơm à? Đây là cô bạn học chung với con, cô Tử Hiếu Trinh. Hình như đã gặp qua rồi." Ông Huấn cười nói, "Vậy thì bình ăn chung bàn vậy." Bội Quân nhìn cha, "Hôm nay cha có vẻ tiểu tụy giả hơn những hôm trước. Bữa trưa cha thường ăn ở ngoài chứ không về nhà ăn cơm nhà hoài ngán." Ông Huấn cười nói, "nên thỉnh thoảng ra đây. À, hai người muốn ăn món gì kêu đi." bội quân hội ý với trinh rồi đặt hàng không hiểu sao mãi đến bây giờ quân vẫn thấy có một khoảng cách với cha ông huấn hỏi sao lúc này bội hoàng có về có về vườn lê không dạ có bội quân nói nó có về một lần đó là lần cãi nhau với lê văn thật ra với bản tính ngang ngược cố hữu nó không thể sống hòa thuận với ai được cả ông huấn trao mày mới lấy nhau mà đã cãi nhau tại sao con biết không con không rõ lắm, nhưng hình như vì bội hoàng nó không ưa bà mẹ chồng của nó, con nhỏ thật là kỳ cục, ông Huấn thở ra nói, tính nó giống hệt mẹ con, ương ngạnh ích kỷ, thế này thì làm sao có hạnh phúc được chứ? Bội Quân nói, con thấy thì Lê Văn rất chiều nó, chắc khung cũng không đến nỗi nào đâu. Chiều thì cũng có mức độ, ông Huấn lắc đầu, cha rất lo cho tương lai của nó thức ăn đã được mang lên cuộc nói chuyện tạm ngưng mọi người bắt đầu ăn ông chí huấn chợt hỏi bội quân này cha định dọn về ở vườn lê con thấy thế nào lời ông huấn khá bất ngờ làm quân kinh ngạc nhưng mà hình như cha đâu có thích ở đây nơi có quá nhiều kỷ niệm không vui thích hay không là vấn đề bây giờ cha thấy đã có một thời gian dài cha đã bỏ bê lũ con cha muốn tìm lại cái tình cảm đã mất và lại lúc gần đây cha cũng cảm thấy mình già rồi chợt nhớ nhà muốn về ở chung để làm bạn với con con thấy sao bội quân nghe nói xúc động cha nếu đó là điều cha nghĩ thì con không mong mỏi gì hơn con rất thích được sống gần cha nếu như không phải là vì nguyên nhân khác không có một nguyên nhân khác nào cả ông chí huấn nói với cặp mắt có đuôi nhăn con biết không lúc gần đây cha cũng hạn chế cả chuyện vui chơi tiệc tùng cha nghĩ ở cái tuổi của mình bây giờ cũng nên tu tâm dưỡng tánh một chút cha đừng nói gì cả cha hiểu con cũng như những gì con hiểu cha bội quân ngỡ ngàng rồi cúi xuống tiếp tục ăn quân cảm thấy có nhiều sự đổi thay quá mới ngày nào cha chàng còn là người đàn ông đa tình phong lưu khinh thế ngạo vật vậy bà có lẽ nếu không vì chuyện của Trúc Phượng thì mọi thứ đã không thay đổi. Bây giờ ngồi đối diện với cha một con người khác hẳn tiểu tụy, thất trí, già đi quân bàng hoàng thương xót quân đột nhiên hỏi cha à hay là tạm thời cha đừng dọn về vườn lê ngay tại sao vậy ông huấn ngạc nhiên trước đề nghị của con nhưng ông chỉ nghe quân nói đợi con thi tốt nghiệp xong rồi tính nhé ông huấn cười con sợ cha về sẽ quấy dày con phải không thôi được để hè cha mới dọn về nghỉ hè luôn thể quân cùng cười buồn sở dĩ chàng không muốn cha quay về vườn lê lúc này vì ông đang thất trí tuyệt vọng mà cảnh vườn lê lại âm u quá đầy những kỷ niệm buồn ông huấn ăn xong nhìn vào đồng hồ rồi nói thôi cha đi trước hai người ở lại dùng tự nhiên nhé hóa đơn thì để đấy cha tính với nhà hàng sau rồi ông bỏ đi ra quầy hàng. Hiếu Trinh nhìn theo nói, cha anh còn trẻ quá, có điều lần này ông ấy không được vui, hình như có tâm sự gì thì phải. Bội quân nhìn Trinh rồi nói, em có biết là mẹ anh đã qua đời cách nay 17 năm rồi. Hiếu Trinh tò mò, nhưng người như cha anh mà không tục huyền cũng là một điều khá lạ. Quân nói, đàn bà quê chung quanh ông ấy thì nhiều lắm, nhưng cha tôi nhìn cao hơn nên không chọn được người nào ưng ý. Hiếu Trinh không biết vô tình hay cố ý nói. Bây giờ mấy cô trẻ rất thích đàn ông già. Họ nói là lấy mấy ông ấy cuộc đời ổn định hơn. Nhưng em thì thấy chẳng có gì gọi là ổn định ngoài vấn đề vật chất. Bội quân yên lặng, chợt nhiên nghĩ đến Trúc Phượng. Chẳng biết Phượng không phải là hạng người đó. Trinh lại tiếp. Con gái bây giờ thực tế lắm. Chẳng hạn như em đây cũng có một cô bạn Hắn tuyên bố chỉ bọn bạn trai đáp ứng được những điều kiện sau. Có tiền, dân du học trở về, có gia đình đơn giản ít người, còn một càng tốt, không được cao quá hay lùn quá, mập quá hay gầy quá cũng không được, cơ thể khỏe mạnh, tuổi thì phải dưới 30. Anh nghĩ xem, trên đời làm gì dễ kiếm người như vậy? Em sợ rồi cô ta sẽ làm gái già mất. Trình nói và quay sang quân ngạc nhiên. Ồ, anh đang nghĩ gì đấy? Quân giật mình, anh đang nghĩ đến Trúc Phượng. Đến Trúc Phượng à? Trình tái mặt, nhưng Quân nói, đúng, anh nghĩ anh cần phải làm một việc gì cho Phượng, chẳng hạn như giúp cô ấy tìm việc làm. Trình thắc mắc, nhưng còn những một năm nữa cô ấy mới ra trường mà, sao lo xa vậy? Vâng, có nhiều chuyện không thể nói rõ ngay bây giờ. Quân nói rồi đứng dậy, thôi, bây giờ ta đi. Đêm đã khá khuya, thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Khi ông Huấn trở về nhà, ông đã hết sức ngạc nhiên khi trông thấy bội quân. Ồ quân, giờ đã khuya lắm rồi, con còn đến đây làm gì? Con có chuyện cần gặp cha. Ông Huấn hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. Chuyện gì đấy? Cũng không có gì quan trọng, lâu lâu đến thăm cha vậy mà. Thăm cha? Sao hôm nay còn tốt như vậy? thật ra thì cũng có chuyện khác bội quân nói sống một mình ở vườn lê còn thấy khá nhiều điểm bất lợi vậy à ông huấn hiểu lầm nói có nghĩa là con đang định lập gia đình nữa hả à? không phải bội quân đỏ mặt nói con chưa định cưới vợ con chỉ muốn nói với cha là sau khi ra trường xong con muốn ra nước ngoài du học du học à sao lúc trước con nói con không định đi trước khác bây giờ khác quân nói con đã đổi ý định, bởi vì con nghĩ khác trước kia, có lẽ vì con ích kỷ quá, chỉ biết nghĩ đến mình, còn bây giờ, nếu con đi ra nước ngoài, con có thể giúp cha có nhiều cơ hội hơn. Ông Huấn cản kích, ông biết con ông muốn gì, ông nói, "Bội quân này, cha thấy thì con không cần phải miễn cưỡng như vậy, mọi thứ không đơn giản đâu." Bội quân nhìn ông Huấn, "Cha, cha hãy nói thật đi, cha có buồn con không?" "Buồn con à?" Ông huấn trực lại, không bao giờ có chuyện đó, đương nhiên rồi. Con cũng thấy đấy, cha đã trên 45 thì làm gì có chuyện buồn phiền nữa chứ?" Bội Quân lắc đầu, "Con không tin, tuổi tác và thời gian không có gì dính dáng đến chuyện tình cảm cả. Bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc con thấy còn hổ đồ quá." Bội Quân, không nên nhắc lại chuyện đó nữa con ạ." À. Ông huấn lắc đầu nói, "Cha con ta hiểu nhau quá mà." Cái chuyện cũ đã đi vào quá khứ thì nên xếp hẳn nó lại đi. Miễn sao từ đây về sau giữa cha con ta không còn chuyện hiểu lầm nữa là tốt rồi. Bội quân lắc đầu. Cha đã nói dối con vì con biết là cha chưa hề quên chuyện cũ. Cha hãy nhìn lại xem. Bây giờ cha ít nói, ít cười. Cha tiểu tụy hơn trước nhiều lắm. Vậy ư? Vâng. Và cha hãy nói thật với con đi. Nếu chuyện đó thật sự là tình yêu, thì con không ngăn nữa, con muốn cha được sống hạnh phúc. Cha hạnh phúc từ nào đến giờ? Ông Huấn nói, bây giờ chỉ cần con sống vui là cha sung sướng lắm rồi. Đấy không phải là bản tính của cha. Quân nói, cha sống phóng khoáng quen rồi, cái chuyện con sống vui hay không chỉ là phụ. Cha, cha hãy nói thật đi, cha vẫn còn giận con phải không? Bội quân, sao con lại nói như vậy? Ông Chí Huấn thở ra nói, con người đầu phải mãi mãi bất biến, nhất là khi đã thấy mình già, con có tin chuyện đó không? Bội quân suy nghĩ một lúc chợt hỏi, vậy thì tại sao? Thỉnh thoảng cha cứ ghé qua nhà Trúc Phượng làm gì? Ông Huấn giật mình, bội quân, con. Con biết chuyện đó và con còn biết rõ một điều, cha đến nhà Phượng và chỉ đứng bên ngoài nhìn vô một lúc rồi lại lặng lẽ quay về. Ờ, ông Huấn lúng túng, cha đừng giấu con nữa con biết rõ là trước kia con đã hiểu lầm cha con tưởng là cha chỉ đùa giỡn còn bây giờ nếu nó là tình yêu chân chính thì con không căn cản nữa mọi thứ đã đổi khác bội hoàng nó đã có chồng con thì sắp ra nước ngoài con sẽ cùng đi với hiếu trinh và như vậy nếu cha muốn ông huấn nhìn con con định sắp xếp cho cha đấy hả rồi ông lắc đầu hãy sắp xếp cho chính mình còn cha sau bao nhiêu sự việc xảy ra, cha thấy là mình đã già, không còn mơ tưởng đến gì nữa. Con không tin, bằng chứng là... Đừng, chẳng qua đó chỉ là tình cờ đi ngang đấy thôi, đừng nói chuyện đó nữa, hãy nói chuyện của con đi. Nhưng mà tự dày vò chính mình có lợi ích gì hở cha? Con không biết, ông Huấn tự thú. Trúc Phượng bây giờ rất hận cha, con có biết là trong cái hôm đám cưới của bội hoàng, ánh mắt của cô ấy nhìn cha sắc như dao con biết không cha có thể giải thích không không có gì để giải thích cả ông huấn tò mò nhưng mà con hãy nói cho cha biết chuyện gì đã làm cho con thay đổi như vậy bởi vì con đã nghĩ kỹ yêu người và được yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau với con thì được yêu quan trọng hơn có nghĩa là con đã chọn hiếu trinh bội quân định nói trinh đã chọn con nhưng rồi lại thôi chàng chỉ nói vâng được yêu cũng là một hạnh phúc phải không cha ông huấn yên lặng ông không dám thảo luận nhiều về tình yêu với con khi mà giữa hai cha con đã có thời cùng yêu một cô gái đó là chuyện rất đáng xấu hổ ông chỉ nói bây giờ khuya quá rồi con đừng về vườn lê nữa tối nay ngủ ở đây đi nhé vâng bội quân gật đầu tối nay con sẽ nghỉ lại tại phòng khách ông huấn đứng dậy vậy thì bây giờ cha vào trong con nên nghỉ sớm đi mai còn đi học sáng mai con không có giờ con sẽ quay về vườn lê bội quân chợt nói chúc phượng còn trẻ vậy mà rất cương quyết vậy à ông huấn do dự một chút từ sau buổi lễ cưới đến nay cha không gặp cô ấy mà này bội quân con cũng nên biết là cha không cố tình xúc phạm phượng còn biết và con mong là sau này nếu có dịp cha hãy giúp đỡ phượng con hãy đi ngủ đi ông huấn nói chuyện đó cha biết lo rồi ông bỏ vào trong quân nhìn theo bất giác xúc động quân muốn làm một cái gì đó để khỏa lấp được khoảng trống cô đơn của cha nhưng không biết phải làm thế nào tối hôm ấy không biết có phải vì lạ nhà không bội quân cứ chằn trọc mãi không ngủ được trời đã sáng tỏ mà lê văn còn nằm trên giường mệt mỏi nghĩ về những điều mà bội hoàng cằn nhằn trước khi đi gội đầu ở tiệm. Càng nghĩ, Văn càng thấy bực. Lập gia đình, Văn chẳng hề có cái cảm giác là đã có một mái ấm hạnh phúc. Trước đó, Văn đã mơ ước thế nào? Ờ, thì một người vợ dịu dàng đảm đang chiều chồng, một cuộc sống đầy tiếng cười vui vẻ, một sự tâm đầu ý hợp, phu sướng phụ tùy. Vì lúc đó, Lê Văn đã thấy cảnh gia đình của Trúc Phượng cả nhà quây quần sum họp bên ngọn đèn mờ, không có tivi, không có máy hát, nghèo nhưng tiếng nhạc như tràn ngập không gian. Và Văn đã tưởng tượng ra một cuộc sống giàu có như chàng, chẳng phải hơn hẳn như vậy. Thế mà, Văn nằm quay người lại, nhìn lên trần nhà. Thật ra, Văn cũng nghĩ ngay từ đầu, chỉ có một gia đình đúng nghĩa khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nên Văn nào có muốn lập gia đình sớm đâu. Khi Hoàng đề nghị Văn đã phản đối, Văn thấy mình còn quá trẻ, học hành chưa xong, lúc đó Văn cũng không hề có ý tưởng lấy vợ trong đầu, mà không phải vậy, Văn còn thấy lo âu, Văn đã thấy nhiều bằng chứng trước mắt, một cuộc hôn nhân vội vàng dễ đưa đến những tiếc nuối hoặc thiếu hẳn hạnh phúc mai sau, gần nhất là gia đình của Bội Hoàng, rồi gia đình của bản thân, cha mẹ Lê Văn lấy nhau, mọi thứ đầy đủ, nhưng chỉ mang lại cho Văn một cái nhà lạnh như kho đá nhà chỉ là chỗ để ngủ để ăn để làm vệ sinh chứ chẳng có cái gì cả mà như vậy lấy nhau làm gì nhưng rồi khi bị hoàng thúc quá văn lại nghĩ bội hoàng ít nói phong cách lặng lẽ như vậy hẳn lập gia đình phải khác hai người trước đó lại đã yêu nhau biết nhường nhịn nhau thì đương nhiên là phải hạnh phúc hạnh phúc hơn cả chuyện tình trong tiểu thuyết hay trong phim ảnh nhưng rồi thực tế đã phá vỡ mọi ảo tưởng sau khi lấy nhau bản chất của bội hoàng lộ hẳn ra cái mà lê văn nghĩ là ít nói là lặng lẽ chẳng qua chỉ là sự cao ngạo ngang ngược lạnh lùng bất tường nhượng hoàng chỉ biết đòi hỏi hoàng hay đai nghiến ngay cả trong tuần trăng mật văn cũng không có lấy một ngày hoàn toàn vui sao vậy tại sao lại đai nghiến giày vỏ nhau chuyện đó có ích lợi gì chuyện đó sao trước khi lấy nhau văn không phát hiện ngay có lẽ lúc đó ta quá yêu hoàng nên không để ý khoan dung tất cả lê văn buồn bực nghĩ nhưng sự khoan nhượng kia có tính cách nhất thời chứ không lẽ phải chịu đựng suốt đời riêng chuyện mẹ của văn người nào có lỗi lầm gì với hoàng đâu vậy mà lúc nào hoàng cũng nhìn mẹ chàng như một kẻ thù không đội trời chung sao vậy cái tật đó liệu có thay đổi không và bao giờ thì văn mới được yên ổn càng nghĩ càng bực văn không thể cứ nằm biết trong nhà thế này cái khuôn mặt lại của hoàng cứ ám ảnh chàng văn thật không hiểu hoàng có cái dáng rất bên ngoài đẹp như vậy sao bên trong lại hoàn toàn khác không lẽ văn lầm chọn hoàng chỉ vì cái sắc bây giờ thì văn hối hận thật sự hối hận tại sao lúc đầu ta lại không đủ can đảm khước từ hôn nhân phải chăng đó là định mệnh và cuộc đời chàng bắt buộc phải chịu đựng sự dày vỏ đai nghiến kia cho đến suốt đời ư? Bất giác, Văn nghĩ đến cái tự do thoải mái ngày cũ. Văn muốn đi đâu, nói chuyện với ai tùy ý. Văn chợt có cảm giác của một người bị giam lỏng trên gác cao. Không có một bóng người làm bạn. Nếu bây giờ tên tù kia mà phá ngục và đi ra, phản ứng của bội hoàng sẽ thế nào? Văn bỗng thấy nghi ngờ cái tình cảm mình dành cho bội hoàng có phải là tình yêu không? Nếu là tình yêu, tại sao cứ cãi nhau mà không chịu đựng hay khoan dùng được? Văn như con kiến lúng túng trên nắp vùng nóng, nhưng mà có thánh thì mới chịu được cái bản tính kỳ cục kia, hay là bội hoàng không phải là một người bình thường. Dập, cửa phòng bị sồn mạnh, Lê Văn giật mình nhìn ra, bội hoàng từ tiệm làm tóc trở về, cô nàng rất đẹp cái kiểu tóc mới này thật hợp với khuôn mặt của hoàng văn phải thừa nhận như thế anh văn anh ngắm xem kiểu tóc này thế nào được lắm lê văn uể oải nói bội hoàng phản ứng ngay chỉ được thôi hả à? thế nếu mẹ anh mà bảo anh anh sẽ trả lời ra sao lúc này bội hoàng cũng hỗn láo lê văn đã ngán cái không muốn cãi nên nói mẹ sẽ không bao giờ hỏi ý kiến anh chuyện đó hử Em đã gặp bà ấy ở ngoài tiệm đấy. Mẹ có xe, sao em không đợi mẹ về một thể? Hừ, bội hoàng cười mũi khinh khỉnh. Có xe là ngon lắm mà. Mà em làm tóc xong trước, tội gì phải chờ bà ta chứ? Lê Văn khó chịu. Chưa bao giờ anh nghe em nói được một câu cho dễ nghe. Dễ nghe à? Không ai dạy em phải nói điều đó mà em cũng không thích phải phục tùng hay lệ thuộc ai cả. Không phải là phục tùng nhưng lúc nào cũng chua ngoa như vậy, khó ai ưa được. Chua ngoa à, còn tùy thuộc đối tượng chứ." Lời của Bội Hoàng làm Lê Văn tái mặt, còn người em rõ là quá lắm. Và chàng quay người đi, nhưng Bội Hoàng lại ra lệnh, "Anh Văn, ngồi dậy nào, làm gì mà nằm mãi trên giường vậy? Hôm nay trời nắng tốt, anh phải đưa tôi đi hồ Bích Đầm chơi." Lê Văn vẫn còn bất mãn, "Tại sao phải đến hồ Bích Đầm?" Em sinh ra ở đó, lớn lên ở đó nên thích đến nơi đó. Bội Hoàng nói, Lê Văn vẫn nằm yên. Bội Hoàng lại hỏi, làm sao, đi hay không đi, nói ngay. Đương nhiên là đi. Lê Văn ngồi dậy, Bội Hoàng thấy Văn nghe lời có vẻ vui. Em sẽ mặc chiếc ruby màu trắng mới bay đấy. Cũng được, Lê Văn nói mà không tỏ ra sốt sáng. Vậy thì anh thay đồ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đi ngay bây giờ à? anh làm biếng quá, chậm chút đi. Không được, tôi nói là phải đi ngay, anh đã hứa là sẽ nghe lời tôi rồi cơ mà. Em Hoàng, sao em lại ngang ngạnh như vậy? Em thử chiều anh một lần xem được không? Tôi không chiều ai cả, bây giờ anh đi không? Anh không đi thì tôi đi một mình vậy. Còn người em thật là ngang ngược. Em đã quyết định là phải làm ngay. Nhưng mà... Ngày lúc đó có tiếng gõ cửa, Lê Văn ngừng nói nhìn ra Chàng đoán là mẹ nên vội đứng dậy bước ra ngoài. Hai mẹ con đã dầm gì điều gì đó. Sau đấy Hoàng thấy Văn đi vào và thuận tay khép cửa lại. Hoàng nghi ngờ nói chồng. Hử, làm cái gì cũng thập thò sợ người khác nghe. Bà ấy lại dạy khôn anh điều gì nữa vậy? Lê Văn cắn răng. Sự xúc phạm của bội Hoàng với mẹ làm Văn giận run. Chàng không hiểu Hoàng nói những lời cay nghiệt kia lợi lộc gì. Nhưng chàng cũng không cãi lại lặng lẽ đến bên tủ áo. Anh lại đi đâu nữa đấy? Bội Hoàng hỏi, nhưng Lê Văn không trả lời. Hoàng đã quen thói ngạo mạn nên việc không trả lời của chồng là một sự xúc phạm lớn với nàng. Tại sao anh không trả lời tôi chứ? Đừng có lằng nhằng nữa, ngày nào em cũng thế này, ai mà chịu nổi. Lê Văn phản kháng, sự chịu đựng bấy lâu nay càng cứng trong người, Văn phải nói một cái gì để xì hơi. Nhưng Bội Hoàng đã phản ứng ngay, rồi sao? Anh cho là tôi không có quyền hỏi anh quản lý anh ư? Anh quên tôi là ai à? Vợ anh nè, cô vợ mới cưới 3 tháng thôi. Nhưng cô phải biết là cái gì cũng có mức độ, cô không được quá đáng, biết chưa? Lê Văn vừa thở vừa nói, tôi là chồng cô, chồng cô chứ đâu phải con chó lông xù để cô sỏ mũi dẫn đi. Lấy vợ tưởng là hạnh phúc, không ngờ mất tất cả, một chút tự do cũng không còn. Lê Văn nói, Bội hoàng hơi trợn lại. Lê Văn hôm nay làm sao vậy? Chưa bao giờ chàng có thái độ phản kháng mạnh mẽ như vậy. À, đúng rồi. Cái con mụ ngoài cửa ban nãy đã hả hơi tiếp sức cho Văn. Hoàng biết, từ xưa đến giờ, mụ ấy nào có ưa gì nàng đâu. Lúc nào cũng nhìn trừng trừng, như nhìn kẻ cắp. Được rồi. Xem cái con bội hoàng này có chịu thua không thì biết. Ngon quá, bội hoàng hiến sang nói. Tôi quá lắm, hay là bà già chồng tôi quá lắm còn cái đã có gia đình người mẹ không có quyền xía vô vừa phải thôi anh đã yêu mộ ta như vậy cưới tôi về để làm gì ai ai phá hoại cái hạnh phúc gia đình của anh nói đi nói đi nói cho đúng bằng không chết không nhắm mắt đấy em thật lạ lê văn tái mặt bội hoàng thoá mạ mẹ chàng không thương tiếc quá lắm rồi sao ta lại có một con vợ như vậy được chứ lê văn nói em không phải là con người nữa bội hoàng trừng mắt anh chửi tôi, anh dám cho tôi không phải là con người hử nhớ nhé rồi anh sẽ hối hận hối hận à, Lê Văn cười nhạt bây giờ thì tràn như nước đã tràn qua bờ đê chuyện hối hận thì tôi nhiều lắm chứ nào phải chỉ một thứ đâu khuôn mặt hoàng từ trắng bạch chuyển sang xanh hử, cái gia đình họ Lê này quá lắm mấy người tưởng là tôi không có mẹ bị cha và anh ruột bỏ rơi rồi muốn bức hiếp tôi thế nào cũng được. Anh Lê Văn, anh nói đi, anh bảo là anh hối hận, mà hối hận điều gì chứ? Còn phải hỏi. Lê Văn nói một cách khổng khoan nhượng, tôi hối hận vì đã quen cô rồi lấy cô. Anh! Hoàng hoàn toàn bị câu nói của Văn đốn ngã, cái tự ái cao ngạo ương ngạnh của Hoàng không tha thứ cho bất cứ một ai xúc phạm đến nàng như vậy, dù đó là ông chồng. Anh đã hối hận vì quen tôi rồi cưới tôi ư? Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Lê Văn nói một hơi, không có gì cản ngăn được những ấm ức lâu ngày trong lòng chàng nữa. Tôi thật sự hối hận. Tại sao tôi lại dễ dàng để cái sắc đẹp bên ngoài của cô quyến rũ, để tôi dệt mộng là sẽ có một người vợ nhu mì, dịu dàng, biết tương kính chồng. Tôi hoàn toàn không ngờ cô không bình thường, cô ác độc với tất cả mọi người, từ cha cô, anh cô, mẹ cô, tôi và cả Trúc Phượng nữa. Cô suy nghĩ kỹ đi, sự ngang bướng của cô có ích lợi gì chứ, hay chỉ để cho người ta ghét bỏ và xa lánh cô. Bội hoàng loạn choạng suýt ngã, mọi thứ rụt đổ trước mặt nàng. Hoàng không còn biết Văn đang nói gì, nhưng ít ra Hoàng cũng hiểu ai cũng muốn xa lánh nàng, kể cả Lê Văn. Nhưng Hoàng cũng cố tỏ ra cứng cỏi. Hoàng cười lạnh rồi nói. Cuối cùng, rồi anh cũng nói sự thật. Hử, lại có chuyện trúc phượng. Tôi đã sớm biết mà, anh yêu Phượng chứ nào phải là tôi. Lời của Hoàng làm Văn giật mình. Chàng nhận ra sự lỡ lời của mình, nhưng Văn nói. Nói bậy, tôi chưa hề yêu cô ấy, nhưng mà phải nói thật một điều là tôi cũng hối hận thật. Tại sao tôi không yêu Phượng chứ? Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Bội Hoàng nói, rồi như một con hổ cái, Hoàng nhào đến bên Văn và bốp bốp. Hoàng cho ngay hai cái tát đầy lửa, vào mặt chồng. Tôi cần phải dạy cho kẻ phản bội ái tình một bài học. Hoàng nghiến sang nói, hai bên má Lê Văn hẳn dấu đỏ lên ngay. Văn ngẩn ra, chàng không ngờ Hoàng lại phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy. Nhưng rồi sĩ diện của người đàn ông nổi lên, Văn đã giận dữ, chụp ngay đôi tay của Hoàng khóa lại. Em dám đánh anh hở, cái con vợ hung dữ kia. Lê Văn giữ tay Hoàng thật chặt, làm Hoàng đau nhói nước mắt chảy dài xuống má. Hoàng vùng vẫy, anh buông tôi ra, buông tôi ra, anh là một thằng đều cáng, một thằng chồng tồi, mất dậy, anh hãy lăn đi tìm nó đi, anh buông tôi ra. Lê Văn lớn tiếng không kém, cô yên tâm, tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay đây, đâu cần đợi cô nhắc nhở. Lê Văn đẩy mạnh, làm Hoàng ngã sấp lên giường, Hoàng vật vã khóc, anh đi đi, đi đi, đừng có nhìn mặt tôi nữa. Lê Văn kéo thẳng lại áo quần, rồi bước ra cửa phòng. Em yên tâm chuyện đó, anh sẽ làm cho em vừa ý. Văn nện mạnh gót giày và đi thẳng ra ngoài cửa, để lại bội Hoàng nằm khóc trên giường. Hoàng nào có muốn như vậy đâu, Hoàng vẫn yêu Lê Văn, nhưng mà không hiểu sao gần Văn, Hoàng cứ toàn nói khích, đai nghiến, làm đủ mọi cách để Văn đau khổ. Bực thật, sao Văn không biết mà cứ bỏ đi như vậy chứ? Hoàng đau đớn nghĩ. Ra đến phòng khách, Lệ Văn trực lại, chàng đã thấy bà bá vĩ đứng đấy. Với cái ánh mắt vừa đau xót khổ tâm, Văn biết là mẹ đã nghe hết thấy tất cả, biết tất cả. Chàng chợt xấu hổ khi phải đứng đối diện với mẹ. Vì vậy, Văn không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài. Lê Văn, bà Vĩ lên tiếng, không lẽ con muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ thật ư? Chứ mẹ thấy đấy, đừng con, hãy quay trở lại. Con bội hoàng được nuông chiều từ nhỏ nên ương ngạnh, chứ nó cũng hiền lành, con chiều nó một chút đi. Mẹ Lê Văn dò dự, chàng không làm sao quên được sự mất dạy của Hoàng ban nãy. Văn, con hãy nghe lời mẹ, bà Vĩ nói, vợ chồng phải biết nhường nhịn lẫn nhau, ngày nào tụi con cũng cãi vã nhau mãi, bọn tôi tớ nó sẽ chẳng coi mình ra gì. Lê Văn đỏ mặt, bà Vĩ lại rụt. đi đi, vào trong nói một tiếng với nó đi, chẳng thiệt thòi gì đâu con ạ. À. Lê Văn chưa kịp đáp thì cửa phòng bị xô mạnh ra, rầm. Rồi bội hoàng xuất hiện, tóc tai rối bù, nước mắt còn giàn ruộng, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh và bén. Hoàng liếc nhanh về phía văn, rồi quay sang bà Vĩ. Thái độ không thân thiện của Hoàng làm bà Vĩ lúng túng. Hử, hai bụng dao gầm lại mở miệng bổ tát. Bội hoàng lớn tiếng không kiêng nể. Tất cả là tại bà cả, bà đừng có giả vờ. Bà cho là tôi được nuông chiều nên ích kỷ hẹp hỏi ư tại sao bà lại ăn nói ác độc như vậy chứ có phải chỉ vì tôi cướp đoạt thằng con trai cưng của bà bắt nó phải nghỉ học rồi bà thủ thôi không bà vĩ tròn mắt ngạc nhiên bội hoàng tại sao tại sao con có thể nói năng như vậy chứ con điên rồi à tôi điên hay bà điên nói lại đi mắt hoàng long lên sòng sọc tuy được hấp thụ văn hóa ở bậc đại học nhưng về phương diện giáo dục gia đình hoàng lại không có nên không biết cả nể ai cả hoàng tiếp bà là bà mẹ chồng tàn nhẫn ác độc bà lúc nào cũng muốn khống chế anh văn không để anh ấy nghe lời tôi bà còn hơn là mộ phù thủy tôi thủ bà tôi ghét bà bội hoàng có im mồm không lê văn hét lớn không một ai có quyền thóa mạ mẹ ruột chàng tôi không im rồi anh làm gì tôi bội hoàng điên loạn nói tôi biết anh nào có yêu gì tôi anh hãy đi tìm chúc phượng rồi anh đi yêu cô ấy đi rồi hoàng quay người bỏ vào phòng đóng sập cửa lại lê văn ngẩn ra mà bà vĩ cũng ngẩn ra còn gì để nói nữa khi mọi chuyện đã đến nước này văn cắn răng chàng thấy xấu hổ với mẹ và vội vã quay bước nhanh ra cửa hôm ấy bầu trời đầy mây đen vần vũ không khí ngột ngạt có lẽ trời sẽ mưa văn cúi đầu cắm cúi bước mà đầu trống rỗng, chàng cứ đi như vậy, đi mãi cho đến lúc chân đã mỏi, bất chợt dừng chân lại thì Văn mới phát hiện mình đang đứng trước cửa giáo đường, người đứng đấy rất đông, ồ, thì ra hôm nay là chủ nhật, mọi người đang đi lễ. Văn thở dài, tiềm thức vô tình đưa đẩy ta đến đây ư, nhưng mọi thứ đâu còn như ngày cũ. Lê Văn cúi đầu thiểu não, chàng muốn bỏ đi giáo đường không phải là của chàng thượng đế có cứu rỗi thì người được cứu cũng nào là có chàng trong đó ta đã hoàn toàn là người thất bại và văn lầm lũi quay đi ngay lúc đó có một chiếc bóng chắn trước mặt chàng văn thẫn thờ nhìn lên bất chợt một khuôn mặt cũ quen thuộc cái khuôn mặt với mái tóc ngắn thanh tú thông minh đôi mắt đen long lanh với nụ cười chúc phượng chúc phượng hôm nay cô ấy đi lễ anh lê văn đi đâu mà thơ thẩn vậy có tâm sự buồn à chúc phượng hỏi rồi sốt sáng nói nào hãy theo tôi vào giáo đường rồi trao hết nỗi buồn của anh cho chúa đi lê văn giống như người sắp chết đuối vớ được thành củi mục văn nắm lấy tay phượng chúc phượng chúc phượng lê văn xúc động nói phượng hãy chấp thuận lời yêu cầu của tôi phượng đừng đi lễ nữa phượng hãy dành cho tôi suốt một ngày hôm nay nhé chúc phượng ngạc nhiên hôm nay anh làm gì không bình thường vậy chuyện gì đã xảy ra có liên hệ đến bội hoàng không lê văn nghe nhắc đến bội hoàng đã bực dọc đừng nhắc đến cô ấy nữa chúc phượng hãy chấp nhận lời xin của tôi phượng hãy giúp tôi tôi cần có một nơi thật yên tĩnh tôi cần được tâm sự phượng giúp tôi chứ hình như hôm nay anh không được khỏe chúc phượng nhìn văn nói anh bờ phờ tinh thần lại không ổn định có phải là anh vừa mới cãi lộn với bội hoàng không chuyện cãi nhau là chuyện như cơm bữa lê văn lắc đầu nói nhưng mà hôm nay thì quá lắm cô ấy dám thoá mạ cả mẹ tôi chúc phượng tôi van cô cô hãy giúp tôi mình đến một nơi nào đó nói chuyện tôi tôi sợ cô đơn quá phượng ạ à. phượng lắc đầu mấy người rõ là trẻ con đã yêu nhau sao lại chẳng cảm thông tha thứ mà lại cứ gây nhau như vậy phải là làm khổ nhau không chứ nhưng mà phượng đồng ý đồng ý lời yêu cầu ban nãy của tôi chứ thôi được rồi phượng nói nhưng chỉ nên đến khuôn viên trường đại học nói chuyện thôi để tránh đừng để ai hiểu lầm thế là cả hai thả bộ về hướng trường đại học vừa đi văn vừa kể lại tất cả một cách chi tiết về cuộc hôn nhân giữa chàng với bội hoàng họ không ngờ ở phía sau có một chiếc xích lô chạy theo hai người đương nhiên ngồi trên xe là bội hoàng văn và phượng vừa bước vào khuôn viên trường thì hoàng cũng vội vã ra lệnh cho xe ngừng ngoài cổng trả tiền rồi bước nhanh vào vườn trường vẫn xanh tươi như cũ cái không khí yên lặng cố hữu rất thích hợp cho những tâm sự dài dòng hoàng đi vào tìm quanh cuối cùng rồi cũng thấy lê văn và phượng ngồi trên ghế đá hoàng nép vào một thân cây gần đấy theo dõi hoàng nghe lê văn nói đấy phượng thấy trong cái hoàn cảnh như vậy tôi phải làm sao chứ phượng đáp thật ra thì tôi cũng không giúp ích được gì cho anh bởi vì trong chuyện vợ chồng người thứ ba như tôi rất khó mà chen chân vào tôi không cho là lần nào tôi cũng đúng nhưng phải nói một điều là phần lớn sự việc do hoàng khiêu khích kiếm chuyện và không lẽ vợ chồng cứ phải ứng phó nhau mãi thế này nhưng mà phượng lắc đầu nói Tôi thấy anh cũng thiếu kiên nhẫn, anh phải biết Bội Hoàng là con gái nhà giàu, được cưng chiều từ nhỏ như điều mẹ tôi thường bảo. Bội Hoàng giống như những đồ sứ cao cấp, chỉ để ngắm thì hay hơn là mang ra xài. Bác gái ở nhà hình dung rất đúng, Lê Văn gật đầu nói, tôi đã không nghĩ như vậy, bây giờ thì đã muộn. Trúc Phượng chợt cười nói, anh Văn này, tôi thấy gần đây quả anh phải nhận, trước kia anh có nhớ là anh cũng chẳng đúng đắn lắm với phụ nữ chúng tôi không? Thôi mà, bây giờ tôi đã khổ lắm rồi, nhắc chi chuyện cũ. Có gì đâu mà khổ, về xin lỗi người đẹp là xong chứ gì. Hoàng không đơn giản như vậy đâu, ngay cả chuyện nếu cô ấy biết chuyện chúng ta hiện đang ngồi bên nhau thế này là cũng đã có chuyện. Làm gì có chuyện đó? Ngay từ lúc bắt đầu, Lê Văn lắc đầu nói, Hoàng đã nghi ngờ tôi với Phượng, mà Hoàng đã nghi ngờ thì khỏi mong giải thích chúc phượng ngạc nhiên bây giờ hai người đã lấy nhau rồi mà vẫn còn nghi ngờ ư lê văn không đáp nói bây giờ tôi mới thấy cái bản tính trái ngược nhau nhiều quá mà lấy nhau khó có hạnh phúc thật biết vậy trước kia tôi đã theo đuổi phượng thay vì hoàng sao anh lại nói vậy đùa cũng có mức độ thôi đừng để người khác hiểu lầm dù gì chúng ta cũng nên giữ tình bạn cho trong sáng lê văn ngừng lại rồi chợt nói chúc phượng này Bây giờ tôi lại có cái nghi ngờ Tôi không biết là mình có thật yêu Hoàng không Ngày xưa chúng ta chơi chung nhau Tôi rất thích cái đẹp đài cát cổ điển của Hoàng Phải chăng đã là có chuyện lầm lẫn giữa yêu và thích Rồi sau đấy Hoàng đề nghị lấy nhau Nếu là yêu tôi phải sung sướng lắm chứ Đằng này không Tôi thấy như có một cái gì miễn cưỡng Tôi định học ra trường xong tính sau Nhưng bội Hoàng cứ dục Trúc Phượng cô nói đi Tôi có thật yêu Hoàng không? Tại sao mãi bây giờ vẫn không cảm thấy sống với Hoàng là hạnh phúc?" Chuyện đó, Trúc Phượng không biết phải trả lời thế nào thì Lê Văn lại tiếp, thú thật giữa bội Hoàng và Phượng, tôi không có một sự phân biệt rõ ràng." Phượng nói đi, tại sao tôi như vậy chứ? Tôi không biết." Phượng lúng túng nói, ngay lúc đó bội Hoàng từ ngoài sau bước ra. "Vậy thì để tôi nói cho mấy người nghe." Sự xuất hiện của Hoàng làm cả Lê Văn và Trúc Phượng giật mình, mặc dù cả hai người đều biết là mình không có gì. Lê Văn đứng dậy định giải thích, bội Hoàng em, đừng có gọi tên tôi. Hoàng trừng mắt lên nói, anh lấy tư cách gì mà còn gọi tôi chứ? Tôi thấy hai người ngồi tâm sự thân mật quá mà. Trúc Phượng cũng đứng dậy, bội Hoàng, đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hoàng giận dữ hỏi, cô đâu có hiền, quyến rũ ông bố tôi, rồi dụ dỗ ông anh tôi bây giờ không buông tha cả Lê Văn nữa. Cô thế nào? Còn giả nhân giả nghĩa, ai chẳng biết loại hồ ly tinh quỷ quyệt. Không lẽ tôi mà cũng lầm con người cô à? Trúc Phượng lùi lại, tự ái tổn thương. Nàng không ngờ Hoàng lại có thể dùng những lời sỉ nhục như vậy. Nhưng Phượng chỉ nói, bội Hoàng, bạn đã hiểu lầm tôi. Phượng chỉ nói như thế. Bội Hoàng không thèm đói hoài đến Phượng, cô nàng quay qua lê văn anh lê văn anh vừa nói là anh không biết là có yêu tôi không phải không vậy thì để tôi nói cho anh biết anh không hề yêu tôi người anh yêu chính là nó cái con quỷ cái truyền đi dụ dỗ quyến rũ người ta đấy bội hoàng lê văn nói anh van em đừng có nói xấu người ta nữa từ bao tới giờ em đã làm khổ bao nhiêu người rồi còn chưa đủ thôi được rồi chúng ta quay về anh đi về với em Lê Văn nắm lấy tay Hoàng nhưng đã bị Hoàng đẩy ra. Về nhà à? Về nhà nào chứ? Tôi chẳng có cái nhà nào cả. Rồi bội Hoàng cười như người điên. Lê Văn đau khổ. Bội Hoàng, em làm gì vậy? Anh đã biết lỗi của anh rồi. Anh xin lỗi em vậy. Chúng ta về nhà được chưa? Bội Hoàng ngưng cười, mắt trừng trừng. Xin lỗi à? Trễ rồi, trễ lắm rồi. Anh đã nói là anh không yêu tôi thì xin lỗi làm gì nữa chứ? Tôi biết người anh yêu là nó đó, là cái con yêu tinh Trúc Phượng kia. Bội Hoàng chỉ tay về phía Phượng và chợt nhiên nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt tức tưởi. Trúc Phượng, sao lạ vậy? Từ nào đến giờ ta cứ thua mi, đúng không? Thua mi đủ phương diện, ngay cả hôm nay cũng thế. Nhưng mà ta nói cho người biết, bội hoàng thút thít vừa nói, mi sẽ không chiến thắng một cách trọn vẹn đâu, rồi mi sẽ phải trả giá cho cái sự chiến thắng đó, mi sẽ không bao giờ an ổn được bội hoàng bạn hãy nghe tôi giải thích này chúc phượng nói lời của bội hoàng vừa rồi không hiểu sao lại khiến phượng lạnh cả sống lưng không cần giải thích gì cả chính mắt tao đã thấy như vậy còn chưa đủ sao và quay sang chồng bội hoàng nói lê văn lúc còn ở nhà anh bảo tôi đây đối xử với anh chẳng giống như với một thằng chồng mà chỉ là một chú chó vậy thì bây giờ tôi trả tự do cho anh đó anh cứ tự do mà hành động, hành động theo ý anh muốn còn tôi đi. Thôi được, được rồi, anh chấp nhận, em muốn xem anh như con chó cũng được, anh sẽ không cãi lại với em nữa đâu, vợ chồng mình bây giờ quay về nhà. Bội Hoàng cười nhạt, tôi sẽ về, nhưng không phải về nhà của anh mà là nhà của tôi, anh biết không? Lê Văn lắc đầu, Bội Hoàng, em đừng có ương ngạnh nữa, tôi đã ương ngạnh hơn 20 năm nay rồi ương ngạnh thêm một lần nữa cũng không hề gì bội hoàng lại cười nụ cười thật kỳ cục anh văn anh nghe tôi hỏi này từ lúc lấy nhau đến giờ tôi chưa hề thiếu anh bất cứ cái gì phải không em nói gì kỳ cục vậy vợ chồng sao lại nợ nhau lê văn chào mày thôi đừng nói nhiều nữa chúng ta quay về chúc phượng nói bội hoàng bạn hãy tin tôi một lần cuối cùng đi giữa tôi và anh lê văn không có gì cả người mà tôi yêu là ông Lê Chí Huấn, là cha ruột của bạn đó chứ không phải Lê Văn đâu." Bội Hoàng nhún vai, "Cô yêu ai thì có dính líu gì đến tôi nữa, thôi, bây giờ tôi đi chào mấy người, tôi sẽ về nhà của tôi." Bội Hoàng. Lê Văn đuổi theo nhưng Bội Hoàng đã đứng lại trừng mắt, "Tôi cấm anh, anh không được theo tôi, nếu anh mà theo thì từ đây về sau mãi mãi sẽ không còn nhìn thấy mặt tôi nữa." Lê Văn trợn lại, chàng biết quá rõ cái tính ngang ngược của bội hoàng lê văn chỉ biết nài nỉ nhưng mà ít ra em phải cho anh biết em đi đâu để anh đến tìm em về chứ bội hoàng cười không biết là đùa hay thật buổi sáng tôi đã nói với anh rồi tôi đến hồ bích đầm được chưa đấy anh hãy đến đấy mà tìm tôi nhưng mà bây giờ trời sắp mưa rồi mặc tôi bội hoàng bất chấp và bước nhanh về phía cửa lê văn ngẩng ra nhìn theo Văn chưa biết phải làm gì thì đã nghe Trúc Vượng lên tiếng Anh Văn, anh còn chờ gì mà không đuổi theo chứ? Nhưng mà cô ấy không chịu Trời ơi sao anh ngu quá vậy? Anh không thấy thái độ của Hoàng khác thường sao? Bấy giờ Lê Văn với giật mình nghĩ ra chàng vội nắm lấy tay Vượng chạy ra cửa một linh tính không hay bám lấy hai người ra đến ngoài cổng trường thì đã không còn thấy bóng bội Hoàng ở đâu Ôm ấy lại nghe nhầm ngày Chủ nhật nên trước cổng trường rất vắng. Lê Văn lính quính nhìn quanh, khoảng gần 5 phút sau mới có một chiếc taxi trống trở đến. Lê Văn ngoắc lại rồi cùng Trúc Phượng nhảy lên xe, cả hai tiến thẳng đến hồ Bích Đầm. Xe chạy rất nhanh, vậy mà Văn vẫn thấy chậm. Văn biết với cái bản chất ngang ngược, không có chuyện gì mà bội hoàng lại không thể làm. Không phải chỉ có Văn mà cả Trúc Phượng cũng rùn rẩy nói. Bội hoàng, Bà là cô ấy ngang ngược một lần nữa cũng không nhầm nhỏ gì đúng không? Tại sao? Tại sao cô ấy lại nói vậy? Nhưng rồi không muốn văn lo thêm Phượng Trấn An. Đừng quá căng thẳng, biết đâu mọi chuyện rồi sẽ tốt lành. Tôi chỉ mong như vậy. Lê Văn nói mà mặt không còn giọt máu. Nếu lần này mà cô ấy quay về thì tôi xin thề tôi sẽ như một phỗng đá để cô ấy muốn làm gì thì làm. Xe chạy quẹo qua ngã tư xa lộ, chiếc cầu treo bên hồ bích đầm đã hiện rõ trước mặt hôm nay chủ nhật nhưng mà tại cầu treo sao đông quá kẹt xe ư chiếc taxi không thể đi vào được nữa lê văn trả ngay tiền cho tài xế không cần lấy tiền thối lại chàng bước xuống xe nắm lấy tay phượng chạy nhanh về phía cầu đúng là cầu bị kẹt không phải vì xe mà vì một đám đông người họ đang chỉ trỏ về phía dưới cầu bản luận ồn ào văn nghe một người nói Cô ta còn trẻ quá, mới vừa nhảy xuống thôi. Trời ơi, nhảy xuống, ai nhảy xuống, phải chăng? Đầu văn như quay cuồng, một linh cảm không hay làm văn sợ hãi. Một cô gái trẻ, mong là không phải bội hoàng. Cô gái đó mặc chiếc rúp màu trắng đẹp lắm. Hai bà lão nói, tôi đang đi tới, cô gái đã đẩy tôi qua một bên và thật nhanh tôi chưa kịp lên tiếng gì cả, cô ta đã nhảy xuống nước. Cô gái mặc chiếc giúp trắng. Sáng nay chính Hoàng cũng mặc một chiếc giúp màu như vậy. Lê Văn chợt thấy như mọi thứ ngưng động hẳn, ngay cả cái đầu chàng, nó bây giờ cũng là một khoảng trống thê lương. Văn hở ơ, nghe có tiếng Phượng gọi. Tôi vừa gửi tiền cho ông tài xế taxi nhờ ông ấy về thông báo cho gia đình anh rõ rồi, nhưng mà mọi thứ cũng chưa hẳn. Phượng nói tới đó ngưng lại, nhưng Lê Văn lại lắc đầu. Tất cả tại tôi cả tôi thật đáng trách thật tội lỗi tôi ngu quá không ngờ lê văn tự trách nhưng phượng vẫn nuôi hy vọng biết đâu người con gái đó lại là một người nào khác chứ không phải bội hoàng nhưng ngay lúc đó một người đàn ông ăn vận như một tài xế taxi bước tới hỏi quý vị có thấy cô gái nào rất đẹp mặc sức trắng qua đây không phượng hỏi phải có mái tóc dài nữa và cô ấy đã đón xe anh từ trường đại học tổng hợp vâng đúng vậy Ông tài xế đưa chiếc ví của bội hoàng lên nói cô ấy đã bỏ quên cái này trên xe của tôi. Lê Văn chụp ngay cái ví nhưng ông tài xế đã phản kháng anh là ai mà giật ví của người ta? Phượng giải thích đây là chồng của cô ấy. Ông tài xế vẫn còn nghi ngờ nhưng ngay lúc đó Lê Văn mở ví ra ông ta thấy tấm hình cưới chụp chung của Hoàng và Lê Văn mới thôi. Trong ví có một mảnh giấy với nét chữ thảo của Hoàng. Cả cuộc đời tôi là một sự tìm kiếm, tôi khao khát mơ ước, hy vọng, nhưng mà mọi thứ lại xa lánh tôi, lúc nào tôi cũng thấy mình cô độc, tôi như sống giữa một thế giới băng giá lạnh lùng, ngoài bóng tối ra chẳng có một cái gì cả, chán thật, có lẽ là tôi phải tìm đến với một thế giới khác, ở đấy biết đâu mọi sự sẽ mới mẻ hơn. Rồi một dòng chữ khác bên dưới thế giới này hình như dành riêng cho kẻ khác chứ không phải cho tôi người ta ai cũng thỏa mãn cũng vui vẻ hạnh phúc chỉ có tôi sao tôi thấy nó ghê tởm quá tôi không có chỗ dung thân toàn là những ý niệm cực đoan tâm lý không bình thường lê văn lạnh cả người tại sao bội hoàng có thể nghĩ vậy và khi đã suy nghĩ như thế thì chuyện gì lại không dám làm cái ý niệm rời bỏ thế giới này đã có sẵn trong đầu hoàng có thể hoàng đã bỏ đi thật rồi hoàng tìm đến một thế giới khác để thành thơi nhưng mà như vậy thì ích kỷ quá vì cô ấy rồi sẽ để lại cho mọi người những người thân của hoàng bao nhiêu đau khổ ám ảnh nặng nề phải chăng đó là một cách trả thù nếu thật thì rõ là hoàng đã thành công bội quân đã đến lúc nào không rõ phượng nghe quân nói bội hoàng nó không thích ứng được với cuộc đời này chết là một hình thức giải thoát cho nó chúc phượng nhìn tờ giấy trên tay văn chợt nói hình như ở mặt sau còn có chữ nữa kìa anh văn hãy đọc xem rõ là phía sau còn có chữ vẫn tuồng chữ của hoàng tôi là con người trung thân thất bại chưa bao giờ tôi được thành công thượng đế rõ là bất công nhưng tôi không chịu thua đâu cuối cùng tôi phải chiến thắng phải đạt được mục đích bội quân lắc đầu bội hoàng đã đem cái chết của mình ra để đánh cuộc Rõ ràng là cô ấy háo thắng đến cùng. Anh Lê Văn này. Trúc Phượng nói rồi như nhớ ra điều gì. Nàng quay lại nhìn xuống dòng nước. Nước đang cuồn cuộn chảy. Cầu cao thế này, nước lại chảy mạnh thế kia. Nếu cố tình nhảy xuống thì chỉ có trời cứu. Biết đâu, bội hoàng chỉ nói dọa thôi. Tôi thì không tin chuyện đó. Lê Văn nói. Bội quân nhìn Văn. Chàng tuy đau lòng chuyện em gái, nhưng nhìn vẻ hốc hác của Văn, cũng cảm thông nên nói cảnh sát cứu nạn đang làm việc cẩn trương ở bên dưới có thế nào thì cũng phải bình tĩnh chờ đợi lê văn ngả người trên cỏ mà toàn thân xã rời cái chết của hoàng làm bừng cháy tình yêu trong lòng văn ư chiếc xe du lịch màu đen vội vã chờ đến ông chí huấn vừa hay tin đã chạy vội đến ngay ông hớt hải hỏi bội quân sao chuyện gì thế bội hoàng sao rồi quân chỉ tay về phía cầu không đáp nó đã nhảy xuống đấy hả thế còn lúc đó chẳng có ai bên cạnh nó sao tại sao mấy người không cản lại chứ ông quay sang trừng mắt nhìn lê văn rồi nhìn phượng chúc phượng sợ hãi trước cái ánh mắt bén của ông huấn nàng lúng túng nói lúc đó không có ai ở đây cả chúng tôi đuổi theo không kịp chúng tôi là ai ông huấn gằn giọng hỏi cô và lê văn hả Lúc đó tại sao hai người lại ở cạnh nhau mà lại không ngăn được bội hoàng để nó phải đi nhảy sông chứ? Tôi... Trúc Phượng lùi ra sau, sự giận dữ của ông Huấn làm Phượng không biết giải thích thế nào. Nói đi chứ, tại sao mấy người không nói? Ông Huấn hỏi, mà mặt ông lại tái xanh. Trúc Phượng bàng hoàng, bây giờ thì nàng đã bình tĩnh lại, nàng biết là ông Huấn đang hiểu lầm mình. Phượng ưỡn ngược ra nói, Ông nghĩ thế nào về chúng tôi chứ? Xin lỗi nhé, tôi không giống cái cô ca sĩ điển tâm của ông đâu. Lời của Phượng làm ông huấn trựng lại. Bây giờ Lê Văn mới lên tiếng. Chuyện xảy ra thế này này. Tất cả đều lỗi ở tôi chứ chẳng liên hệ gì đến ai cả. Sáng sớm hôm nay, vừa thức dậy, Hoàng đã gây gổ với tôi. Mẹ tôi nhờ tôi làm dù một việc nhỏ cho bà ấy. Bội Hoàng lại không đồng ý. Sau đó, cô ấy còn tát tai tôi rồi hỗn láo cả với mẹ tôi. Chuyện đó tôi không chịu được, vì vậy tôi bỏ đi ra ngoài, đến giáo đường tôi gặp Trúc Phượng. Vì buồn quá nên tôi nhờ Phượng đi với tôi. Tôi đang thất vọng, muốn có một người bạn để tâm sự, để san sẻ nỗi niềm. Không ngờ, bội hoàng lại đuổi theo, thấy chúng tôi và không cần nghe bất cứ một lời giải thích nào cả. Hoàng bỏ chạy và cấm không cho tôi rượt theo. Nhưng khi chúng tôi đuổi theo đến nơi thì mọi chuyện đã quá trễ. Tất cả yên lặng, biết nói gì nữa bây giờ số người ở trên cầu cũng ít bàn tán đi họ đang chăm chú nhìn xuống sông nơi những anh cảnh sát cứu nạn đang tích cực làm nhiệm vụ một lúc lê văn lại nói thật ra lỗi phần nào cũng do tôi cưới bội hoàng là tôi đã hại cô ấy ở đây chẳng ai thấy nên chẳng ai hiểu được ba tháng chúng tôi lấy nhau là ba tháng địa ngục tôi như kẻ bị đóng gông cả cái tự do di chuyển cũng không có. Bây giờ có thể là Hoàng đã chết rồi và không phải vì cô ấy đã chết mà tôi đặt điều nói xấu. Phải nói là bội Hoàng quá khích, hành động không suy nghĩ. Bội Hoàng chê bai hoàn cảnh sống của gia đình tôi, thù ghét mẹ tôi, cô ấy lại hay ghen bóng ghen gió. Tất cả những cái đó tôi đều có thể nhẫn nhịn được. Nhưng khi cô ấy vô lễ một cách thô bạo với mẹ tôi thì hử, chẳng ai hiểu được sự giận dữ của tôi lúc bấy giờ ông huấn đặt tay lên vai văn làm sao ông không hiểu được nỗi khổ tâm của văn bội hoàng là con gái ông suốt hai mươi năm trời sống gần nó ông đã bị giày vò chọc giận cỡ nào thôi con đừng có nói nữa ông huấn nói với văn ta đã hiểu hết rồi con ạ à. lê văn nhìn lên ông huấn tiếp sự chịu đựng của con chỉ mới có ba tháng còn ta hơn mười mấy năm trời ta biết bội hoàng nó yêu con yêu điên cuồng những ai bà bị nó càng yêu thì sẽ càng khổ bởi vì cái yêu của nó đồng nghĩa với sự chiếm hữu trọn vẹn vì vậy mà nó muốn khống chế mọi hành vi của con nó đâu có biết như vậy là sao hôn nhân không phải chỉ bao gồm có bao nhiêu đó mà còn có cả những thứ khác như khoan dung cảm thông giúp đỡ ngay lúc đó mẹ của lê văn cũng đã đến bà đứng yên lắng nghe và lúc này chỉ là một sự chờ đợi chẳng ai nói với nhau điều gì không khí tang tóc lảng vảng đâu đây ông chí huấn chợt nói tôi đã biết rồi sẽ có ngày hôm nay mà bởi vì bội hoàng nó giống hệt mẹ nó háo thắng ương ngại ngang ngược tự cao tự đại đa nghi với những người như vậy khó có thể nào hòa hợp với mọi người mọi người ngồi yên chiều đã xuống gió núi và sương bắt đầu tỏa ra mưa cũng rơi lất phất quân đề nghị những người lớn tuổi hãy quay về vườn lê chờ đợi nhưng chẳng ai nghe đến khoảng 5 giờ chiều cảnh sát cứu hộ dưới sông bắt loa lên thông báo đã tìm thấy xác nạn nhân chúng tôi yêu cầu thân nhân đến nhận diện thế là một chuỗi xôn xao trên cầu những người lạ hiếu kỳ cũng theo bậc thang chạy xuống bãi theo đoàn người đi xuống chúc phượng sợ chợt thấy sợ hãi phượng không muốn đối diện với sự thật không hoàng không thể chết được mọi người lầm lũi bước từng bậc thang, bầu trời âm u như từng gương mặt, Lê Văn đỡ mẹ bên cạnh, kế đó là bội quân rồi ông Huấn. Phượng thì bước sau cùng, đến bãi sông đã thấy bội hoàng nằm đấy, khuôn mặt trắng bệch, bình thản, mắt nhắm nghiền như ngủ mê. Một vị cảnh sát nói, hôm nay may đấy, thường khi khúc sông này nước chảy xiết khó vớt được thây, hôm nay nước cạn, xác lại kẹt nơi dốc đá rồi sắc hoàng được đặt lên băng ca một tấm khăn trắng phủ lên hai cảnh sát viên khác khiêng lên xe hồng thập tự bây giờ lê văn mới như chợt tỉnh chàng nhoài tới mấy người đưa vợ tôi đi đâu đấy đi đâu nhưng bà vĩ nắm tay con giữ lại họ đưa về bệnh viện khám nghiệm trước sau đó chúng ta mới làm được thủ tục đưa về nhà con ạ à, con yên tâm không mất đâu lê văn nghe lời mẹ đứng yên thật lạ lùng mọi người chỉ yên lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng tư chứ không có tiếng ồn ào than khóc bi thường nào cả. Có lẽ cuộc đời là cả một sự bi thảm triển miên mà con người đã mệt mỏi, cái sống và chết rất vô tình, đến và đi đều không ước định trước được. Lê Văn và mẹ theo xe hồng thập tự về bệnh viện, bội quân và ông Huấn cũng vội vã ra xe, họ như quên bẵng cả sự hiện diện của Trúc Phượng. Đám đông đã giải tán, Phượng thẫn thờ bước trên đường, chưa bao giờ Phượng thấy cô đơn như thế này. Nàng lầm lũi tiến về phía trạm xe buýt, mưa bắt đầu rớt hột. Mưa khóc cho ai? Nhưng ngay lúc đó, Phượng lại thấy chiếc xe du lịch màu đen kia quay lại, ngừng trước mặt nàng, rồi bội quân bước xuống. Xin lỗi Phượng, chuyện bối rối quá làm chúng tôi quên mất. Phượng lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa Phượng về nhà. Ồ, thì ra họ cũng còn nghĩ đến mình phượng do dự một chút rồi bước lên xe nàng vẫn ngồi chỗ ngồi ngày xưa cạnh tay lái của ông huấn nhưng ông ta bây giờ như người xa lạ trên xe chẳng ai nói lời gì mưa càng lúc càng nặng hột vâng có ai không buồn kể cả ông trời trước sự ra đi quá vội vàng của một tuổi xuân trời mưa nhưng ông huấn lái xe rất nhanh chẳng mấy lúc xe đã vào đến thành phố phượng không muốn làm phiền ai trong lúc này nàng định bụng nói với ông huấn cho nàng xuống ở một trạm xe nào đấy nhưng ông huấn đã đưa xe đến thẳng đầu hẻm nhà nàng xe ngừng phượng bước xuống ấp úng cảm ơn bao giờ cử hành lễ an táng xin cho biết nhé để tôi đến dự rồi nàng vội vã quay vào nhà không cả nhìn mặt ông huấn mưa to quá mưa làm ướt sũng cả mặt phượng khiến phượng phải nhắm cả mắt thật khó khăn phượng mới vào đến nhà nàng đầy mạnh cửa mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của nàng bà thục trinh vừa từ sau bếp nghe tiếng động chạy ra chưa kịp hỏi thì phượng đã ngã ập lên người bà phượng chỉ nói mẹ ơi bội hoàng nó đã chết rồi rồi phượng không biết gì nữa bội hoàng đã chết lễ truy điệu và an táng đã cử hành hoàng được chôn ở phía sau vườn lê hoàng được an nghỉ bên cạnh mẹ ruột của mình hôm cử hành lễ an táng phượng cũng có đến dự nàng đốt nén hương cắm lên mộ. Với cả một tâm sự ngổn ngang, Phượng biết rõ Hoàng chết không phải vì nàng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bất dứt. Đốt xong nén hương, Phượng ngồi nán lại một chút, gia đình tang ra họ đều bận rộn, Lê Văn thẫn thờ tiểu tụy, ông Huấn có vẻ già đi, còn bội quân vẫn lạnh lùng một cách gỗ đá. Trúc Phượng lắc đầu, cuộc đời sao lắm chớ trêu phượng không xác định nổi cuộc tình duyên giữa bội hoàng và văn có đặt cơ bản trên tình yêu không họ đã yêu nhau chưa nếu có tại sao lúc sống chung chỉ là những giày vò đai nghiến hôn nhân là mổ chôn của tình yêu chăng hoặc đó chỉ là một sự ngộ nhận để rồi đưa đến cái hậu quả tàn khốc thế này lễ tang có cử hành trọng thể thế nào người đến phúng điếu có nói hàng vạn lời hoa mỹ để phân ưu thì người chết nào có biết tốt nhất chỉ nên đốt một nén hương tưởng niệm, nhớ đến người đã khuất rồi rút lui. Còn người sống thực dụng, hư danh và vô tình. Tuổi trẻ đôi lúc còn ảo tưởng về lý tưởng cuộc sống, nhưng rồi với thời gian mọi thứ sẽ biến đổi, ngay cả tình yêu cũng thế, người lớn họ rất dễ quên. Trúc Phượng ngồi một mình như vậy rất lâu, rồi đứng dậy ra về. Cái chết của Hoàng khiến Phượng nhìn cuộc đời bi quan hơn phượng càng thấy mình cô độc lẻ loi giữa dòng đời tháng ngày lạnh lùng trôi qua chúc phượng cố quên hết những chuyện ngày cũ quên bẵng cả chuyện ở vườn lê để trở lại cuộc sống bình thường an phận mọi thứ xảy ra như một giấc mơ nó đã qua rồi nhưng vẫn để lại những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong lòng phượng bây giờ không nên suy nghĩ gì nữa phượng nghĩ hãy tập trung tất cả tâm trí vào cái ý tưởng ban đầu phải gắng học ra trường, kiếm việc làm và lo cho cậu em, hãy an phận và giúp đỡ gia đình cha mẹ đã già. Sáng nay, một ngày chủ nhật, Phượng chuẩn bị đi lễ nhà thờ, nhưng vừa đến trước cửa nhà thờ, Phượng đã gặp Lê Văn. Lê Văn hôm nay có vẻ già dặn hơn, người lớn hơn, bội hoàng qua đời đã hơn 6 tháng, nhưng vẻ buồn như vẫn còn đọng lại trên mắt anh chàng. "Ồ, anh Văn" lâu quá mới gặp anh khỏe chứ cảm ơn phượng tôi vẫn khỏe lê văn nói bạn bè lâu quá không gặp nên ghé thăm phượng lặng lẽ bên cạnh văn sau cái chết của hoàng phượng có chút ngượng ngùng khi đi cạnh văn anh sẽ vào lễ với tôi chứ vâng lê văn nói đây là buổi lễ cuối cùng của tôi với phượng sao vậy phượng ngạc nhiên lê văn nói bởi vì ngày mai này tôi đã lên máy bay ra nước ngoài anh đi du học vâng đi du học cũng là một hình thức trốn lánh trốn lánh gì chúc phượng lắc đầu nói cái mặc cảm phạm tội vì cái chết của bội hoàng ư có lẽ vậy là không đúng phượng nói nếu cho là anh hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyện đó là không công bằng lê văn nhìn phượng có vẻ cảm động thật sao phượng phượng lắc đầu chính anh cũng thấy rõ mà cần gì phải hỏi tôi lê văn suy nghĩ một lúc thở dài nói tôi cũng không biết là mình có lỗi với hoàng không nhưng mà trước đó hoàng đã nghi ngờ tôi có tình ý với phượng mặc dù không có nhưng tôi lại không đính chính tôi chỉ nghĩ là bạn bè trong sáng không có gì phải sợ không ngờ cái nhìn của hoàng lại nhỏ nhen quá thật ra thì cá tính giữa chúng tôi khác biệt một cách sâu sắc tôi cứ nghĩ là rồi có thể thay đổi hòa hợp được không ngờ lấy nhau xong mới thấy sai lầm mọi việc không một chút đơn giản như tôi tưởng phượng im lặng lê văn cười buồn tiếp tôi muốn quên hết nhưng chắc không quên được đâu vì tôi yêu cô ấy mãi đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy tôi thật sự yêu hoàng lời của lê văn làm phượng xúc động lê văn lại tiếp mấy ngày qua ngồi buồn một mình rảnh rỗi tôi đã suy nghĩ nhiều thứ và bất chợt nghĩ đến Phượng. Phượng giật mình, tại sao anh lại nghĩ đến tôi? Bởi vì tôi thắc mắc, tại sao tôi yêu Hoàng mà lại rất thích đến với Phượng? Có chuyện gì là tôi tìm gặp Phượng ngay? Tâm sự, nói chuyện tào lao, đi xem hát, tôi xem Phượng thân thiết như một người bạn, nhưng không phải là một người bạn gái. Phượng biết tại sao không? Ngừng lại một chút, Lê Văn cười nói, bây giờ thì tôi đã nghĩ ra rồi nói chuyện với phượng giống như nói chuyện với một người lớn mẹ tôi chẳng hạn nhưng mà vì mẹ tôi thường xuyên không có nhà nên tôi phải ồ anh đã coi tôi như chiếc bóng của mẹ anh và điều này càng khiến hoàng nghi ngờ phượng nói và hoàn toàn bất ngờ ngay lúc đó vị mục sư đã bước lên bục giảng mọi người yên lặng chúc phượng cố nén những lao xao trong lòng cố gắng tập trung lắng nghe. Các bạn tín hữu thân mến, hôm nay tôi xin thuyết giảng về một vấn đề, một đề tài khá quan trọng, đấy là tình yêu. Chúc Phượng giật mình, tình yêu, tại sao lại có một sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Thánh kinh đã có nói, tình yêu là một sự nhẫn nhục lâu dài, là ân điển của Thượng Đế. Tình yêu phải không vụ lợi cho bản thân, phải vị tha, bao dung phải tin tưởng lẫn nhau khát vọng nhẫn nại và mãi mãi không phai tàn lời của mục sư như những giọt mật thấm dần vào trái tim mỗi người phượng đã đọc qua chương này nhiều lần trong thánh kinh bây giờ lại nghe giảng mà sao vẫn thấy thấm thía vô cùng phượng là cô gái ngoan từ nhỏ ở nhà nghe lời cha mẹ vào lớp là học sinh giỏi khi đến với chúa là một con chiên trung thành phượng đã chủ quan tưởng là cư xử một cách hợp quy luật với mọi người là đủ phượng đâu có ngờ vì quá trọng quy luật phượng bị vây chặt trong bốn bức tường riêng thật ra thì có nhiều thứ đã không thể dùng quy luật để cân nhắc chẳng hạn như tình yêu vâng tình yêu là một hiện tượng phong phú làm sao có thể cân nhắc tính toán cái điều mà thánh kinh đã diễn giảng kia là tình yêu nghĩ theo nghĩa rộng nó đâu phải chỉ là tình yêu trai gái mà là tình yêu bao gồm cả tình cha mẹ, anh em, bạn bè, dĩ nhiên là có tình yêu đôi lứa. Phượng yêu cha mẹ, cũng yêu em, nghĩ đến Xuân Kỳ, bất giác Phượng giật mình, từ nào đến giờ Phượng thương em, lúc nào cũng mong mỏi là sẽ cố gắng để giúp em vào đại học rồi đi du học. Đó là tình thương, nhưng mà nó có hoàn toàn vô tư không? Không, rõ ràng nhiều lúc Phượng đã nghĩ đến Viễn Ảnh. Xuân Kỳ thành tài. Xuân Kỳ sẽ nhìn mình với đôi mắt biết ơn khi Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì cái tình thương nàng dành cho nó nào có vô tư đâu cũng vụ lợi. Chợt Phượng dùng mình xấu hổ. Rồi Phượng nhìn lại cuộc tình của mình với ông Trí Huấn. Đó có phải là tình yêu đúng nghĩa không? Phượng cố gắng phân tích. Vâng, chưa bao giờ Phượng nghĩ đến bất cứ một điều kiện vật chất nào của Huấn. Yêu chỉ để mà yêu, Phượng không so đo về danh vọng, địa vị, tiền bạc. Vậy thì chưa có gì để trách. Có điều cái tình yêu kia sao quá nhiều trở ngại và chóng tàn. Lệ Văn thấy Phượng yên lặng khá lâu nên hỏi Cô đang nghĩ gì đấy chúc Phượng? Phượng giật mình À, mình đang nghĩ về những gì mục sư đang giao giảng Tình yêu? Vâng, và Phượng thấy thế nào? Mình chỉ thực hiện được một nửa điều Vậy à, lê văn gật gù vậy thì cũng không có nghĩa là thất bại vâng và từ đây về sau có lẽ rồi tôi sẽ thực tế hơn phượng nói và nghĩ lại những gì mình đã cho mà không hối tiếc đó cũng là tình yêu ông huấn có thể nào cũng mặc kỷ niệm đẹp kia phượng sẽ khép kín trong lòng có tiếng thánh ca vang lên vậy là lễ đã kết thúc phượng không nghe hết được lời giao giảng nhưng ít ra phượng đã nghĩ ra được và cảm thấy tâm hồn thảnh thơi hơn nhiều thôi mình về chứ chúc phượng phượng cười rồi theo dòng người đi ra cửa lê văn chợt nói à còn nữa bội quân biết là rồi tôi sẽ tìm đến cô nên đưa món này nhờ tôi trao lại chúc phượng ngạc nhiên sau khi ra trường xong tôi không gặp anh ấy ờ nghe nói anh ta cũng sắp hoàn tất thủ tục đi du học phải không vâng cùng đi với hiếu trinh lê văn nói nhưng nghe nói đính hôn xong họ mới đi vậy à phượng cầm phong bì màu trắng của lê văn vừa đưa cho và mở ra đúng như lời lê văn nói đấy là một tấm thiệp mời lễ hỏi phượng còn đang ngắm nghĩa thì lê văn hỏi thế cô có định đi dự không bội quân nói là rất mong gặp lại phượng phượng ngần ngừ tôi tôi cũng không biết lê văn chợt góp ý Tôi thấy thì tốt hơn cô không nên đi bởi vì Quân có nói với tôi là dựa yêu và được yêu Quân đã chọn cái giải pháp thứ hai Phượng hiểu chứ? Vâng. Vậy thì tôi đi nhé. Lê Văn nói tôi cũng sẽ không đi dự và bắt đầu từ hôm nay tôi không gặp Phượng nữa. Tôi sẽ ra đi mong là Phượng giữ gìn sức khỏe. Chào Phượng. Lời của Lê Văn ngập đầy cảm xúc. Anh chàng bước đi vài bước quay lại vẫy vẫy tay phượng không phải là cô gái mau nước mắt vậy mà không hiểu sao lại thấy có cả một bức màn sương mù trước mặt lê văn đi rồi người bạn cuối cùng rời xa nàng phượng thở dài bâng khuâng nhìn trời giữa trưa mà sao bầu trời như đang hoàng hôn tất cả rồi sẽ qua đi phượng biết thế như mưa rồi nắng như hợp rồi tan hoàng hôn và rồi sẽ bình minh rạng rỡ phượng còn rất trẻ tất cả với nàng còn ở phía trước. Thôi thì coi như những tháng ngày đã qua chỉ là giấc mơ dài, một giấc mơ đẹp nhưng buồn, buồn vô cùng. Sự hoàn hảo tuyệt đối làm sao có được ở trên đời thực. Chỉ may mắn một điều, Trúc Phượng đã không có gì để phải hối tiếc. Phượng lặng lẽ trở về nhà, cha mẹ và Xuân Kỳ đang chờ nàng. Có lẽ hiện giờ duy nhất đấy là nơi cho nàng sự thanh thản tâm hồn bình an và hạnh phúc rồi phượng sẽ lớn lên sẽ thực sự trưởng thành khi ấy có lẽ nàng sẽ nhìn lại ngày hôm nay với một nụ cười đến đây quý vị và các bạn đã phần nào cảm thấy những khúc mắc và những mâu thuẫn trong tình yêu của ba cặp đôi chúc phượng ông huấn lê văn và bội hoàng bội quân và hiếu trinh đã được giải quyết tùy rằng không trọn vẹn vì có người đã phải dùng cả cái chết của mình để giải thoát khỏi tình yêu nhưng dẫu sao họ cũng đã nhận ra tình yêu là không thể cưỡng cầu tình yêu phải được bắt nguồn và xây dựng trên sự tự nguyện từ hai phía với những tình tiết gay cấn những dòng cảm xúc dạt dào nhà văn quỳnh giao đã tái hiện một cách đặc biệt những góc khuất của tình yêu thông qua những lát cắt của cuộc sống và mỗi nhân vật trong câu chuyện này lại mang một thông điệp khác biệt về tình yêu hy vọng bóng hoàng hôn sẽ làm quý vị thấy đồng cảm rung động và sẽ luôn ủng hộ kênh đọc truyện đêm khuya để chúng tôi có thêm động lực trong việc hoàn thiện kênh góp phần đem lại niềm vui cho tất cả quý vị khán thính giả yêu quý của kênh hồng huệ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện sau